Thần đạo đan tôn tập 7 và tập 8, trình ra trở mình, ngân nguyệt tộc thuyết minh tại kênh youtube Di các phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Kim vô cực nắm giữ lực lượng tụ nguyên tầng 9 đỉnh cao, võ kỹ hoàng cấp thượng phẩm cũng có khả năng đạt tới mạnh nhất ở cảnh giới này. Mà hắn càng tu ra hai đạo khí, ở trong tụ nguyên cảnh, tuyệt đối là tiếp cận cấp bậc vương giả. Đáng tiếc, đối thủ của hắn là Lăng Hàn. Bốn đạo kiếm khí, vương giả cùng cấp. Kim vô cực có loại cảm giác như đối mặt với thích vĩnh dạ chỉ là khác biệt ở chỗ sức mạnh của thích vĩnh dạ càng mạnh hơn nhưng những phương diện khác lăng hàn thật không thua thích vĩnh dạ chút nào thậm chí ứng biến ở trường thì còn muốn vượt qua đây thực là một thiếu niên 17 tuổi sao thiên phú thật đáng sợ cho đến lúc này kim vô cực mới hoàn toàn bỏ đi tâm trả thù thậm chí quyết định sau đại nguyên luận võ mang đệ đệ đi bồi tội lăng hàn triệt để hóa giải ân oán này bởi vì ngày sau thành tựu của lăng hàn sẽ cực kỳ kinh người vượt qua hắn khẳng định là chuyện chắc như đinh đóng cột nếu không cách nào diệt trừ đối thủ như vậy liền phải cố gắng kết giao tuyệt không thể trở thành kẻ địch chiến 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 lúc này lăng hàn ngoại trừ cô lăng huyết cùng bất diệt thiên kinh gần như hoàn toàn phát huy ra thực lực khiến hắn đánh rất tận hứng chỉ là ngũ hành nguyên hạch cấp tốc tiêu hao nguyên lực để hắn không cách nào kiên trì thời gian quá lâu được ám nguyệt thảo là tốt rồi có thể làm không gian đan điền của hắn tăng lên rất nhiều lần chiến đến hơn trăm chiêu hai người vẫn cân sức ngang tài kim vô cực không khỏi thầm nghĩ phía sau tên này đứng ba đan sư huyền cấp ngược lại ta giống những người trước kia hắn cũng lựa chọn nhường bán nhân tình cho lăng hàn sau đó lại mang đệ đệ đến nhà xin lỗi liền có thể hóa giải đoạn ân oán này lăng huynh tài nghệ cao minh tại hạ chịu thua hắn lui về phía sau chắp tay chịu thua lăng hàn đã không đủ sức đang định vận chuyển cô lang huyết trong nháy mắt đánh bại đối phương không nghĩ tới kim vô cực lại chịu thua nhìn thấy đối phương thả ra tín hiệu hữu hảo, hắn liền gật đầu nói. Đa tạ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, huống hồ hắn và Kim vô cực không có thủ hận gì. Quả nhiên lại chịu thua. Lẽ nào trong võ kỹ của Lăng Hàn, có một loại chuyên môn khiến người ta chịu thua? Ha 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 ha, nếu như ngươi cũng có thiên phú như Lăng Hàn, tu ra bốn đạo kiếm khí, vậy ta cũng có thể chịu thua ngươi. Phi, bốn đạo kiếm khí nào có dễ dàng tu ra như thế? mọi người đã kinh ngạc nhưng lăng hàn tiến lên một bước lại cảm thấy chuyện đương nhiên bởi vì tình cảnh này đã phát sinh quá nhiều để bọn họ đều mất cảm giác cũng may lăng hàn chỉ còn một đối thủ cuối cùng coi như thích vĩnh dạ lại chịu thua cũng chỉ cần kinh ngạc một lần nữa mà thôi tốt lăng đông hành nặng nề nắm nắm đấm kích động đến tê cả ra đầu nhi tử có thể đạt được thành tích như vậy hắn còn cầu mong gì nghĩ đến hai tháng trước nhi tử nói muốn đoạt thứ nhất hắn một trăm cái không tin nhưng bây giờ thì sao quán quân chỉ cách gang tắc. dù hắn biết thực lực của thích vĩnh dạ mạnh mẽ thiên tử quyền đủ để sánh ngang bốn đạo kiếm khí hơn nữa cảnh giới cách xa lang hàn nhưng hắn vẫn không nhịn được chờ mong vạn nhất con trai của hắn thắng thì sao quán quân đã đến một bước này nhất định phải kiếm chỉ thứ nhất không đi khiêu chiến một hồi sẽ hối hận cả đời võ đài khác còn đang tiến hành khiêu chiến nhưng đã không có bao nhiêu người quan tâm mọi người đều đang đợi lang hàn khôi phục sức mạnh tiến vào trận chiến cuối cùng là lăng hàn tiếp tục sáng tạo kỳ tích trở thành hắc mã lớn nhất của đại nguyên luận võ khóa này hay tứ vương tử cười đến cuối cùng thoát khỏi danh hiệu lão nhị lăng hàn có thời gian nghỉ ngơi sung túc bởi vì không có quy định nghỉ ngơi sau nửa giờ phải khiêu chiến hắn đương nhiên phải khôi phục trạng thái tốt nhất lại đi khiêu chiến thích vĩnh dạ tuy lăng hàn chậm chạp không khởi sướng khiêu chiến nhưng không ai dục bởi vì bọn họ biết chỉ có để lăng hàn khôi phục lại trạng thái tốt nhất hắn và tứ vương tử mới có thể kính dâng ra trận chiến đặc sắc nhất sau một tiếng lăng hàn đứng lên đến rồi đến rồi tất cả mọi người thầm nói thần kinh lập tức hưng phấn lên tứ vương tử chiến một trận a à. lăng hàn nhảy lên võ đài thứ nhất khiêu chiến thích vĩnh dạ lăng huynh xin mời thích vĩnh dạ cười cười nhưng trong lòng có loại kích động muốn chửi má nó bởi vì những người phía trước đều bởi vì sau lưng lăng hàn đứng ba vị đan sư huyền cấp mà nhường như vậy hắn nhường hay không nhường đây? Nhường, vì quán quân đại nguyên luận võ, hắn đã chờ ba năm, hơn nữa, ám nguyệt thảo còn có thể làm cho hắn lập tức bước vào dũng tuyển cảnh, cái này chí ít có thể tiết kiệm hai ba năm khổ tu. Nhưng không nhường, người ta đều thả, người không thả, cái này không phải không cho lăng hàn mặt mũi sao. Đổi thành người khác coi như thôi, nhưng thích vĩnh dạ có chí lớn, hắn muốn trở thành một quân chủ, quân chủ đương nhiên phải chiêu hiền đãi sĩ, mời chào nhân tài khắp nơi đặc biệt là thiên tài như lăng hàn nếu kết thủ tự nhiên là một sự tình rất tệ người nói thích vĩnh dạ có khó xử hay không cuối cùng thích vĩnh dạ vẫn quyết định toàn lực ứng phó cùng lắm luyện chế ám nguyệt thảo thành đan phân một viên cho lăng hàn là được xin mời lăng hàn dung trường kiếm lên bốn đạo kiếm khí vung ra thích vĩnh dạ hét lớn một tiếng triển khai thiên tử quyền pháp thẳng thắn thoải mái thật giống như đấm ra một quyền cho dù trước mặt có một ngọn núi cũng đổ nát mà càng đáng sợ hơn là trên quả đấm của hắn lại còn quấn quanh ba đạo khí. Mặc dù nói đại thế của một nước không thể đơn giản trồng chất với khí để tính, nhưng làm sao cũng mạnh hơn bốn đạo kiếm khí a. À. Tất cả mọi người kinh ngạc thốt lên, hóa ra trước kia thích vĩnh dạ, còn không có dùng toàn lực, đây mới là thực lực chân chính của tứ vương tử. Thật mạnh, này làm sao thắng được, dù nửa bước dũng tuyển cảnh, không có tu ra khí, phòng trừng cũng không phải là đối thủ. Oanh, 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 trọng quyền oanh kích lăng hàn liên tiếp lui về phía sau nhưng cho dù chịu đựng trùng kích như thế thân thể của hắn vẫn không mất một sợi tóc không một chi thể lăng hàn có chút ngốc không chảy máu hắn làm sao vận chuyển cô lang huyết hôn mê hóa ra năng lực phòng ngự mạnh mẽ cũng không phải hoàn toàn là chuyện tốt lại xung đột với cô lang huyết hắn hét lớn một tiếng cắn đầu lưỡi một luồng máu tươi chảy ra hắn rốt cục chảy máu oanh bốn viên ngũ hành nguyên hạch trong cơ thể vận chuyển càng nhanh hơn để lực lượng của hắn tăng lên một cấp bậc tụng nguyên tầng 9 cảnh giới càng cao cấp độ cô lang huyết tăng lên liền càng nhỏ nhưng đã đủ lang hàn múa kiếm phát huy kinh điện kiếm pháp vô cùng nhuần nhuyễn leng keng leng keng oanh 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 hai người kịch đấu thỏa thích bày ra thực lực của mình trời ạ à, tụng nguyên cảnh lại có thể mạnh như vậy ta cũng là tụng nguyên tầng 9 nhưng nếu ta lên sân khấu phòng chừng ba chiêu liền thất bại thực sự là người so với người tức chết người một thế hệ người mới thay người cũ a. À? Chúng ta đã già, thời đại này thuộc về người trẻ tuổi rồi. Không ít gia chủ thôn trấn đều than thở, bọn họ có hơn 30 tuổi, có hơn 40 tuổi, thậm chí hơn 50 tuổi, đều kẹt chết ở tụ nguyên tầng 9, bởi vì chậm chạp không cách nào đột phá, bọn họ mài giũa nguyên lực bản thân đến cực hạn, nhưng đối mặt hai nhân tài mới xuất hiện này, bọn họ chỉ có cảm thấy không bằng. Thích Vĩnh Dạ ngơ ngác, hắn nguyên bản cảm thấy, lần này mình có thể ngạo thị hết thảy thiên kiêu của đại nguyên thành. Cho dù không toàn lực ứng phó cũng có thể đoạt được tệ nhất, mà sự tình phát triển vẫn như hắn nghĩ, mãi đến khi gặp phải Lăng Hàn. Quá mạnh mẽ rồi. Lần này, hắn thật đã toàn lực ứng phó, lại không thể chiếm được thượng phong, hắn há có thể không kinh. Lăng Hàn mới tụ nguyên tầng 4a, hiện tại đã mạnh như vậy, chờ hắn đạt đến tầng 7, nhảy vào tụ nguyên hậu kỳ, sẽ mạnh đến mức độ nào? Này không phải thiên tài, mà là ưu nghiệt. Lúc trước phòng Viêm cũng không có mạnh như vậy a. À. Thích Vĩnh Dạ thầm nghĩ ở trong thế hệ trẻ tuổi của đại nguyên thành này thiên phú của thích vĩnh dạ không phải cường đại nhất mà là phong viêm ba năm trước phong viêm là tụ nguyên tầng 9, lấy ưu thế tuyệt đối thu được đệ nhất mở đại nguyên luận võ khóa trước nữa phong viêm lợi dụng thực lực tụ nguyên tầng 4 đánh bại vài tụ nguyên tầng 9, đã được danh hiệu quán quân cho dù tiến vào hồ dương học viện thiên tài tập hợp nhưng ánh sáng của phong viêm vẫn không giảm chút nào năm trước hắn đột phá dũng tuyển cảnh liệt vào danh sách 10 đại cao thủ của học viện Thành tựu như vậy để thích Vĩnh Dạ chỉ có thể ngước nhìn. Hiện tại, Thích Vĩnh Dạ rốt cục nhìn thấy một yêu nghiệt có thể sánh vai với Phong Viêm, thậm chí còn hơn một bậc. Bởi vì lúc trước, thời điểm Phong Viêm còn ở tụ nguyên tầng 4, mấy đối thủ tụ nguyên tầng 9 của hắn là còn lâu mới mạnh như Thích Vĩnh Dạ. Thích Vĩnh Dạ vừa chiến đấu, vừa thầm nghĩ, nếu Lăng Hàn yêu nghiệt như thế, sao mình không tác thành hắn, để hắn mang theo vầng sáng không kém Phong Viêm tiến vào Hồ Dương học viện. Đến thời điểm đó, phong viêm nhất định sẽ cảm thấy áp lực nha. Được, vậy hắn cũng bán lăng hàn một nhân tình. Đương nhiên, nếu không phải lăng hàn đủ mạnh, thích vĩnh dạ, chắc chắn sẽ không bán mặt mũi. Nhưng hiện tại, nếu lăng hàn thể hiện ra thực lực đủ để đối kháng hắn, vậy hắn cũng vui vẻ thuận nước dòng thuyền. Dù sao ngày sau, không biết tên yêu nghiệt này sẽ đạt tới độ cao cỡ nào, hơn nữa còn có đan sư hậu thuẫn, thực lực sánh ngang phong viêm tuyệt không phải xa vời. Đây là một đối tượng đáng giá hắn đầu tư. Ha ha, lang huynh quả nhiên ghê gớm trận chiến này ta chịu thua thích vĩnh dạ chủ động ngưng chiến lang hàn cười nói trận này chỉ có thể nói hòa nhau ưu thế của hắn ở chỗ khô mục chi thể phòng ngự sức khôi phục kinh người mà khuyết điểm ở chỗ ngũ hành nguyên hạch tiêu hao quá lớn bởi vậy hắn xác thực không nắm chắc thắng được thích vĩnh dạ hòa nhau có thể nói là rất công bằng thích vĩnh dạ lắc đầu nói người mới tụ nguyên tầng 4, liền có thể cùng ta bất phân thắng bại ta còn nói ngang tay vậy ra mặt của ta cũng quá dày rồi nói xong hắn chủ động nhảy đến võ đài thứ hai lăng hàn đăng đỉnh ồ dưới đài kinh ngạc hô ra tiếng tuy kết quả này cũng không tính quá bất ngờ nhưng khi nghe tứ vương tử chịu thua vẫn để cho không ít người cảm thấy khó tin nổi sáu năm trước thiên tài số một của đại nguyên thành lúc đó chính là lấy tu vi tụ nguyên tầng bốn một đường quá quan trảm tướng đoạt quán quân sáu năm sau lại xuất hiện một con đại hắc mã lần nữa võ đạo đại nguyên thành hương thịnh rồi sao? Lăng Hàn cũng không khách khí, hắn xác thực cần khen thưởng của quán quân, bởi vậy hắn chỉ chắp tay với thích vĩnh dạ, nhân tình này hắn nhớ kỹ, ngày sau nhất định sẽ trả lại gấp 10 lần. Lúc này, cách mặt trời lặn chỉ hơn nửa canh giờ, chỉ còn dư lại một võ đài đang ác chiến, nếu đài chủ thắng, như vậy lần đại nguyên luận võ này liền hạ màn kết thúc, ngược lại, thì phải chờ thêm một hồi. Bất quá, không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, nửa giờ sau, top 10 ra lò. Người thứ nhất, Lăng Hàn. Thật được số một, thật được số một. Lăng Đông Hành lầm bầm nói, trên mặt vừa có hưng phấn, vừa tràn đầy không thể tin được. Con trai của hắn đã từng được công nhận phế vật, lại có một ngày thành quán quân của đại nguyên luận võ. Hắn rốt cục cất tiếng cười to, tràn ngập vui sướng. Thập cường đi xuống lôi đài, sau đó vương phủ sẽ mở tiệc tối, khánh công cho 50 thiên tài đứng đầu. Chúc mừng Lăng Huynh! Chúc mừng! Nhóm người thích vĩnh dạ dồn dập sông tới, chúc mừng lăng hàn đa tạ đa tạ lăng hàn chắp tay đáp lễ ha ha chờ sau đó nhất định không sai không về đó là tự nhiên được tiệc tối chỉ có 50 người đứng đầu tham gia gia thuộc là không thể đi theo bởi vậy bất kể là lăng đông hành hay lưu vũ đồng đều không thể bồi tiếp lăng hàn rất nhanh nhóm người lăng hàn liền tới đại nguyên vương phủ đây là một phủ đệ rất lớn chỉ ít gấp 10 lần phủ đệ của tứ vương tử các loại trang sức trong vương phủ cực kỳ xa hoa, để một số thiếu niên từ chấn nhỏ tới há hốc mồm, thật giống như nhà quê tiến vào hoàng cung. Tiệc tối này, do Đại Nguyên Vương tự mình chủ trì, chờ sau đó còn sẽ trực tiếp phát khen thưởng cho 10 người đứng đầu. Bất quá Đại Nguyên Vương cũng không ở bao lâu, hắn là cường giả linh hải cảnh, căn bản không cần làm bộ làm tịch cái gì, chỉ cần ngồi xuống, liền tự nhiên tỏa ra khí thế đáng sợ, làm cho tất cả mọi người cảm thấy ngột ngạt. Sau khi hắn rời đi, bầu không khí mới trở nên náo nhiệt mọi người đều là người trẻ tuổi, rất nhanh người tới ta đi. Không lâu sau, mọi người đều sẽ đi hổ dương học viện, tự nhiên hy vọng kết ra nhiều bằng hữu, ngày sau có thể chiều ứng lẫn nhau. Nhưng Lăng Hàn có chút ngồi không yên, hắn chờ đợi cây ám nguyệt thảo kia. Đây chính là bảo vật ngay cả cường giả thiên nhân cảnh cũng đỏ mắt, chưa thu vào trong túi của mình một khắc, hắn liền không thể an tâm một khắc. Ngẫm lại cũng buồn cười, lấy tâm tính của hắn, lại còn gấp gáp như vậy. Hai giờ sau, tiệc tối mới kết thúc, vật khen thưởng cho 10 người đứng đầu, đều chứa ở trong một cái hộp nhỏ. Lăng Hàn mở ra xem, bên trong có một cây thảo dược cao trường thước, hình dạng mỗi một lá như trang lưỡi liềm, màu sắc như mặt trăng ám trầm. Quả nhiên là ám nguyệt thảo. Lăng Hàn thở phào nhẹ nhõm, thật muốn lập tức rời đi, nhưng bọn người thích vĩnh dạ lại đây hàn huyên với hắn, để hắn không thoát thân được. Mãi đến lúc nửa đêm, mọi người mới, dồn dập tàn đi, Lăng Hàn rốt cục trở lại thiên dược các. Hắn vừa về liền bắt đầu luyện đan mặc dù không gian đan ngay cả cường giả thiên nhân cảnh cũng đỏ mắt nhưng tụng nguyên cảnh cũng có thể dùng bởi vậy nghiêm chỉnh mà nói đây chỉ là đan dược hoàng cấp trung phẩm lang hàn đương nhiên có thể luyện chế những tài liệu khác hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng chỉ thiếu ám nguyệt thảo nếu vạn sự đều xong hắn liền lập tức luyện đan hiện tại hắn là tụng nguyên cảnh luyện chế đan dược hoàng cấp trung phẩm tự nhiên là việc nhỏ như con thỏ chỉ sau nửa giờ hắn liền luyện chế ra không gian đan đáng tiếc chỉ có một viên hắn không chút do dự nuốt vào ngồi xuống đợi dược lực phát huy oanh rất nhanh trong cơ thể hắn phát sinh biến hóa long trời lở đất đan điền giống như biến thành hải dương nhấc lên sóng to gió lớn mà sau mỗi lần xung kích không gian đan điền sẽ mở rộng một phần gấp đôi gấp hai gấp ba không gian đan điền của lăng hàn không ngừng mở rộng tốc độ nhanh kinh người hắn cảm thấy thân thể muốn căng nứt nhưng trên thực tế đan điền là một tiểu thế giới cho dù khoách trương lớn hơn tinh cầu này cũng không thể làm thân thể hắn biến hóa chút nào. Lăng Hàn cũng phối hợp dược lực, thúc đẩy đan điền mở rộng, lúc này có thể mở lớn một chút cũng là kiếm lời. Gấp 10 lần, 20 lần, 30 lần. Lăng Hàn tràn ngập kinh hỉ, bởi vì còn có lượng lớn dược lực chưa tiêu hao, này có thể mở rộng đan điền của hắn tới trình độ nào. Nhưng suy ngẫm lại bình thường, đây chính là đan dược có thể làm cho cường giả thiên nhân cảnh động tâm, hiện tại bị tụng nguyên cảnh như hắn ăn, người nói hiệu quả châu bò cỡ nào, đáng tiếc, người hiện tại lại không nhìn được thứ tốt như ám nguyệt thảo xa xỉ đến trình độ dùng để xung kích dũng tuyển cảnh chỉ tiếc không gian đan một đời chỉ có thể dùng một viên viên thứ hai liền không có tác dụng bằng không hắn tin tưởng còn có thể thu được càng nhiều ám nguyệt thảo nhưng nói ngược lại đối với đại bộ phận người mà nói ý nghĩa của không gian đan cũng không lớn bởi vì rất ít khi bọn họ đánh đến trình độ nguyên lực kiệt quệ không gian đan điền tăng lớn chỉ là tăng năng lực kéo dài của võ giả mỗi một kích nên đánh ra bao nhiêu sức mạnh thì vẫn bấy nhiêu sức mạnh ấy. Nhưng đối với số ít thiên tài mà nói, cái này ý nghĩa trọng đại, bởi vì thường thường bọn họ sẽ chiến đấu đến trình độ sơn cùng thủy tận. Như vậy không gian đan điền càng lớn, bọn họ càng có thể kiên trì đến cùng, ở rất nhiều lúc, tuyệt đối là nhánh cỏ cứu mạng. Lăng Hàn tự nhiên rất hài lòng, hắn là ngũ hành nguyên hạch, trước kia không gian đan điền thực sự là quá nhỏ, hoàn toàn không đủ dùng. 80 lần, 90 lần, gấp trăm lần, rốt cục, sực lực tan hết, Lăng Hàn mở hai mắt ra. Mở rộng gấp trăm lần. Có điều, nếu lấy không gian đan này cho cường giả thiên nhân cảnh dùng, chỉ có thể mở rộng một thành không gian đan điền, nhưng so với gấp trăm lần của hắn, lại lớn hơn gấp trăm lần. Hai người căn bản không phải một cấp độ. Không phải không gian đan không ngưu bức, mà là cảnh giới của hắn quá thấp. Thế nhưng, sau này theo cảnh giới của hắn tăng lên, không gian đan điền mở rộng sẽ vượt xa người khác. Chỉ là cái tăng cường này sẽ càng ngày càng nhỏ, cho đến khi bước vào thiên nhân cảnh sẽ giảm đến trình độ một thành. Bởi vậy, hắn sớm dùng không gian đan cũng không thiệt thòi. Ngược lại, sớm ăn liền có thể sớm sử dụng, chỗ tốt này là có thể từ tụ nguyên cảnh mãi cho đến thiên nhân cảnh, thậm chí phá hư cảnh. Hắn không có lập tức đứng lên mà điều khiển ngũ hành hỗn độn liên, không ngừng hấp thu linh khí, chuyển hóa thành nguyên lực, tích lũy. Đừng xem không gian đan điền của hắn lớn như thế, nhưng ngũ hành hỗn độn liên quá trâu bò, lại thêm ngũ hành thiên cực công tốc độ hấp thu luyện hóa linh khí rất nhanh chỉ một buổi tối hắn liền lấp kín không gian đan điền khổng lồ điều này cũng ý nghĩa nếu hắn chiến đấu đến sức mạnh tiêu hao hết không ăn đan dược là cần một buổi tối mới có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh cao tuy một đêm không ngủ nhưng tinh thần của lăng hàn rất phấn chấn sau khi đạt đến tụ nguyên cảnh tu luyện đã có thể thay thế giấc ngủ huống chi chỉ là một buổi tối không ngủ đây là chút lòng thành hàn nhi người tính lúc nào về thương vân chấn Đi ra gian ngoài dùng cơm, Lăng Đông Hành hỏi. Lăng Hàn suy nghĩ một chút nói: "Có nhiều người muốn mời con ăn cơm, rất khó thoái thác, khả năng phải mất 3 4 ngày." "Tốt, ngươi ở đây thêm mấy ngày, vi phụ về nhà trước, chuẩn bị tiệc chúc mừng ngươi." Lăng Đông Hành rất hưng phấn nói, hắn đã không thể chờ đợi được nữa, muốn cho toàn trấn biết tin tức Lăng Hàn đoạt được quán quân của đại nguyên luận võ. "Được, phụ thân một đường cẩn thận." Lăng Hàn cười nói. Lăng Đông Hành gật đầu hắn không lo lắng lăng hàn chút nào bởi vì thực lực của nhi tử đã trên hắn cho dù hắn lưu lại cũng không thể bảo vệ lăng hàn còn nữa dù sao hắn cũng là gia chủ rời đi lâu như vậy phải nhanh về chủ trì đại cục ăn xong điểm tâm lăng đông hành liền về thương vân chấn trước mà lăng hàn thì bị bọn người thích vĩnh dạ kéo ra ngoài dự tiệc chơi bời bởi vì những người này ở trong luận võ đều thích hợp thả nước cho lăng hàn đây là một nhân tình lăng hàn tự nhiên không thể qua cầu rút ván ngày thứ hai Thích Vĩnh Dạ mời Lăng Hàn đi chàng giác đấu chơi. Chàng giác đấu có gì vui? Lăng Hàn không rõ, nhưng không ngăn được nhiệt tình của Thích Vĩnh Dạ, bị hắn kéo đi địa phương hai ngày trước bọn họ luận võ. Lúc này, hết thảy võ đài đã bị dỡ xuống, cả địa phương to lớn chỉ tiến hành một trận chiến. Năm tên giác đấu sĩ đang bị 13 con yêu thú vây công, trận chiến rất kịch liệt, máu tanh, mà trên khán đài, khán giả đang không ngừng phát sinh tiếng hô hưng phấn. Bọn họ đều là tử tù, tuy chiến đấu ở đây nguy hiểm, Thế nhưng nếu như có thể liên tục thu được 10 trận thắng, liền có thể được đặc xá, một lần nữa trở thành người tự do. Thích Vĩnh Dạ giải thích. Lang Hàn gật đầu, rất nhiều đế quốc đều có chế độ như vậy. Sau khi tù phạm bị phán tử hình, có thể lựa chọn tiến vào giác đấu tràng tử chiến, vì mình thắng được một chút hy vọng sống. Đương nhiên, đại bộ phận người sẽ chết, thu được tự do có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hay! Khán giả đột nhiên hô to, bởi vì một tên tử tù sai lầm, bị ba con yêu thú vây công cắn đứt hai tay đau đến hắn kêu dây liên hồi mà kêu thảm thiết như vậy cũng không kéo dài bao lâu rất nhanh hắn liền bị cán đứt yết hầu bị yêu thú ăn thịt khán giả nơi này chính là hướng về hình ảnh tử vong máu tươi mà đến nhìn thấy hình ảnh như vậy có chút nữ nhân điên cuồng thậm chí còn xé áo Lùng lay bộ ngực hét dầm lên bốn người còn lại không hốt hoảng chút nào hiển nhiên trải qua rất nhiều cảnh tượng như vậy dựa sát lẫn nhau chỉ cần đối mặt kẻ địch phía trước nơi này có thể đánh cược lăng huynh có hứng thú hay không thích vĩnh dạ quay đầu hỏi hắn lăng hàn lắc đầu loại sự tình lấy sinh mệnh tìm niềm vui này hắn từ trước đến giờ đều không thích hóa ra lăng huynh không thích thưởng thức chiến đấu như vậy nói thật ta cũng không thích có điều kế tiếp có một trận chiến rất đặc sắc thích vĩnh dạ vô cùng thần bí nói cao thủ dũng tuyển cảnh là đạo tặc hái hoa không biết gieo vạ bao nhiêu nữ nhân nhưng thực lực rất cao làm sao cũng chết không được ngày hôm nay hắn sẽ sung kích một ngàn thắng nếu như còn có thể thắng liền không thể không thả hắn tự do luyện thể cảnh thắng 10 trận liền có thể thu được tự do tụ nguyên cảnh là 100 trận dũng tuyển cảnh là một ngàn trận trong mắt lăng hàn không khỏi hiện lên một luồng sát cơ trong những loại người hắn hận nhất dâm tặc tuyệt đối có thể xếp vào ba vị trí đầu cặn bà như vậy nên trực tiếp giết không cần cho một chút cơ hội ngày hôm nay có rất nhiều người đến xem tên dâm tặc này bị chém đầu thích vĩnh dạ nói vì thế đại nguyên vương phủ chúng ta phát động một vị cao thủ nhất định sẽ không để cho hắn tránh được kiếp nạn này trong khi nói chuyện chiến đấu cũng tiếp cận kết thúc mười mấy con yêu thú vây công ở dưới tình huống chết bảy con cắn chết bốn tên tử tù khiến trên khán đài hoan hô các vị trước khi tiến hành trò hay then chốt xin mọi người thưởng thức một màn biểu diễn nhỏ một người chủ trì tiến vào giữa trường xương tay lên liền thấy rào sắt hai bên đồng thời kéo lên tất cả đẩy ra một cái lồng sắt trong một lồng sắt là một con sói hoàng thành niên mà một lồng sắt khác là một tiểu cô nương nhiều nhất năm sáu tuổi lang hàn đứng lên lửa giận tiêu thăng chư vị mấy ngày trước có một đội võ giả tiến vào thất phong sơn săn bắn ở trong xào huyệt của một con mãnh hổ phát hiện tiểu cô nương này kỳ quái chính là tiểu cô nương này không chỉ không bị mãnh hổ ăn thịt thậm chí còn sinh hoạt với nó đến mấy năm dựa theo suy đoán đây là một khí anh từ nhỏ đã bị mãnh hổ bắt tới người chủ trì chỉ, chỉ vào tiểu nha đầu kia giới thiệu không nên nhìn nàng còn nhỏ như vậy nhưng sức mạnh vô cùng lớn hơn nữa cực kỳ hung hãn không biết nói chuyện cũng không biết dùng hai chân bước đi nhất cử nhất động đều như dã thú tiếp đó liền nhìn nàng biểu diễn chiến đấu với sói hoang a mọi người dồn dập nhìn lại tiểu nha đầu kia mái tóc của nha đầu này rối tung cả người bẩn thỉu tất cả đều là bùn đất cho bụi nhìn qua cực kỳ dơ bẩn thân hình gầy gò so với dã lang quả thực chính là trẻ con cùng người trưởng thành này làm sao đánh hoàn toàn là bị hành hạ đến chết a à. hừ thích vĩnh dạ cũng đứng lên trên mặt lộ ra vẻ không vui chuyện này cũng thật quá mức lại mang tiểu hài tử tới lấy lòng khán giả thực là mất hết thiên lương vèo lăng hàn nhảy vào giữa trường nói thả đứa nhỏ này ra này người có hiểu quy củ hay không đây chính là sản nghiệp của đại nguyên vương lại dám tới quấy rối người chủ trì kia giận dữ nhưng tiếp theo đó là sững sờ chỉ vào lăng hàn nói ồ ngươi là quán quân của đại nguyên luận võ lần này nhận ra lăng hàn hắn liền không dám lỗ mãng nói lăng thiếu gia đây là quy định của chàng giác đấu đi vào chỉ có chiến đấu không có phân chia nam nữ già trẻ khác biệt vậy ta hỏi ngươi nàng là tự nguyện gia nhập chàng giác đấu sao nàng phạm vào tội gì mà cần phải chiến đấu lăng hàn hỏi chuyện này người chủ trì nhất thời không biết trả lời ra sao ở thế giới cường giả vi tôn, một dã nhân đương nhiên không khiến cho bất luận người nào quan tâm, đưa vào chàng giác đấu thì lại làm sao, ai sẽ quản, ai sẽ để ý. Hiện tại bị Lăng Hàn hỏi, người chủ chỉ lại không biết phải trả lời như thế nào. Thả tự do cho nàng. Thích vĩnh dạ cũng nhảy vào giữa trường, lạnh giọng nói. Vâng, tứ vương tử. Người chủ trì vội vã đáp ứng, đây là người rất có khả năng sẽ kế thừa vương vị trong tương lai, lời nói của hắn, đương nhiên không người nào dám coi như gió thoảng bên tai đương nhiên hắn tuyệt sẽ không dám thả từ tù dù có tứ vương tử mở miệng cũng vô dụng tiểu nha đầu này nhiều nhất là không có hộ tịch bất luận người nào cũng có thể thu làm nô lệ thả thì thả cũng chẳng có gì quan trọng hắn sai người mở lồng sắt ra tiểu nha đầu kia như báo săn nhào ra lực xung kích rất lớn đánh ngã một tên công nhân viên luyện thể cảnh nàng hoàn toàn coi mình là dã thú nhếch cái miệng nhỏ lộ ra hàm răng trắng nhờn cắn tới cổ họng của người nọ hoàn toàn chính là phương thức mãnh hổ công kích con mồi cắn vào ít hầu để đối thủ tắt thở lăng hàn vội ra tay một phát bắt được cổ của tiểu nha đầu nhưng nha đầu này không chút do dự vung trào vỗ tới lăng hàn sẹt sẹt y phục bị phá rách trên cánh tay lăng hàn lưu lại một vệt trắng có điều hắn đã tu thành khô mục chi thể bởi vậy tuy móng vuốt của dã nha đầu lợi hại nhưng chỉ có thể lưu lại vài vệt trắng hô dã nha đầu nhếch hàm răng trắng với lăng hàn thật giống như mãnh thú bị nhốt có vẻ cực kỳ táo bạo. Lăng Hàn hơi kinh ngạc, bởi vì hắn là tụ nguyên cảnh, lực lượng mạnh mẽ cỡ nào, nếu hắn không tóm chặt, thậm chí sẽ bị dã nha đầu này tránh thoát. Nhưng dã nha đầu này mới năm, 6 tuổi, tuyệt đối không thể thức tỉnh linh căn, làm sao có khả năng có được lực lượng lớn như vậy? Lăng Hàn tò mò, dùng thần thức quét một hồi, chỉ thấy trong máu thịt của tiểu nha đầu có nguyên lực tồn tại, không ngờ lại là một võ giả, gần như bằng luyện thể tầng 3. Sao có thể có chuyện đó? Bạn đang xem Thần Đạo Đan Tôn được thuyết minh tại kênh youtube Di các Phim. Truy cập kênh youtube Di các Phim để cập nhật những video mới nhất youtube com ecab phim viết liền không giấu nhé. Sau khi võ giả thức tỉnh Linh Căn, liền có thể dựa vào công pháp tu luyện, hấp thu linh khí chuyển hóa thành nguyên lực, rèn luyện huyết nhục cân cốt. Bước đi này chính là luyện thể cảnh. Bởi vì tu luyện công pháp, tự nhiên sẽ có khí tức lưu chuyển tương ứng, vì lẽ đó võ giả cấp cao có thể dựa vào khí tức đến cảm ứng cảnh giới đối thủ. Cái này cũng là nguyên nhân tại sao không ai phát hiện giã nha đầu nắm giữ sức mạnh luyện thể tầng 3, bởi vì nàng căn bản không có tu luyện khí tức. Lăng Hàn không giống, hắn còn có một tia thần thức của thiên nhân cảnh, bởi vậy có thể nhìn thẳng bản chất. Lẽ nào tiểu nha đầu này nắm giữ thể chất đặc thù? Nhưng chỉ nghe nói thể chất đặc thù có thể tăng cường sức chiến đấu, không có khả năng trợ giúp tu luyện à? Nhưng nếu tiểu nha đầu này không phải hậu đại của những chủng tộc mạnh mẽ, tại sao mãnh hổ lại muốn thu dưỡng nàng? Hơn nữa, không tu công pháp liền có thể hình thành nguyên lực, cái này bất luận làm sao cũng không đúng, nếu không có thể chất đặc thù là không cách nào giải thích. Cũng đúng, thế gian có nhiều thể chất đặc thù như vậy, hắn sao có khả năng hiểu rõ toàn bộ. Lăng Hàn không chút biến sắc, quay đầu nói với Thích Vĩnh Dạ. "Ta mang nha đầu này về trước, để nàng bình tĩnh lại một chút." "Ồ, ngươi không xem những trận chiến tiếp theo?" Thích Vĩnh Dạ ngạc nhiên nói, dũng tuyển cảnh chiến đấu không phải là mỗi ngày đều có thể nhìn thấy. Đối với tụ Nguyên Đình Phong mà nói, quan sát chiến đấu như vậy, đối với đột phá dũng tuyển cảnh cũng có trợ giúp nhất định. Không xem, Lăng Hàn lắc đầu, đối với hắn mà nói, lĩnh ngộ cảnh giới là không cần nhất. Hắn mang dã nha đầu về thiên dừa các, và nha đầu này cực kỳ hung hãn, muốn tìm cơ hội cắn hắn, bắt hắn, để Lăng Hàn không dám khinh thường, bởi vì răng của nha đầu này quá lợi hại, bị cắn một cái ngay cả hắn cũng có chút đau. Phải biết, hắn đã tu thành khô mộc chi thể, công kích tầm thường không chỉ không đả thương đến hắn, ngay cả cảm giác đau cũng không sinh ra. Hắn có thể nhặt được một khối bảo a. À. Lăng Hàn mang theo tiểu nha đầu trở lại thiên dược các, Lưu Vũ Đồng không có đồng hành với hắn. Nàng đang tích lũy, chuẩn bị xung kích dũng tuyển cảnh, vừa vặn đi ra, nhìn thấy hắn mang theo một nha đầu bần thiệu, thì không khỏi kinh ngạc. Người đến rất đúng lúc, cho tiểu nha đầu này tắm rửa, ta đi mua chút quần áo. Lăng Hàn ném dã nha đầu tới. Có điều ngươi nên cẩn thận, tiểu nha đầu này có chút khí lực hơn nữa răng rất bén ngươi bị cắn trúng một cái khẳng định thấy máu lưu vũ đồng kinh ngạc phải biết nàng là tụ nguyên tầng 9, đã sớm đi qua luyện thể cảnh mỗi bắp thịt đều bị rèn luyện rất cứng cỏi không phải lợi khí không thể gây thương tích một tiểu nha đầu có thể cắn nàng chảy máu nhưng lăng hàn chắc chắn sẽ không nói lung tung nên nàng cẩn thận từng ly từng tí tiếp dã nha đầu tới lăng hàn đi ra ngoài mua quần áo cho tiểu hài tử lúc hắn trở lại dã nha đầu đã rực rỡ hẳn lên như phù dung xuất thủy tuyệt đối là một tiểu mỹ nhân chỉ là hiện tại toàn thân tiểu nha đầu bị quấn ở trong chăn đơn bên ngoài trói một vòng dây thừng cái này không phải là luyện thể tầng 3 có thể bước mở dáng dấp rất buồn cười tuy dáng dấp của tiểu nha đầu đại biến biến thân hoa lệ nhưng hung tính không giảm mảy may vẫn mở miệng nhỏ gầm nhẹ với lưu vũ đồng người thật không nói sai răng của nha đầu này thật là lợi hại lưu vũ đồng giơ tay trái lên chỉ thấy bàn tay khuỷu tay nàng đều dán băng vải hiển nhiên là bị cắn thương trước đó lăng hàn không cẩn thận nên bị cắn trúng có thể thấy được công lực đánh lén của tiểu nha đầu rất cao then chốt là chưa ăn vị đắng ai có thể nghĩ tới hàm răng của nàng có thể sắc bén như vậy nha đầu này tuyệt đối là thuộc giống chó lăng hàn lắc đầu so với chó còn lợi hại hơn là giống hổ a lưu vũ đồng ăn qua vị đắng lòng vẫn còn sợ hãi lắc đầu lần thứ nhất nàng không cẩn thận nhưng lần thứ hai dưới tình huống có phòng bị vẫn trúng chiêu, đủ thấy dã nha đầu đáng sợ. Đương nhiên, cái này là vì nàng không muốn thương tổn đối phương, bằng không đã sớm một cái tát đập chết. Nàng có lai lịch gì? Lưu Vũ đồng tò mò hỏi. Một dã nhân, được một con hổ nuôi lớn, còn cái khác ta cũng không rõ ràng. Lăng Hàn ngồi xổm ở trước mặt dã nha đầu, đưa tay ra dụ dỗ đối phương. Nha đầu, nói vậy ngươi cũng không có tên tuổi, ta đặt cho ngươi một danh tự a. À. Hô hô dã nha đầu không ngừng đóng mở miệng nhỏ hàm răng va chạm vang dội đuổi theo cắn ngón tay lăng hàn ngươi được con hổ nuôi lớn liền gọi hổ nữu đi lăng hàn cười nói sau đó quay đầu hỏi lưu vũ đồng trên người nàng có đặc thù gì hay không sau này có cơ hội tìm cha mẹ ruột cho nàng thật là có lưu vũ đồng nói trên mắt cá chân của nàng có dấu ấn rất kỳ quái không phân được là trời sinh hay sau khi sinh bị người làm ra lang hàn vạch chăn nhìn trên mắt cá chân trái của tiểu nha đầu quả nhiên có một dấu ấn kích cỡ như tiền đồng hoa văn phức tạp thực sự không nhìn ra đại diện cho cái gì theo lý mà nói phức tạp như thế hẳn là sau khi sinh in lên nhưng lại hoàn toàn nhìn không ra dấu vết giống như là trời sinh rất quái lạ người dự định sắp xếp hổ nữ như thế nào lưu vũ đồng hỏi nàng đã sản sinh cảm tình với tiểu nha đầu này hiện tại tiểu nha đầu này chỉ coi mình là dã thú nếu như sắp xếp không thỏa đáng nàng nhất định sẽ gặp rắc rối lăng hàn gật đầu nói trước để nàng theo chúng ta chờ linh trí bình thường lại quyết định sau hổ nữ hoàn toàn không coi mình là nhân loại mà là một con hổ hoang mặc y phục cho nàng nàng sẽ xé đi nếu như không cột nàng nàng tuyệt đối còn linh hoạt hơn con khỉ mà càng làm cho lăng hàn đau đầu là nàng không ăn thịt chín thịt nướng cũng được thịt luộc cũng được đặt ở trước mặt nàng căn bản động cũng không động ngược lại nhìn chằm chằm cái cổ của lăng hàn trong đôi mắt đằng đằng sát khí hiển nhiên rất tình nguyện ăn hắn à muốn xóa dã tính của nàng bước thứ nhất chính là thay đổi thói quen ăn uống lăng hàn ăn thịt nướng ở trước mặt tiểu nha đầu sau đó thả một miếng thịt ở trước mặt nàng lui ra hổ nữ vẫn bất động nhưng nửa ngày sau cái bụng của nàng reo lên ánh mắt càng thêm hung hãn nhưng nàng vẫn nhịn không ăn đến quá nửa đêm nàng mới không nhịn được ngọ nguậy thân thể cắn miếng thịt nướng Hai tay hai chân của nàng đều bị trói, chỉ có thể nhúc nhích như con sâu. Khẩu vị của nàng lớn kinh người, một cái đùi heo nướng lớn như vậy, rất nhanh đã bị nàng ăn sạch. Tiểu nha đầu còn chưa hết thòm thèm liếm miệng, vẻ mặt rất kỳ quái, bởi vì nàng chưa từng ăn qua thịt ngon như vậy. Ngày thứ hai, Lăng Hàn tiếp tục xã giao với mọi người, mà đến ngày thứ tư, Lý Hạo cùng bạn cũ mới có cơ hội gặp hắn. Thật không nghĩ tới, người có thể đoạt được thứ nhất. Đúng vậy, thực sự là quá thần kỳ ta càng hâm mộ lý hạo có thể đi vào hồ dương học viện hơn nữa còn có lăng ca phối hợp không cần lo lắng tân sinh bị người cũ bắt nạt năm người lưu đông dồn dập nói một bên cạn ly địa vị của bọn họ thấp chỉ có thể chờ người đi hết mới dám đến tụ với lăng hàn ngày hôm nay tự nhiên phải tận hứng có điều rượu đến trung tuần trần bằng cử lại lộ ra dáng dấp do dự không quyết thật lâu sau hắn mới nói ta có khả năng sông đại họa làm sao tất cả mọi người hỏi trần bằng cử khẽ cắn răng nói sau khi từ thiên bình sơn trở về có lần ta uống rượu với một tộc đệ mê rượu uống nhiều thật giống như nói tới sự tình hàng chiến cái gì bốn người lý hạo đồng thời đứng lên sắc mặt trở nên trắng bệch hàng chiến là tôn tử của thất trưởng lão thạch lang môn mấy ngày nay thạch lang môn vẫn đang tìm kiếm hung thủ nếu như tin tức tiết lộ tuyệt đối sẽ dẫn ra vị thất trưởng lão kia của thạch lang môn cường giả dũng tuyển cảnh lang hàn không có để ở trong lòng cũng không phải hắn không có đánh qua dũng tuyển cảnh hơn nữa thạch lang môn hẳn phải biết phía sau hắn đứng ba đan sư huyền cấp tất nhiên không dám lỗ mãng cũng chỉ có vị thất trưởng lão kia mới có khả năng phát điên sằng bậy dù sao chết là cháu ruột của mình phải xem tính nết của hắn ra sao nếu như là loại cương mãnh nóng này này xác thực có khả năng giết đến tận cửa người đến cùng có nói hay không lưu đông vội la lên quách thạch trấn thuộc về thạch lang môn quản lý thất trưởng lão nắm lý báo thủ cho tôn tử dù tàn sát mấy nhà bọn họ đại nguyên vương phủ nhiều lắm là trừng phạt bằng miệng mà thôi dù sao đây là một thế giới cường giả vi tôn ta thật không nhớ ngày đó uống quá say vẻ mặt trần bằng cử như đưa đám nói lăng hàn suy nghĩ một chút nói nếu vị kia của thạch lang môn thật giết tới nhà các ngươi các ngươi liền nói thực cho hắn biết để hắn đến tìm ta không lăng ca chúng ta chắc chắn sẽ không bán ngươi phải chúng ta sao có thể bất nghĩa như thế Năm người Lưu Đông đều dồn dập lắc đầu, còn có thật lòng hay không, vậy thì là chuyện khác. Lăng Hàn cười nói: "Không sao, cái này vốn là lời nói thật, hơn nữa, ta có năng lực tự vệ, không sợ vị thất trưởng lão kia, ngược lại các ngươi, ta không cách nào bảo đảm an toàn của các ngươi, vì lẽ đó, nghe ta, nói thực cho biết cũng được." Thấy hắn kiên trì như vậy, năm người Lưu Đông không thể làm gì khác hơn là gật đầu, một bên hy vọng Trần Bằng cử say rượu không có nói lỡ, vậy thì vạn sự đại cát mọi người đều có tâm sự, bầu không khí liền có vẻ ngột ngạt, rất nhanh thì tan tiệc, ai về nhà nấy. Thời điểm Lăng Hàn trở lại thiên dược các, chỉ thấy Lưu Vũ Đồng đang dạy hổ nữ nói chuyện, nhưng dã nha đầu hung tính mười phần, căn bản không để ý tới, chỉ không ngừng nghe răng giết gào, rất giống một con hổ con. Lăng Hàn cười ha ha nói. Ngươi phải nắm lấy nhược điểm của nàng, không phải tiểu nha đầu thích ăn sao, ngươi dùng đồ ăn tới khen thường, biểu hiện tốt liền cho, để nàng chậm rãi học nghe lời lưu vũ đồng lườm hắn một cái sẵn giọng người cho rằng là đang nuôi tiểu miêu tiểu cầu sao tiểu nha đầu này còn hung hơn tiểu miêu tiểu cầu a Lăng hàn chà chà nói đưa tay muốn sờ đầu hồ nữ nha đầu này lập tức cắn tới cũng may hắn rút nhanh về cốc 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 tiếng gõ cửa vang lên Lăng hàn và lưu vũ đồng đồng thời quay đầu lại chỉ thấy một đan đồng đứng ở cửa nói Lăng thiếu bên ngoài có một tự xưng là người lang gia ở thương vân chấn có việc gấp cầu kiến Ồ, lang Hàn đi ra ngoài, là chuyện gì chứ? Phụ thân vừa mới trở lại, theo lý thuyết hẳn là không đại sự gì à? Lẽ nào, thất trưởng lão của Thạch Lang Môn? Trong lòng hắn cả kinh, vội chạy ra, Lưu Vũ Đồng thấy thế, cũng bỏ lại hổ nữ đuổi theo. Thời gian trở về mấy ngày trước, thương vân chấn, trình ra. Một luồng khí thế mạnh mẽ đột nhiên từ trong đại trạch của trình gia bùng ra, cực kỳ đáng sợ, cho dù là cao thủ tụ nguyên tầng chín như trình văn côn, cũng cực kỳ hoảng sợ nhưng Trình Văn Côn không chút căng thẳng, trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên, khua tay múa chân lên. Tám thúc đột phá, ha ha ha, tám thúc đột phá, lăng ra, trước kia các người lớn lối như vậy, vạn lần không nghĩ tới, tam thúc của ta vẫn đang bế quan xung kích dũng tuyển cảnh a. Sắc mặt hắn đột nhiên âm lệ, nói. Từ nay về sau, thương vân chấn sẽ không còn lăng ra. Ha 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 ha, một tiếng cười dài, chỉ thấy một ông lão vóc người cao gầy nhanh chân đi vào phòng khách người tỏa ra sức mạnh kinh khủng này là bởi vì lão vừa đột phá còn không có cách nào hoàn toàn khống chế hắn chính là tam thúc của trình văn côn trình quý vũ là người mê võ nghệ mười mấy năm trước chính là đệ nhất cao thủ của trình gia nhưng lão không hề hứng thú với quyền thế của gia tộc vẫn đang bế quan xung kích dũng tuyển cảnh ngay cả rất nhiều tộc nhân của trình gia cũng cho rằng hắn sớm đã chết mà hắn nỗ lực cũng thu hoạch hồi báo thành công đột phá dũng tuyển cảnh đây là sức chiến đấu mạnh nhất thương vân chấn có thể quét ngang tất cả đối thủ. Bái kiến Tam Thúc, chúc mừng Tam Thúc. Trình Văn Côn nửa quỳ trên mặt đất, vẻ mặt mừng như điên. Hừm, đứng lên đi. Trình Quý Vũ giơ tay, xoay chuyển ánh mắt nói. Gọi bọn người khiếu nguyên đến, Lão Phu đã có mấy năm không nhìn thấy bọn họ. Tam Thúc, khiếu nguyên hắn, đã chết rồi. Trình Văn Côn bi phẫn nói. Cái gì? Trình Quý Vũ đột nhiên vỗ bàn, oanh, cái bàn nhất thời hóa thành một mịn, hắn trợn tròn đôi mắt. Nói Là ai giết Tôn Nhi của ta Trình Kiếu Nguyên chính là cháu ruột của Trình Quý Vũ Cũng kế thừa thiên phú của hắn Mới bị Thạch Lang Môn Thu làm đệ tử Trình Sương cùng Trình Hường đều không có tư cách như vậy Lang gia lang hàn Trình Văn Côn lập tức nói Đùng Trình Quý Vũ vung tay Cho Trình Văn Côn một bạt tay Hử nói Vậy ngươi còn ngồi ở chỗ này làm gì Tại sao chưa bắt thẳng con hoang ấy tới gặp ta Trình Văn Côn không dám có một chút tính khí ở trước mặt cường giả dũng tuyển cành hắn ngay cả một ngón tay cũng không chịu nổi hắn vội vã quỳ xuống nói văn cô làm sao không muốn báo thù cho khiếu nguyên chỉ là phía sau hắn có một trưởng lão thạch lang môn cho hắn chỗ dựa ta động không được hắn trưởng lão thạch lang môn trình quý vũ hơi căng thẳng trưởng lão thạch lang môn đều là dũng tuyển cảnh mà hắn vừa mới đột phá đến cảnh giới này bất luận người nào cũng không thể là đối thủ nhưng hắn lập tức hừ một tiếng nói thằng con hoang này nhiều nhất chỉ là nịnh nọt trưởng lão kia, coi như lão phu giết hắn, nghĩ rằng trưởng lão kia cũng sẽ không xé rách ra mặt với lão phu à. Đi, lập tức theo lão phu giết tới lăng gia, dám giết tôn nhi của ta, ta phải giết sạch cả lăng gia. Trình Văn Côn tự nhiên đại hỉ, hắn chỉ sợ Trình Quý Vũ lùi bước, cũng may Trình Khiếu Nguyên chết rồi, để Trình Quý Vũ nổi giận đùng đùng, ngay cả trưởng lão Thạch Lang Môn cũng không sợ. Trình gia điều động quy mô lớn, mỗi một người đều đằng đằng sát khí, bước về hướng lăng gia bọn họ rêu rao như thế tự nhiên đã kinh động gia tộc nhỏ trong trấn dồn dập chạy đến quan sát trình gia làm chuyện gì thế này chẳng lẽ muốn khai chiến với gia tộc nào sao ngoại trừ lăng gia còn có gia tộc nào đáng giá trình gia điều động lớn như vậy không phải chứ thực lực lăng gia không giới trình gia chút nào hai nhà đại chiến chỉ có thể lưỡng bại câu thương trình gia sẽ không ngốc như vậy chứ không đúng không đúng chẳng lẽ các ngươi không biết hiện tại cuộc sống của trình gia không dễ chịu sao nghe nói mạch máu kinh tế bị lang gia đả kích toàn diện hiện tại ngay cả lương bổng của tôi tớ cũng không phát nổi phải ta cũng nghe nói những ngày qua trình gia có rất nhiều tôi tớ và hộ vệ lặng lẽ chạy trốn tình huống lại nát như thế này chẳng trách trình gia muốn liều mạng không như vậy sau này cũng bị lang gia tiêu diệt hiện tại đụng một cái chí ít còn có phần thắng trình văn côn nghe những người này nghị luận không khỏi lộ ra cười gàn liều mạng làm sao có khả năng hiện tại bọn họ có cường giả dũng tuyển cảnh tọa chấn lần này là đi càn quét lăng gia à liều mạng chỉ có lăng gia mới cần liều mạng nhưng căn bản vô dụng chỉ có thể bị cường giả dũng tuyển cảnh chấn áp trình gia mênh mông cuồn cuộn đi tới mà dân chấn thì theo ở phía sau xem trò vui hai gia tộc lớn đại chiến nếu như bỏ qua sẽ tiếc nuối cả đời rất nhanh bọn họ liền từ đầu đông thôn chấn đi tới đầu tây nơi này chính là vị trí của lăng gia trận chiến lớn như vậy Tự nhiên đã kinh động Lang Gia, Lang Đông Hành vừa vặn trở về, lập tức dẫn người ra. Lang Gia chủ đã lâu không gặp. Trình Văn Côn phất tay một cái, tất cả mọi người trình ra đều ngừng lại. Hắn mỉm cười nhìn Lang Đông Hành, thật đắc ý. Chẳng mấy chốc đối thủ cũ này sẽ quỳ xuống thần phục ở trước mặt hắn. Lang Đông Hành hơi nhướng mày, đây chính là lai giả bất thiện a? À? Hắn cất giọng nói. Trình Nguyên mang theo nhiều người như vậy tới đây, là đến thị uy sao? Ha 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 ha! Trình Văn Côn cười to sau đó im bặt, điềm nhiên nói. Không sai, ngày hôm nay ta chính là đến thị uy, lang đông hành, mau lệnh người gia tộc ngươi đầu hàng, ta có thể cân nhắc giết ít mấy cái. Trình Văn Côn, đầu óc của ngươi hồ đồ rồi sao? Lăng Đông Hành lạnh lùng nói, đây thực là một chuyện cười. Ngươi cho rằng ta là đang nói đùa. Trình Văn Côn cười gằn. Chẳng lẽ không phải? Lăng Đông Hành hỏi ngược lại. Đương nhiên không phải. Thanh âm lạnh lùng vang lên, một ông lão vóc người cao gầy tách mọi người đi ra, lướt qua Trình Văn Côn, mặt đầy sát khí. Ồ, ông lão này là ai? Người vây xem đều hiếu kỳ. Trình ra còn có người như vậy sao? Xem ra, địa vị của hắn không kém Trình Văn Côn à. Ta nghĩ ra rồi, hắn là Trình Quý Vũ. Một lão già đột nhiên kinh ngạc thốt lên. Đều nói, hắn đã chết, không nghĩ tới vẫn còn sống. Lăng Đông Hành đương nhiên cũng nhận ra Trình Quý Vũ, mặc dù hiện tại đối phương già rất nhiều hắn chắp tay, xem như kính đối phương là tiền bối. Nhưng hiện tại quan hệ tôn nghiêm của hai gia tộc, hắn đương nhiên không thể nhượng bộ, nói. Nếu trình gia cố ý chiến một trận, lang gia cũng không có kẻ sợ chết. Hừ, các ngươi cũng xứng ngang hàng với trình gia ta. Trình quý vũ đưa tay, nắm tới lang đông hành. Trước tiên trấn áp ngươi. khinh người quá đáng. Lang đông hành phản kích, năm đó hắn được gọi là thiên tài số một của thương vân trấn, thực lực đương nhiên bất phàm, song trường chuyển động, hình thành hơn 10 đạo trưởng ấn, tốc độ cực nhanh. Đom đóm cũng xứng sánh cùng nhật nguyệt. Trình quý vũ điểm ra một chỉ, xuất hiện một cự trưởng lớn bằng cái thớt, đè xuống lang đông hành. Nguyên lực hóa hình, dũng tuyển cảnh. Lang đông hành kinh ngạc thốt lên, sắc mặt trở nên trắng bệch, hắn cuối cùng đã rõ ràng sức lực của trình gia ở đâu rồi. Trình quý vũ đã đột phá dũng tuyển cảnh. Bàn tay nguyên lực chụp lấy, không có chút hồi hộp nào mà chấn áp lang đông hành, trực tiếp phong bế đan điền của hắn hiện tại thực lực của hắn không mạnh hơn người bình thường bao nhiêu. Ha 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 Trình Văn Côn cười to, chỉ cảm thấy tâm tình sung sướng, cực kỳ thoải mái. Từ khi thức tỉnh Linh Căn bắt đầu tu luyện, hắn liền so với lang đông hành, nhưng trước sau như một bị lang đông hành áp chế, chỉ có thể làm lão nhị. May là, lang đông hành vẫn không đột phá dũng tuyển cảnh, mới cho hắn một tia hy vọng. Hiện tại kinh địch ép ở trên đầu, lại bị chấn áp dễ dàng như vậy, hắn há có thể không hưng phấn, nhưng hắn cũng rất khiếp sợ, Dũng tuyển cảnh cũng quá mạnh mẽ, trình quý vũ chỉ vừa đột phá, nhưng lăng đông hành liền không phải đối thủ. Bắt toàn bộ cho ta, ai dám phản kháng, giết không tha. Hắn lạnh lùng nói, vung tay lên, võ giả trình ra phía sau lập tức nhảy ra, giết tới lăng gia, khí thế như cổ vồng. Trái lại lăng gia, bởi vì gia chủ bị áp chế, đối phương càng có một tên cường giả dũng tuyển cảnh, sĩ khí tự nhiên xuống thấp, căn bản không hình thành được chống lại hữu hiệu vài tên tộc nhân tụ nguyên cảnh còn muốn chạy trốn lại bị trình quý vũ ung dung đuổi theo một trường đánh cho gần chết thật không nghĩ tới trình gia còn có một cường giả dũng tuyển cảnh hẳn là vừa mới đột phá bằng không sẽ không tới lúc này mới phản kích thực sự là 30 năm phong thủy luân truyền ai có thể nghĩ tới trình gia ở dưới tình huống sắp bị ép vào tuyệt cảnh lại tuyệt địa trở mình lấy tâm tính của người trình gia sợ là lăng gia không có một người có thể sống ai sau này trong trấn chính là trình gia định đoạt tháng ngày của chúng ta cũng sẽ không dễ chịu. Mọi người khiếp sợ thực lực của Trình Quý Vũ, đồng thời cũng không nguyên cớ lắc đầu thở dài. Người nhà họ Trình, mỗi người hung hăng bá đạo, sau này nhà bọn họ độc đại, dân chấn muốn sống yên lành cũng không được. Chỉ là nửa giờ, lang gia hầu như bị bắt hết, chỉ có mấy tộc nhân làm ăn ở bên ngoài may mắn tránh được một kiếp. Lăng Hàn đâu? Trình Quý Vũ đi tới trước mặt Lăng Đông Hành, trong đôi mắt đằng đằng sát khí, hắn sai người tìm kiếm Lăng Hàn, nhưng không có tìm được. Ha 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 ha. Lăng Đông Hành cười to. Con trai của ta đã được Hồ Dương học viện thu làm đệ tử. Nếu như các người dám động một cọng tóc cái của hắn, chính là đối địch với Hoàng thất Vũ Quốc. Trình Văn Côn đi tới, nói. Nhi tử phế vật của người cũng có thể đi vào Hồ Dương học viện. Người lừa gạt ai đó? Lăng Đông Hành phi một cái, nói. Con trai của ta không chỉ tiến vào Hồ Dương học viện, còn là quán quân của đại nguyên luận võ lần này. Ngày sau hắn chí ít cũng có thể trở thành linh hải cảnh, các ngươi chờ xem. Nói láo. Trình Văn Côn xì một tiếng. Chỉ bằng con trai của ngươi cũng muốn đoạt được thứ nhất của Đại Nguyên Luận Võ, Lăng Đông Hành, ngươi cũng thật biết nằm mơ, lại muốn dùng chuyện buồn cười như thế đến gạt ta. Kỳ thực Lăng Hàn có thể đi vào Hồ Dương Học viện, Trình Văn Côn vẫn tin tưởng, dù sao Trình Khiếu Nguyên là thua trong tay Lăng Hàn, nhưng muốn nói Lăng Hàn có thể được đến thứ nhất, vậy thì thật là chuyện cười lớn. Lần Đại Nguyên Luận Võ này là thiên tài tập hợp lại có cường giả như tứ vương tử kim vô cực bách lý đằng vân hạ trọng quang làm sao lăng hàn có khả năng thắng được hừ coi như chúng tuyển vào hồ dương học viện thì đã làm sao chỉ cần một ngày không tiến vào hồ dương học viện liền một ngày không phải đệ tử của hồ dương học viện trình văn côn đằng đằng sát khí sau đó nói với trình quý vũ tam thúc không bằng treo bọn họ ở lối vào thôn trấn chờ tiểu xúc sinh lăng hàn trở về lại giết một lượt được cứ làm như thế lão phu muốn ở trước mặt hắn đào tim lang hàn kia để hắn nếm thử tư vị mất đi tử tôn chính quý vũ hử lạnh nói chỉ cần lưu mười mấy người sống những người khác giết toàn bộ trình văn côn uy nghiêm đáng sợ nói trình văn côn ngươi dám lăng đông hành giống to nói lăng gia chỉ là tổng nhân liền có mấy trăm lại thêm tôi tớ hộ vệ cùng nhân viên bên ngoài tổng số đạt đến hơn ngàn hiện tại chỉ chừa mười mấy người sống này phải giết bao nhiêu người Tại sao ta không dám? Trình Văn Côn cười gằn, đây là lập uy, cầm người lăng gia đến tế cờ, để người Thương Vân Trấn biết, đây chính là kết cục đối nghịch với Trình Gia. Giết cho ta! Hắn quát to. Phốc, 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 từng cái đầu người bị chém đi, máu chảy thành sông, thầy chất đầy đồng. Cũng không phải mỗi người nhà họ Lăng đều không sợ chết, có thật nhiều người xin tha, nhưng vô dụng. Trình Gia quyết tâm muốn tiêu diệt Lăng gia, căn bản không chấp nhận đầu hàng, chính là giết biến lăng gia thành một tử quật lăng đông hành muốn rách cả mí mắt từng cái từng cái đều là tộc nhân lăng gia làm gia chủ hắn há có thể không đau thấu tim gan nhưng hắn càng lo lắng hơn là nhi tử vạn nhất lăng hàn trở về rơi vào trong tay trình gia thì làm sao bây giờ tuy lăng hàn giao hảo rất nhiều đan sư huyền cấp nhưng vấn đề là trình gia có tin hay không hơn nữa tin tức lăng hàn thu được quán quân của đại nguyên luận võ vẫn chưa truyền về trình gia đương nhiên sẽ không kiêng rè nếu nhi tử chết mất cho dù hắn chết, lại có mặt mũi gì đi gặp thê tử. Hắn tâm như cho tàn, nhưng bó tay hết cách. Lăng gia hiếm hoi còn sót lại mười mấy người liền kéo dài tới lối vào thôn trấn. Nơi này lâm thời trồng mười mấy cọc gỗ, bọn người lang đông hành bị phong cấm đan điền, từng cái từng cái quỳ trên mặt đất, tay chân trói ở trên cọc gỗ. Ô đại hùng ca ca. Lăng tử huyên khóc lớn, nàng là số ít người còn sống sót, nhưng không hẳn là người may mắn. Đùng, một người trình gia đánh cho nàng một bạt tai quát lên không được khóc nhưng lăng tử huyên khóc càng lớn tiếng chưa đến hắn giận dữ rút đao bên eo ra quên đi quên đi bên cạnh có người khuyên nhủ vì lăng tử huyên quá nhỏ để hắn không nỡ ra tay để nàng khóc đủ vừa vặn dùng để uy hiếp đây chính là kết cục đối nghịch trình gia chúng ta khà khà gia chủ chó má gì hiện tại còn không phải bị ta đạp ở lòng bàn chân một người đạp đầu lăng đông hành còn cố ý lau bùn đất ở đáy giày lên mặt lăng đông hành để lăng đông hành tức giận đến cả người run rẩy ha 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 tụ nguyên tầng 9 thì lại làm sao hiện tại ngay cả ta luyện thể tầng 6 cũng có thể dễ dàng đạp ở lòng bàn chân lăng gia xong đời hiện tại thương vân chấn là của trình gia chúng ta một đêm qua đi mười mấy người lăng gia đều bị giá lạnh đông đến toàn thân run cầm cập trên mép tóc đều kết ra băng xương hơn nữa sắp một ngày không ăn gì để bọn họ đều bụng đói cồn cao Trình Văn Côn xuất hiện, hắn muốn xem đối thủ một mất một còn hết hy vọng. Cuối cùng nhìn con trai duy nhất chết ở trước mặt. Đến thời điểm đó, hắn mới giết Lăng Đông Hành, chấm dứt hơn 30 năm cạnh tranh của hai người. Lăng Đông Hành, hối hận không? Hắn chê cười, nói xong liền rời khỏi, ngày thứ hai lại đúng giờ xuất hiện, tiếp tục trêu đùa đối thủ cũ. Chớp mắt một cái, ba ngày đi qua. Lăng Đông Hành cùng mười mấy người chỉ còn dư lại nửa mạng, dòng dã ba ngày không ăn uống, nếu không phải còn uống chút nước, bọn họ khẳng định đã mất nước mà chết. Nhưng hiện tại bọn hắn cũng cực kỳ suy yếu, ngay cả mắng cũng không nổi. Báo. Một người chạy vội tới, nửa quỳ nói. Bẩm gia chủ đại nhân, phát hiện tung tích của Lăng Hàn, đang cách chấn 50 dặm. Ha 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 ha. Trình văn côn đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cười to, phất phất tay, nói. Nhanh đi mời tam thúc, hắn lập tức liền có thể báo thủ. Lăng Hàn chạy gấp ra ngoài, rất nhanh đi tới phòng chiêu đãi của thiên dược các nơi này thông thường là dùng để tiếp đón khách hàng lớn của thiên dược các nếu không phải thân phận của lăng hàn đặc thù vậy hắn không có khả năng bị mang tới đây hắn đẩy cửa vào lập tức nói gia tộc xảy ra chuyện gì bạn đang xem thần đạo đan tôn được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com sẹt phim viết liền không giấu nhé bên trong đang có một trung niên tới tới lui lui nhìn thấy lăng hàn lập tức vọt lên. Dương Bình Thúc Lăng Hàn nhận ra đối phương, hắn là một tộc nhân của Lăng Gia Chi Mạch. Hàn thiếu Lăng Dương Bình mắt hổ rưng rưng thanh âm bi thương nói. Lăng Gia chúng ta, bị trình gia phá hủy. Trình gia Lăng Hàn vội vàng nói. Dương Bình Thúc, người trước tiên yên tĩnh một chút, từ từ nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lăng Dương Bình Bình phục tâm tình, lúc này mới lên tiếng, nhưng hai tay khẽ run rẩy. Trình gia có một lão quái vật, gọi trình quý vũ, đều nói hắn đã sớm chết, không nghĩ tới vẫn luôn bế quan. Mấy ngày trước hắn đột phá dũng tuyển cảnh, sau khi hắn đột phá, liền mang theo trình gia giết tới, giết gia tộc ta hầu như không còn. Soàng, như sấm sét giữa trời quang, lăng hàn nhất thời mắt tối sầm, suýt chút nữa hôn mê bất tình, cũng may lưu vũ đồng đúng lúc ra tay, đỡ lấy hắn, bằng không hắn nhất định sẽ ngã chồng vó. Hắn lấy lại bình tĩnh, nói. Phụ thân ta thì sao? gia chủ đại nhân bị trình quý vũ bắt trói ở cửa vào trấn dầm mưa dãi nắng trời rét đóng băng nói muốn đợi ngươi trở về giết ngươi trước mặt gia chủ lại giết những người còn lại lăng dương bình giận dữ nói bởi vì ta ra ngoài làm việc may mắn tránh được một kiếp sau khi nhận được tin tức lập tức tới nơi này hàn thiếu ngươi nhất định không thể kích động bằng không liền rơi vào bẫy của trình gia bọn họ đang chờ ngươi tự chui đầu vào lưới lăng dương bình tự nhiên cuống lên hắn đi vào đại nguyên thành liền nghe nói lăng hàn thu được quán quân đại nguyên luận võ lực ép rất nhiều thiên tài như tứ vương tử kim vô cực chuyện này ý nghĩa tiền đồ của lăng hàn vô hạn chỉ cần có thể sống đến 30 tuổi vậy nhất định có thể trở thành cường giả dũng tuyển cảnh hắn đương nhiên sợ lăng hàn mạnh động người trẻ tuổi máu nóng biết phụ thân mình bị nhốt phản ứng đầu tiên là đi cứu viện không biết như vậy chỉ đưa mạng mình chân chính mất đi hy vọng ta rõ ràng dương bình thúc yên tâm ta có chừng mực biết được phụ thân còn chưa chết lăng hàn hơi yên tâm nhưng há có thể ngồi được bị bức ép quỳ gối ở lối vào thôn trấn sầm mưa dãi nắng bị người vây xem đây là đãi ngộ thế nào huống chi tuy sức sống của võ giả tụ nguyên cảnh mạnh mẽ nhưng không ăn không uống cũng không hơn người bình thường bao lâu nhiều nhất năm sáu ngày nhất định sẽ chết hắn nhất định phải lập tức hành động sau khi lăng hàn gọi lưu vũ đồng lập tức lên đường chạy về thương vân trấn dũng tuyển cảnh nếu như đối phương đã sớm đột phá dũng tuyển cảnh nắm giữ tu vi hai tầng hoặc tầng ba như vậy hắn còn có thể kiêng kỵ nhưng chỉ là vừa đột phá lấy thực lực bây giờ của hắn là không kinh sợ huống chi hắc tháp có thể để cho sức mạnh của hắn lên một cảnh giới lớn trực tiếp tiêu thang đến dũng tuyển tầng bốn lưu vũ đồng mang hổ nữ theo ba người hai ngựa vội vã đi về thương vân chấn có điều nàng lại không biết chuyện lăng hàn nắm giữ hắc tháp tự nhiên còn thông báo tin tức cho chư hòa tâm và trương vị sơn hai lão giả đang thí luyện hồi thiên đan sau khi lấy được tin tức chư hòa tâm nhất thời giận dữ ở trong lòng hắn lăng hàn có thể nói là nửa sư phụ hiện tại phụ thân của sư phụ lại bị người nhục nhã trở giết hắn há có thể không giận đừng nói hắn sinh nộ ngay cả trương vị sơn cũng động lôi đình hắn chịu ân tình của lăng hàn đang khổ nỗi không có cơ hội báo đáp lập tức đi theo chư hòa tâm hai vị đan sư huyền cấp hành động mà chuyện này cũng như mọc cánh rất nhanh chuyển khắp đại nguyên thành cái gì phụ thân lăng hàn bị trình gia bắt chờ lăng hàn trở về đồng thời xử tử trình gia này có lai lịch gì lá gan cũng quá lớn đi a à, trình gia chỉ là một gia tộc nhỏ vừa mới có một tộc nhân đột phá dũng tuyển cảnh đi 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 lập tức sắp xếp nhân thủ đi trợ giúp lăng hàn đây là một cơ hội cực kỳ tốt vừa vạn lấy lòng vương giả tương lai ha 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 thực là cơ hội trời cho hầu như không cần đánh đổi gì liền có thể kéo quan hệ với lăng hàn lập tức gọi người theo ta lên đường. Trong thành, sau khi các gia tộc lớn nhận được tin tức, không ai không vừa mừng vừa sợ. Sợ là trình ra thật lớn mật, mừng là bọn họ được một cơ hội tuyệt hảo dùng để rút ngắn quan hệ với Lăng Hàn. Ngẫm lại xem, xuất binh cứu phụ thân của Lăng Hàn, đây là ân tình lớn cỡ nào. Mau xuất phát đi thương vân chấn. Chỉ cần thế lực gia tộc có cường giả dũng tuyển cảnh, không ai không vội lao ra, muốn làm người thứ nhất cứu được Lăng Đông Hành, nhân tình như vậy đủ Lăng Hàn nhớ cả đời bởi vì lăng hàn nóng ruột dọc theo đường đi căn bản không nghỉ ngơi cũng may tuấn mã của bọn họ là hắc cước mã có huyết thống yêu thú bằng không nhất định sẽ nửa đường mệt chết vẻn vẹn nửa ngày sau thương vân trấn ở trong tầm mắt rất xa lăng hàn liền nhìn thấy lối vào thôn trấn quỷ mười mấy người mà người ở giữa không phải lăng đông hành thì ai cha hắn hét lớn trong thanh âm tràn ngập phẫn nộ ha 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 con thỏ chết bầm này còn thật sự dám trở về Trình Văn Côn cười to, rơi chân phải dẫm lên mặt Lăng Đông Hành nói. Không tệ, hiện tại ta thừa nhận, ngươi sinh một đứa con trai tốt, biết rõ nguy hiểm còn chạy tới chịu chết. Hắn đương nhiên không phải tán thưởng, chỉ là chó cắn áo rách Lăng Đông Hành mà thôi. Lăng Đông Hành đói bụng sắp tới 4 ngày, tầm nhìn đã sớm mơ hồ, căn bản không nhìn thấy Lăng Hàn ở xa xa, chỉ mơ hồ giống như nghe được âm thanh của Lăng Hàn, hắn nhếch miệng, phát ra âm thanh suy yếu. Hàn Nhi, đi mau, đi mau bớt tốn sức đi hắn căn bản không nghe được trình văn côn dẫm mặt của lăng đông hành còn ép ép chân khắp khuôn mặt là vẻ dữ tợn trải qua mấy ngày hắn cũng tiêu hao hết kiên trì hận không thể lập tức làm thịt hai cha con này lão cẩu muốn chết lăng hàn đã giục ngựa đến cấp tốc thân hình nhảy xuống soạt trường kiếm ra khỏi vỏ quét tới trình văn côn soạt 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 năm đạo kiếm khí múa ngang ở trong cơn giận dữ hắn thu được đột phá nhảy vào cấp độ nam đạo kiếm khí. Cái gì? Trình Văn Côn kinh hãi, trước mắt lại có năm đạo kiếm khí ngang dọc. Hắn vội vã ra tay chống đỡ, nhưng Lăng Hàn nén giận ra tay, tự nhiên đã xuất ra toàn lực, hơn nữa năm đạo kiếm khí, đây là uy lực cỡ nào? a à, Trình Văn Côn phát ra tiếng kêu thảm, chỉ một chiêu kiếm, liền bị đánh bay, trên người bắn lên máu tươi. Oanh, hắn té xuống đất, vẫn không chờ hắn bỏ lên, một cái chân đã từ trên trời giáng xuống, tàn nhẫn đạp ở trên mặt của hắn hắn cảm thấy giống như va vào một khối nham thạch cái đầu muốn nứt ra sống mũi đứt đoạn hàm răng cũng rơi bốn năm cái trên mặt đều là máu tươi dám nhục cha ta ta muốn người sống không bằng chết lăng hàn uy nghiêm đáng sợ nói lần này hắn thực đã giận dữ đạp 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 tiếng vó ngựa truyền tới hư hòa tâm cùng trương vị sơn chỉ chậm một chút cũng chạy tới làm cho lưu vũ đồng hoàn toàn yên tâm nàng nhảy xuống ngựa bắt đầu giải cứu đám người lang đông hành để lang hàn không có nỗi lo về sau phụ thân mau ăn bảo nguyên đan này vào lang hàn lấy một bình thuốc đổ ra một hạt đan dược màu xanh lục đút cho lang đông hành ăn lang đông hành không cảm thấy gì nhưng chưa hòa tâm cùng trương vị sơn đều chấn kinh bởi vì bảo nguyên đan đồng dạng thuộc về đan dược thất truyền hơn nữa hiệu quả còn tốt hơn hồi thiên đan đừng nhìn hồi thiên đan tên rất oai thế nhưng so sánh với bảo nguyên đan lại kém xa lắc hai loại đều thuộc về đan dừa hoàng cấp thượng phẩm nhưng rất khó có thể luyện chế ngươi xem sau khi chư hòa tâm và trương vị sơn có được phương thuốc hoàn chỉnh nhiều ngày như vậy vẫn chưa luyện chế ra hồi thiên đan nhưng lăng hàn vừa ra tay chính là bảo nguyên đan càng thêm khó luyện ngươi bảo hai người bọn họ làm sao không chấn kinh lăng hàn phân phát bảo nguyên đan cho hơn 10 người còn lại của lăng gia bảo nguyên đan này là kiếp trước hắn cải tiến dựa trên cơ sở của hồi thiên đan hiệu quả tự nhiên nâng cao một bước hàn ca ca đại hùng chết rồi cha cùng mẫu thân cũng chết ô ô lăng tử huyên suy nhược nằm nhoài trong lồng ngực của lăng hàn gào khóc nói nhưng trong đôi mắt nàng lại không có nước bởi vì nước mắt của nàng đã sớm chảy khô ta sẽ báo thủ thay đại hùng ta sẽ báo thủ cho mọi người lăng hàn khẽ vuốt tiểu nha đầu huyên huyên ngoan ngủ một giấc ngủ một giấc là tốt rồi tiểu nha đầu gật đầu sau bốn ngày chịu tội nàng đã sớm đến cực hạn ngã vào trong ngực của lăng hàn ngủ mất lăng hàn giao tiểu nha đầu cho lưu vũ đồng ánh mắt lại tiếp tục nhìn lại trình văn côn sát khí như đào tuy hổ nữ bị trói nằm ngang ở trên lưng ngựa nhưng từ nhỏ theo mãnh thú lớn lên nàng rất mẫn cảm với sát khí nhất thời ngẩng đầu lên trong miệng phát sinh âm thanh hống 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 có vẻ cực kỳ hưng phấn làm sao có khả năng ngươi làm sao có khả năng tu ra nam đạo kiếm khí trình văn côn dễ dụa từ trên mặt đất bò lên mũi sụp miệng méo nửa bên trên mặt đều là máu tươi người muốn chết như thế nào? Lăng Hàn Điềm Nhiên nói là ngũ mã phân thây, hay lăng trì, hay chém đầu. Ta cho người một cơ hội lựa chọn. Thằng con hoang, người không nên đắc ý. Coi như ngươi tu ra Nam Đạo Kiếm khí cũng không được gì. ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối, người chỉ có một con đường chết. Trình Văn Côn kêu gào nói chờ tam thúc của ta đến, các ngươi đều phải chết. Lăng Hàn lắc đầu nói nghe lời này của ngươi, ta còn cho rằng đối mặt là một công tử bột mười mấy tuổi chỉ có thể lấy đại nhân trong nhà ra hù dọa người hừ lão gia hỏa kia đến ta tự nhiên sẽ gọt đầu chó của hắn xuống nói láo a à, trình văn côn kêu thảm thiết hắn lại bị lăng hàn đạp lăn ở trên mặt đất hắn cực kỳ nổi giận bị người dùng chân đạp mặt đây là một sự tình khuất nhục mà người dẫm hắn lại còn là nhi tử của đối thủ một mất một còn coi như hắn không đấu lại lang đông hành nhưng thậm chí ngay cả nhi tử của lang đông hành cũng có thể dẫm mặt hắn để hắn làm sao chịu nổi. Mà lúc này, dân chấn cũng dồn rập nhận được tin tức chạy đến xem trò vui, người phụ cận đã đến toàn bộ, nhìn thấy Lăng Hàn Uy phong lẫm lẫm dẫm mặt Trình Văn Côn, tất cả mọi người đều rơi vào trạng thái hóa đá. Trước khi Trình Quý Vũ xuất hiện, cao thủ mạnh nhất của Thương Vân Chấn chính là Lăng Đông Hành cùng Trình Văn Côn, đều ở tụ nguyên tầng 9, không người có thể địch. Hiện tại cao thủ đã từng mạnh nhất lại bị Lăng Hàn đạp ở dưới chân, điều này làm cho ai có thể tin tưởng con mắt của mình đây chính là phế vật đã từng đại danh đình đình nga rất nhiều đệ tử của thương vân học viện nhớ lại lưu vũ đồng đã từng nói sau ba tháng tất cả mọi người đều chỉ có thể ngước nhìn lăng hàn quả nhiên hiện tại hắn ngay cả trình văn côn cũng có thể dẫm ai có thể không ngước nhìn nhưng vấn đề là hiện tại cường giả số một của thương vân trấn là trình quý vũ cường giả dũng tuyển cảnh lăng hàn mạnh hơn lại mạnh qua dũng tuyển cảnh sao Xong, chỉ cần trình quý vũ đến lăng hàn khẳng định xong đời Ai, đáng tiếc một thiên tài, bằng không ngày khác nói không chắc có thể trở thành cường giả Linh Hải Cảnh. Linh Hải Cảnh, người đúng là dám nói, kia là tồn tại ngang hàng với đại nguyên vương A. Người không suy nghĩ một chút, hiện tại Lăng Hàn mới 17 tuổi, nhưng đã có thể dẫm chỉnh văn côn, thiên phú như vậy đáng sợ đến mức nào. Này ngược lại cũng đúng. Mọi người trâu đầu ghé tai, đều không coi trọng Lăng Hàn, hoàn toàn là về tìm cái chết. Dũng tuyển cảnh mạnh mẽ, thâm nhập cốt tủy của mỗi người, đặc biệt là địa phương nhỏ như thương vân chấn kia là tồn tại như thần hừ đúng lúc này một bóng người từ trong thôn trấn bay xẹt tới tốc độ rất nhanh ngay cả tuấn mã cũng kém xa chỉ trong nháy mắt hắn liền xuất hiện ở lân cận chính là trình quý vũ thằng con hoang người chính là lăng hàn ác tạc đã giết cháu của ta Chỉnh quý vũ nhìn chằm chằm lăng hàn ánh mắt như muốn ăn thịt người ta là lăng hàn ngày hôm nay chính là ngày ngươi chết Lăng hàn đối trọi gay gắt ha 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 lão phu là cường giả dũng tuyển cảnh ngươi có tư cách gì muốn mệnh của lão phu trình quý vũ không vội ra tay đây là kẻ cầm đầu sát hại tôn tử hắn phải từ từ dằn vặt đến chết nếu như chúng ta ra tay thì sao chư hỏa tâm cùng trương vị sơn đồng thời đứng dậy các ngươi là cái dễ hành nào ồ mới đầu trình quý vũ còn hững hờ nhưng ánh mắt đảo qua hai người nhất thời biến sắc kinh hô dũng tuyển cảnh không chỉ là dũng tuyển cảnh, hơn nữa còn hai cái. Cái gì? Dân chấn đều kinh ngạc thốt lên, hai lão giả kia bề ngoài bình thường, lại cũng là cường giả dũng tuyển cảnh. T. Không trách lăng hàn dám trở về, hóa ra là mời cao thủ dũng tuyển cảnh tới giúp đỡ. Trình quý vũ nhất thời nghiêm mặt, không dám có ý khinh thường, nói. Hai vị đạo huynh, người này có mối thù giết tôn nhi với lão phu, mặc kệ hắn cho các người chỗ tốt gì, ta cho các người gấp đôi, xin các ngươi không nên nhúng tay. Chư Hòa Tâm cùng Trương Vị Sơn nhìn nhau một cái, đều cất tiếng cười to. Cho gấp đôi. Người nhà, trong tay người có bao nhiêu đan phương, có bao nhiêu lý giải đối với đan đạo, lại dám nói như vậy. Làm can, sự tình của Lăng Tiểu Hữu, chính là sự tình của chúng ta. Trương Vị Sơn mở miệng nói. Họ trình, nếu như ngươi bó tay chịu trói, ta còn có thể hướng về Lăng Tiểu Hữu cầu xin, ban ngươi một cái chết nhanh chóng. Lăng Tiểu Hữu. Hí. Tất cả mọi người đều nghe rằng, dùng mình hai vị cường giả dũng tuyển cảnh lại xưng lăng hàn là tiểu hữu hơn nữa bộ dáng có phước cùng hưởng có nạn cùng chịu đây là giao tình thế nào cũng còn tốt hai người chư hòa tâm không có mang huy chương đại biểu đan sư bằng không những dân chấn này còn kinh hãi hơn bởi vì địa vị của đan sư huyền cấp hạ phẩm còn cao hơn cường giả dũng tuyển cảnh hai vị nhất định phải như vậy sao trình quý vũ cũng uy nghiêm đáng sợ nói hắn vừa đột phá dũng tuyển cảnh lòng tự tin bạo tăng hơn nữa hắn tuyệt không tin hai cường giả dũng tuyển cảnh sẽ liều mạng vì lăng hàn làm sao cũng không nghĩ ra có đạo lý như vậy à oanh 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 xa xa có bụi bặm tung bay một đám người đang nhanh chóng chạy tới lăng huynh ta dẫn người đến giúp ngươi một tay đội nhân mã này rất nhanh liền tới gần một thiếu niên nhảy xuống ngựa chắp tay nói với lăng hàn là bách lý đằng vân bách lý đằng vân lại không có gây nên bao nhiêu chú ý nhưng đám người phía sau hắn lại làm cho tất cả mọi người ngơ ngác bởi vì trên ngực mỗi người đều theo hai chữ, Bách Lý. Ở trong khu vực Đại Nguyên Thành, chỉ có một thế lực dám dùng Bách Lý làm hiệu, kia chính là Bách Lý Môn. Giữa Đại Nguyên Vương Phủ, một trong tứ đại thế lực. Phốc, không ít người phun ra ngoài, tuy bọn họ không nhận ra Bách Lý Đẳng Vân, nhưng người này có thể kéo tới một chi đệ từ Bách Lý Môn, địa vị tất nhiên sẽ không thấp, mà hắn cùng Lăng Hàn xưng huynh gọi đệ, nói rõ cái gì. Lăng Hàn có quan hệ rất tốt với Bách Lý Môn. Sắc mặt trình quý vũ lại biến, lòng tự tin của hắn dù cao đến cỡ nào cũng không cho là mình có năng lực đối kháng với bách lý môn người ta là có cao thủ dũng tuyển tầng chín tọa trấn một trăm hắn gộp lại cũng không thể là đối thủ hiện tại hy vọng duy nhất của hắn là tiểu tử nhìn như rất trâu bò kia địa vị ở bách lý môn cũng không cao một làn sóng chưa bình làn sóng khác lại lên xa xa có cho bụi mù mịt một đám người đang nhanh chóng lao đến ha ha nguyên lai like bách lý huynh đệ đã tới trước một thanh niên nhảy xuống ngựa là kim vô cực, hắn chấp tay nói với Lăng Hàn. Lăng Huynh, ta cũng dẫn người tới trợ uy cho Lăng gia ngươi, lại dám tổn thương Lăng Thúc Thúc, ta ngược lại muốn xem ai to gan như vậy. Hắn đã hóa giải ân oán với Lăng Hàn, hiện tại quan hệ không tệ. Trình Quý Vũ không khỏi hư một tiếng, nói. Ngươi là ai, khẩu khí thật lớn a, à? Lớn mật. Một hộ vệ kim gia nhảy ra. Mắt chó của ngươi bị mù sao, đây là tam thiếu kim vô cực của nhà ta. Phốc, dân chấn vừa khôi phục tâm tình nhất thời lại hóa thành sóng to gió lớn kim vô cực là ai kim gia tam thiếu cũng là thiên phú mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi của kim gia ngày sau rất có hy vọng kế thừa vị trí gia chủ chiếu nói như vậy bách lý huynh đệ trong miệng kim vô cực lẽ nào là bách lý môn bách lý đằng vân bởi vì bách lý môn chủ chỉ có một nhi tử khoảng 16, 17 tuổi t hai thế lực cường đại của đại nguyên thành đều đến rồi hơn nữa đến cũng không phải a a à cầu một là thiếu môn chủ một cái khác là gia chủ tương lai, hơn nữa đều xưng huynh gọi đệ với Lăng Hàn. Giả mạo. Làm sao có khả năng, ở đại nguyên thành, ai dám giả mạo hai vị này, sống thiếu kiên nhẫn sao? Trình quý vụ cuối cùng lộ ra vẻ bất an. Hiện tại Lăng Hàn có hai thế lực lớn bảo vệ, coi như hắn thật có thể trong vạn quân lấy tính mạng Lăng Hàn, ngày sau nhất định sẽ bị hai thế lực lớn này truy sát. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn rơi vào cục diện khó cả đôi đường, đến tột cùng là báo thủ, hay từ bỏ hắn còn chưa thức được chuyện ngày hôm nay không phải hắn nói tiếng từ bỏ là được từ lúc hắn xuất thủ với lang gia số mệnh của hắn đã định chết đằng 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 xa xa lại có tuấn mã nhanh chóng lao tới dân chấn đều mất cảm giác thầm nghĩ lúc này sẽ không lại tới một thế lực siêu cấp nữa chứ ha 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 ha, ha. kim huynh bách lý huynh đệ các ngươi đến thật nhanh trong tiếng cười dài lý đông nguyệt nhảy xuống ngựa đi nhanh tới nói lang huynh cần thạch lang môn ta cứ mở miệng oanh hắn vừa nói như thế tất cả mọi người đều chấn động tuy kim gia bách lý môn mạnh mẽ nhưng dù sao cách bọn họ quá xa nhưng thạch lang môn là chúa tể chân chính của bọn họ lúc trước đến một mã lãng liền làm cho tất cả mọi người kiêng rè không thôi mà người này có thể xưng huynh gọi đệ với kim vô cực bách lý Đằng vân địa vị khẳng định trên mã lãng trình văn côn sắp khóc chuyện gì thế này sao các thế lực siêu cấp của đại nguyên thành đều tới hơn nữa đều giúp đỡ lang hàn kim gia bách lý môn Thạch lang môn, tùy tiện người nào, chỉ cần động ngón tay, liền có thể diệt trình ra mười mấy lần à. Cảm ơn các vị, đợi ta diệt kẻ thù trước, lại cùng các vị uống rượu ngôn hoan. Lăng hàn chắp tay nói. Các người có thể giúp ta diệt trình ra, ta chỉ cần hai người này. bao ở trên người chúng ta. Ba người kim vô cực đều thống khoái đồng ý, đừng nói ba nhà cùng xuất hiện, chỉ một nhà cũng dễ dàng diệt trình ra. Không, không, không. Trình văn côn run cầm cập nói. Các ngươi không thể như vậy, không thể như vậy. Thời điểm ngươi diệt lăng gia ta, vì sao xuống tay tàn nhẫn? Lăng Hàn uy nghiêm đáng sợ nói. Con người của ta từ trước đến giờ rất công bằng, người kính ta một thước, ta kính người một trượng, nhưng nếu thương tổn thân nhân của ta một sợi tóc, ta sẽ lấy lại gấp trăm lần. Ba người kim vô cực vung tay lên, mang theo nhân mã gào thét lao tới, không có vị cao thủ như trình quý vũ tọa chấn, trình ra lại tính là gì. Đứng lại! Chính quý vũ quát to, hắn đương nhiên không thể trơ mắt nhìn gia tộc bị diệt, chỉ là hắn mới cất bước. liền thấy chư hòa tâm và trương vị sơn đồng thời nhảy ra, một trước một sau chặn hắn lại. Đằng đằng đằng, đúng lúc này, càng ngày càng nhiều người chạy tới. Có tiểu hào môn của đại nguyên thành, cũng có thế lực chấn khác, có chút thậm chí còn có cao thủ dũng tuyển cảnh tọa chấn, dồn dập lao tới, hầu như muốn bao phủ thương vân chấn lại. Thật đáng sợ, hiện tại ngoại trừ đại nguyên vương phủ ra, thì các thế lực hàng đầu khác hầu như đến đông đủ. Những người này đều vì Lăng Hàn mà đến. Lúc nào, thiếu gia phế vật kia lại trở nên ngưu bức như vậy. Trình Văn Côn mặt như màu đất, xem ra hôm nay Trình gia thực sự khó thoát một kiếp. Hắn hận, tại sao không giết chết Lăng Đông Hành, như vậy chí ít có thể kéo từ địch chôn cùng, trên đường Hoàng Tuyền không cô đơn. Đùng! Lăng Hàn đạp xuống một cước, nặng nề đạp ở trên mặt của Trình Văn Côn. Lão cẩu đến lúc này còn dám có ác niệm, ha 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 coi như ta chết thì đã có sao còn có người lăng ra các ngươi chôn cùng trình văn côn biết không thể may mắn thoát khỏi giận dữ nhìn lăng hàn đùng lăng hàn lại đạp một cước giẫm nát miệng của trình văn côn đau đến tay chân hắn múa tung nhưng bị lăng hàn giẫm chỉ có thể không ngừng cựa quậy trên đất lăng huynh một thanh niên vóc người khôi ngô tách mọi người ra trên người có khí thế kinh nhân chính là thích vĩnh dạ bái kiến tứ vương tử người xung quanh đều dồn dập quỳ gối tứ tứ vương tử người thương vân chấn sửng sốt hồi lâu mới đi theo quỷ xuống trong lòng khiếp sợ không thôi hiện tại hết thảy thế lực của đại nguyên thành đều đến đông đủ mà nguyên nhân chỉ có một lăng hàn đến tột cùng hắn có ma lực gì cho đến lúc này trình văn côn mới hoàn toàn tuyệt vọng ngay cả đại nguyên vương phủ cũng bởi vì lăng hàn mà đến trình gia còn có hy vọng gì các ngươi đây là đang ép lão phu liều mạng sao trình quý vũ quát to trợn tròn đôi mắt với cục diện này hôm nay trình gia là nhất định bị diệt đã như vậy hắn nhất định phải chạy thoát ngày sau tìm cơ hội giết chết lăng hàn không chỉ lăng hàn còn có người của lăng gia người chỉ có một con đường chết chư hòa tâm lạnh lùng nói nếu dám làm hại phụ thân của sư phụ hắn quyết sẽ không bỏ qua trình quý vũ liều mạng hắn muốn mở một đường máu về sau trở về báo thủ lẽ ra ba cái hắn gộp lại cũng không thể là đối thủ của một người chư hòa tâm hay trương vị sơn huống chi là hai người liên thủ nhưng một tên dũng tuyển cảnh lấy mệnh vật lộn vẫn là tương đối đáng sợ dù cho hai người chưa hòa tâm cũng không dám liều mạng bọn họ không muốn bị đối phương lôi xuống nước à hơn nữa liều mạng lại có thể kiên trì bao lâu chỉ cần bọn họ ngăn cản đối phương chờ sau đó thừa thế xông lên trình quý vũ tự nhiên sẽ suy sụp đến lúc đó thu thập hắn liền dễ như trở bàn tay thằng con hoang người nhất định sẽ chết toàn bộ người lăng gia các ngươi đều phải chết trình văn côn lớn tiếng kêu lên chỉ cần trình quý vũ chạy thoát lăng gia nhất định sẽ chết sạch lẽ nào chưa hòa tâm và trương vị sơn còn có thể canh giữ ở lăng gia cả ngày sao ồn ao lăng hàn hừ lạnh một tiếng dẫm xuống một cước đùng đầu của trình văn côn bị dẫm nát bét máu tơi tuôn ra thân thể không đầu dãy ruộng một hồi lâu mới ngừng lại tình cảnh này khiến mọi người bốn phía đều líu lưỡi thầm nghĩ thiếu niên này thật là thiết huyết giết người cũng không có gì đáng sợ chính là lãnh khốc như vậy một cước dẫm nát đầu nhưng trên mặt bất động thanh sắc, quá khiếp người. Tiểu tử lang gia này có tư cách làm vương giả, đối địch không chút nương tay, sát phạt quyết đoán. Không sai, người mà lòng dạ mềm yếu, thì dù thiên phú cao đến đâu, cũng sống không lâu. Nhưng thời điểm ta ngộ ra điểm này, đã ngoài 30 tuổi, hiện tại tiểu tử lang gia chỉ có 17 tuổi à. Thực sự là không thể nào. Nhưng hai mắt hổ nữ lại tỏa ánh sáng, nàng có trực giác của dã thú, nhạy bén cảm ứng được lúc này lăng hàn tản mát ra sát khí sau khi làm cho nàng sợ sệt lại cực kỳ hưng phấn bởi vì nàng cảm thấy thân thiết nàng ngọ nguệ thân thể rất muốn nhào tới bên người lăng hàn nhưng hai tay hai chân bị trói nên dãy dụa vô ích tuy lăng hàn giết một tên thủ phạm nhưng tức giận còn không có biến mất sáng dấp thê thảm của phụ thân cùng với các tộc nhân ở trước mắt lái đi không được để sát ý của hắn càng tăng cao hắn nhìn chằm chằm trình quý vũ đây là thủ phạm khác cũng có thể nói là chủ phạm. Bởi vì nếu không có trình quý vũ tồn tại, trình gia sao dám ra tay với lăng gia. Hắn nhất định phải giết kẻ này. Tránh ra. Hắn hét lớn một tiếng, bắn ra, giết về phía trình quý vũ. Chư Hòa Tâm và Trương Vị Sơn đều kinh hãi, muốn ngăn cản lăng hàn, không cho hắn mạo hiểm, nhưng lăng hàn quát lên. Ta muốn tự tay bắt con chó già này, các người tránh ra. Biểu hiện của hắn kiên quyết, không cho từ chối hai người chưa hòa tâm không thể làm gì khác hơn là lui ra, nhưng đều chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần thấy Lăng Hàn gặp nạn, sẽ ra tay giúp đỡ, dù cho bị Lăng Hàn trách cứ. Lăng Hàn vận chuyển cô Lăng Huyết, lực lượng của hắn có thể so với tụ nguyên tầng 8, dưới tình huống không bị thương, cô Lăng Huyết tăng cường sẽ không quá lớn, chỉ để hắn đạt đến tụ nguyên tầng 8 đỉnh cao. Nhưng năm đạo kiếm khí ngang dọc, cộng thêm kinh điện kiếm pháp, uy lực này vẫn rất đáng sợ. Nhưng Trình Quý Vũ không sợ, trong tiếng rên nhẹ, hắn liên tục xuất trường hóa thành từng bàn tay nguyên lực đập tới lăng hàn bàn tay nguyên lực này rất ngưng tụ dễ dàng phá nát kiếm khí hoàn toàn bày ra uy năng của cường giả dũng tuyển cảnh cạc 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 thằng con hoang đây là ngươi tự tìm đường chết chỉnh quý vũ đại hỉ hắn có thể thấy bất kể là chư hòa tâm hay trương vị sơn còn có nhiều thế lực lớn nhỏ của đại nguyên thành kỳ thực đều là hướng về phía lang hàn mà tới bởi vậy chỉ cần bắt lang hàn liền có thể lấy hắn làm con tin chạy ra trùng vây bạn đang xem thần đạo đan tôn được thuyết minh tại kênh youtube di cap phim truy cập kênh youtube di cap phim để cập nhật những video mới nhất youtube com giờ ecab phim viết liền không giấu nhé chờ hắn thoát ly nguy hiểm kia dĩ nhiên là một cái tát đập chết lăng hàn vừa vặn báo đại thù kiếp này không trở về nữa hừ ngày hôm nay chính là giờ chết của ngươi lăng hàn thét dài trường kiếm liên tục huy động kiếm khí như cầu vồng. chỉ là sức mạnh của hắn kém hơn trình quý vũ quá nhiều bị bàn tay nguyên lực của trình quý vũ chấn động phế phủ liền rung động phun máu tươi nhưng hắn đã tu thành thân thể khô mộc lại có bất diệt thiên kinh khôi phục thương thế chỉ là nhìn rất thảm nhưng trên thực tế lại triệt để kích phát cô lang huyết sức mạnh lớn dần lên nhưng như thế nào đi nữa cũng không thể phá tan ngưỡng cửa dũng tuyển cảnh lang hàn cao mày hiện tại không gian đan điền của hắn đã vô cùng lớn năng lực kéo dài kinh người lại thêm năng lực hồi phục của bất diệt thiên kinh hắn hoàn toàn có thể miễn cưỡng dây dưa chỉnh quy vũ đến chết nhưng hiện tại hắn là vì báo thù muốn kéo thời gian lâu như vậy hắn chờ không được lang đông hành cũng chờ không được hơn nữa hắn không muốn lang đông hành lo lắng như vậy ánh mắt của lang hàn lang lệ không chút do dự cầu thông hắc tháp hắn muốn mượn dùng lực lượng của hắc tháp ra chỉ bản thân tăng lên một cảnh giới lớn hắc tháp đến đây đi cho ta sức mạnh vù trong đan điền hắc tháp khẽ run lên thả ra một luồng sức mạnh thần bí oanh nguồn sức mạnh này phun trào ở trong cơ thể lăng hàn nhanh chóng tăng lên tu vi của hắn tụ nguyên tầng 5, tầng 6, tầng 7, chỉ một hơi thở liền nhảy vào dũng tuyển cành mãi đến tận dũng tuyển tầng 4 mới ngừng lại hoàn hoàn chỉnh chỉnh tăng lên một cảnh giới lớn cái gì cảm ứng được khí thế của lăng hàn trình quý vũ chư hòa tâm cùng trương vị sơn đồng thời chừng con ngươi sao có thể có chuyện đó một tụ nguyên tầng 4, lại trong nháy mắt bùng lên lực lượng của một cảnh giới lớn. Không hổ là thiên tài đan đạo. Chư Hòa Tâm và Trương Vị Sơn lập tức nhận định Lăng Hàn ăn đan dược gì đó, lúc này sức mạnh mới tăng lên, không khỏi càng thêm sùng bái trình độ đan đạo của Lăng Hàn. Trên đời còn có đan dược như vậy, hai lão giả căn bản không hoài nghi, bọn họ đối với năng lực đan đạo của Lăng Hàn đã tin tưởng mù quáng. Đáng chết! Trình Quý Vũ giống to, hai tay liền đập, bàn tay nguyên lực liên tục xuất hiện, vỗ tới Lăng Hàn. Lăng Hàn hừ một tiếng, tay trái ngưng quyền đánh ra ngoài hắn chỉ là sức mạnh tăng lên tới dũng tuyển cảnh không có cách nào phóng nguyên lực ra ngoài nhưng cái này không quan hệ lực lượng của dũng tuyển tầng 4 hoàn toàn nghiền ép tầng 1, đấm ra một quyền bàn tay nguyên lực kia lập tức đổ nát lăng hàn giết tới phung ra một kiếm năm đạo kiếm khí ngang dọc phốc ngực của trình quý vũ đồng thời xuất hiện năm đạo kiếm thương tước cho hắn máu thịt be bé bét bạch cốt nội tạng đều có thể thấy được mơ hồ lão cẩu Nạp mạng đi." Lăng Hàn uy nghiêm đáng sợ nói. "Thằng con hoang, ngươi chỉ là mạnh mẽ tăng lên tới Dũng Tuyển cảnh, có thể phát huy ra mấy phần uy lực, lão phu nhất định có thể chém ngươi." Trình Quý Vũ gào thét không cam lòng, hai tay chuyển động, triển khai Tuyệt học Thông Tí quyền của Trình gia. Đáng tiếc, tuy hắn đột phá Dũng Tuyển cảnh, có thể tu luyện võ kỹ huyền cấp, nhưng vấn đề là Trình gia ngay cả võ kỹ hoàng cấp thượng phẩm cũng không có, từ đâu tới võ kỹ huyền cấp? thông tí quyền này chỉ là hoàng cấp trung phẩm mà thôi uy lực có hạn căn bản không đủ bù đắp tranh lệch giữa dũng tuyền tầng 1 với tầng 4. lăng hàn cười gan nếu võ giả bình thường mạnh mẽ tăng lên một cảnh giới lớn xác thực không thể khống chế sức mạnh kinh người như thế bởi vì phạm vi tăng lên thực sự quá lớn rồi nhưng hắn không giống kiếp trước hắn là thiên nhân cảnh dũng tuyền tầng 4 lại coi là gì chứ lăng hàn vung kiếm mạnh mẽ tấn công kiếm khí như cầu vồng hoàn toàn áp chế trình quý vũ dũng tuyển tầng bốn đối chiến tầng một vốn là nghiền ép tuyệt đối oanh lăng hàn đạp một cước đá vào ngực trình quý vũ sắc 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 tiếng xương gãy chuyển đến trình quý vũ trí ít đứt mất bốn cái xương sườn đan điền bị đá bạo trượt tới trước người lăng đông hành quỳ xuống lăng hàn lạnh lùng nói to gan trình quý vũ vẫn nộ quát cho dù hắn chết cũng không thể cúi đầu không phải do ngươi lăng hàn vung kiếm phốc phốc hai tia máu tươi bắn tung tóe gân chân của trình quý vũ đã bị đánh gãy không thể không mềm nhũn quỳ gối ở trước mặt lang đông hành tiểu xúc sinh coi như lão phu thành quỷ cũng không tha ngươi trong miệng trình quý vũ phun huyết hắn biết hôm nay đã khó thoát khỏi cái chết căn bản không nghĩ qua ý xin tha ánh mắt hắn như đao hận không thể đâm chết lang hàn phụ thân người này liền giao cho ngươi lang hàn tỉnh táo lại hắn biết lang đông hành rất muốn giết người này được lang đông hành đầy sát khí hắn nghĩ tới tộc nhân bị giết chết ở trước mặt mình như là súc vật máu nhuộm đỏ toàn bộ phủ đệ lang gia đầu đầu cũng có thi thể còn mắt của hắn lập tức đỏ bừng tiếp nhận trường kiếm của lang hàn đâm ra một kiếm phốc lợi kiếm đâm vào lồng ngực trình quý vũ không cam lòng trứng mắt nhìn lang đông hành miệng đóng mở tựa hồ muốn nói cái gì nhưng chỉ trào máu ủng ục ủng ục đầu lệch đi đã chết lang đông hành một cước đá bay thi thể của trình quý vũ ngửa mặt lên trời gào thét từ nay về sau thương vân chấn không còn trình ra ở chỗ này dưới nhiều thế lực vây quét trình ra sao có thể chống lại trong nháy mắt liền bị diệt tộc có thể có mấy người may mắn chạy thoát nhưng lấy địa vị của lăng hàn ở đại nguyên thành hiện tại dương nghiệt trình ra khẳng định cũng như chuột chạy qua đường nhìn thấy người liền trốn bằng không nhất định sẽ bị tóm đưa đến lăng gia ai không muốn kết giao bằng hữu với lăng hàn chứ lăng gia đã không còn lại mấy người bởi vậy đám người thích vĩnh dạ không có lập tức rời đi mà lưu nhân thủ lại trợ giúp lăng gia ổn định cục diện nhưng trải qua chiến dịch này tin tưởng đại nguyên thành đã không có thế lực nào dám đối địch với lăng gia hơn trăm thế lực chạy tới phất cờ hò reo ai thấy không kinh sợ sản nghiệp của trình gia tự nhiên xếp vào danh nghĩa lăng gia chỉ là trình gia sớm bị bước đến trình độ hết đạn hết lương thực sự là đến tuyệt địa nhưng khoáng sản vẫn còn cửa hàng cũng còn chỉ cần cố gắng quản lý chẳng mấy chốc sẽ sản sinh lượng lớn của cải ở lang gia một ngày đám người thích vĩnh dạ dồn dập cáo từ bọn họ sắp đi hồ dương học viện lăng hàn cũng đi bởi vậy bọn họ không có gì lưu luyến không cần mấy ngày liền có thể gặp lại lưu vũ đồng lại bắt đầu bế quan muốn sung kích dũng tuyển cảnh bởi vì nàng cảm giác mình quá vô dụng ở thời điểm lăng hàn cần nàng nhất nàng lại không giúp được gì làm cho nàng rất không cam lòng vì lẽ đó sau nguy cơ nàng lập tức vượt cửa ải lăng hàn cũng phải giúp xử lý sự tình gia tộc liền quyết định chờ lưu vũ đồng đột phá dũng tuyển cảnh mới mang lăng tử huyên và hồ nữ đi hồ dương học viện chuyện thứ nhất đương nhiên là xử lý hậu sự cho rất nhiều tộc nhân của lang gia chết quá nhiều người chỉ là tăng lễ liền tiêu tốn 7 ngày hơn nữa tộc nhân chết quá nhiều cần bổ sung lượng lớn nhân viên bằng không căn bản không đủ để vận chuyển nhiều sản nghiệp như vậy lang hàn cũng không có giúp đỡ bao nhiêu hắn am hiểu luyện đan tinh thông võ đạo muốn nói đến chuyện này hắn thực là không hề có kinh nghiệm cũng may bọn người thích vĩnh dạ lưu lại rất nhiều nhân viên hỗ trợ cũng hứa hẹn đợi lang ra đi vào quỹ đạo bọn họ mới rút những nhân thủ này về trong lúc này trần phong liệt có đến một chuyến nói cho lang hàn một tin tức trần bằng cử xác thực say rượu nói lỡ bị người biết sự tình hàng chiến bị giết mà người kia do dự thật lâu cuối cùng quyết định đi thạch lang môn mật báo đổi lấy chỗ tốt không nghĩ tới lời hắn nói lại lọt vào tay trần phong liệt bị trần phong liệt biết ngọn nguồn trực tiếp giết người diệt khẩu lần này là hắn cố ý biểu thị trung tâm. Hiện tại Trần Phong Liệt không dám có ý gây rối với Lăng Hàn nữa, phía sau Lăng Hàn đứng bao nhiêu thế lực, trừ khi Trần Phong Liệt điên rồi, mới dám sẵng bậy. Bởi vậy, Lăng Hàn cũng cho hắn toàn bộ phương thuốc hóa giải tờ hòa nhập ma, xem như khen thường. Ngày thứ 9, một luồng gợn sóng mạnh mẽ ở nội viện Lăng Gia chấn động ra, vì thế đáng sợ để cao thủ tụ nguyên cảnh đều rung động. Lưu Vũ Đồng đột phá. Lăng Hàn đang ngồi ở trong đình viện tu luyện, vèo, chỉ thấy một bóng người uyển chuyển bay ra rơi vào bên cạnh chính là lưu vũ đồng không tệ tám ngày liền hoàn thành đột phá lăng hàn cười gật đầu tuy trước đó hắn cho lưu vũ đồng rất nhiều kinh nghiệm quý giá nhưng có thể ở trong tám ngày hoàn thành đột phá chứng minh thiên phú võ đạo của lưu vũ đồng cực cao lưu vũ đồng gật gù dùng giọng kiên định nói sau này ta nhất định sẽ không trở thành gánh nặng của ngươi mà là một giúp đỡ tin cậy ha ha ta tin tưởng ngươi lăng hàn cười cười suy nghĩ một chút lại nói nếu ngươi đã đột phá dũng tuyển cảnh như vậy ta liền truyền cho ngươi công pháp tầng thứ ba của tam âm huyền âm sau khi ngươi luyện thành liền không cần lo lắng chuyện sẽ hôn mê nữa ưm ừ. lưu vũ đồng gật đầu có chút hưng phấn bởi vì đây chính là công pháp thiên cấp đối với vũ xi si như nàng mà nói là một loại mê hoặc không cách nào chống lại hai người trở lại nội thất thời điểm truyền công lăng hàn tự nhiên lại trải qua một phen thử thách để tâm thần hắn dập dờn cô gái nhỏ này thật là một yêu tinh thật vất vả mới hoàn thành truyền công lăng hàn lui ra tiếp tục ngồi xếp bằng ở trong đình viện trước đó hắc tháp để hắn tạm thời nắm giữ sức mạnh của dũng tuyển cảnh nhưng thời gian chỉ có một canh giờ mà lần sau hắn còn muốn mượn dùng lực lượng hắc tháp phải đợi đột phá đến dũng tuyển cảnh có điều đợi đột phá dũng tuyển cảnh hắn liền có thể bước đầu hiểu rõ bí mật của hắc tháp không biết sẽ cho hắn kinh hỉ thế nào hơn nữa hiện tại Lăng Hàn cũng đạt đến tụ nguyên tầng 5. Có thể đột phá nhanh như vậy là bởi vì sau khi hắc tháp gia trì, quy sức mạnh biến mất rất nhanh, nhưng thật giống như bị thân thể của hắn giữ lại một bộ phận, thông qua mấy ngày trước tiêu hóa thì triệt để quy hắn hết thảy. Hắn vốn cần mấy tháng liền có thể hoàn thành tích lũy một cảnh giới nhỏ, hiện tại mò đến chỗ tốt này, tự nhiên nước chảy thành sông, thuận lý thành trương đột phá. Dưới sự thôi thúc của ngũ hành nguyên hạch, sức mạnh của hắn bay thẳng tới tụ nguyên tầng 9, tái chiến thích vĩnh dạ là có thể toàn thắng. Hiện tại sức chiến đấu của ta có thể so với 14 tinh A. Lăng Hàn lầm bầm nói. Ở võ đạo giới, đạt được nhiều tinh là thiên tài có thể vượt cấp khiêu chiến, sức chiến đấu hoàn toàn không hợp cảnh giới. Bởi vậy, cảnh giới hoàn toàn không thể cân nhắc sức chiến đấu của một thiên tài, nên thế giới võ đạo liền có một phương thức đo sức chiến đấu, dưng là tinh. Tỷ như có một thiên tài, rõ ràng chỉ là tụ nguyên tầng 4, nhưng có thể chiến tụ nguyên tầng 6, như vậy sức chiến đấu của hắn là 6 tinh. Hừm, trong tụ nguyên tầng 9, sức chiến đấu của Lý Đông Nguyệt yếu nhất, chỉ có 10 tinh, kim vô cực 11 tinh. Thích vĩnh dạ triển khai thiên tử quyền pháp, cộng thêm ba đạo quyền khí, có thể đạt đến 13 tinh. Lăng Hàn thầm nói, thế nhưng nhân tố ảnh hưởng sức chiến đấu quá nhiều, như Bách Lý Đằng Vân, nếu cầm sát sinh côn, sức chiến đấu đủ để tiêu thang đến 11 tinh, nhưng nếu không có cây côn này, hắn chỉ là cửu tinh, còn không bằng Lý Đông Nguyệt. Có mấy người thì theo tâm tình, Giận dữ hoặc là sau khi uống rượu say, sức chiến đấu sẽ tăng vọt. Bởi vậy, cảnh giới là cố định bất biến, sức chiến đấu là gợn sóng, là trạng thái tức thì, chỉ có thể nói cao nhất có thể đạt đến bao nhiêu tinh. Tuy kiếp trước ta tu đến thiên nhân cảnh đỉnh cao, nhưng sức chiến đấu phòng trừng chỉ là cửu tinh, cùng lắm 10 tinh, không biết mấy tên biến thái khác có thể đạt đến trình độ thế nào. Lăng Hàn lắc đầu, kiếp trước hắn không phải cúi đầu luyện đan chính là bế quan tăng cảnh giới cho dù cảnh giới đại thành cũng không có tìm sáu cường già thiên nhân cảnh khác luận bàn hiện tại nhớ tới để hắn không khỏi có chút tiếc nuối đúng lúc này chỉ nghe thanh âm huyên náo vang lên một đường truyền tới oanh chỉ một hồi đồng tĩnh liền truyền tới cái sân này cửa lớn bị đá văng ra một thanh niên vóc người thon dài đi tới người này khí vũ hiên ngang một thân cẩm phục bên hông có một thanh trường kiếm sắc mặt ngạo nhiên hận không thể chĩa lỗ mũi lên trời phảng phất đi tới nơi này để hắn rất hạ mình sau lưng hắn là một đám hạ nhân lang gia đều là thủ hạ mà thích vĩnh dạ để cho lang hàn mỗi người mặt mày xám xịt thật giống như bị đánh một trận có người còn đứt tay lai giả bất thiện thanh niên này là dũng tuyển cảnh con mắt của lang hàn căng thẳng người này chỉ 23 24 nhưng bước vào dũng tuyển cảnh hơn nữa còn đạt đến tầng một đỉnh cao ở vũ quốc tuyệt đối có thể được xưng là thiên tài lẽ nào là phong viêm ở trong phạm vi đại nguyên thành muốn nói hắn có kẻ thù gì vậy chỉ có phong lạc ở trong tay hắn ăn thiệt thòi hai lần lẽ nào tên này mời ca ca trở về không đúng có người nói phong viêm đã là dũng tuyển tầng ba có điều người này cũng quá bá đạo hiển nhiên là một đường sông tới bị cản liền tùy ý ra tay hại người hàn thiếu người này nói muốn gặp lưu cô nương một đường sông vào có mấy huynh đệ ngăn trở hắn lại bị hắn giết chết trong đám tùy tùng theo sau so thanh niên có người lập tức nói với lăng hàn vẻ mặt bi phẫn lăng hàn phẫn nộ mạnh mẽ xông vào đã đủ hung hăng lại còn giết người tên này ỷ mình là dũng tuyển cảnh lại coi trời bằng vung như thế đi mời vũ đồng ra cho thiếu ra thanh niên này nói với lăng hàn như sai khiến một hạ nhân lăng hàn nhìn đối phương điềm nhiên nói người giết người của ta vậy thì như thế nào chỉ là mấy con chó thấp kém chết một ngàn thì lại làm sao thanh niên này không để ý chút nào nhất thời để những người khác căm phẫn sụp sôi hận không thể chém hắn một trăm lần Lăng Hàn hừ một tiếng, nói. Ở trong mắt ta, người còn không bằng chó. Thanh niên kia sững sờ, sau đó cười ha ha, nói. Một tụ nguyên tầng năm nho nhỏ, lại dám nhục mạ thiếu gia, ha 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 ha, người không biết hồ ba ta là ai à. Quản ngươi là ai? Lăng Hàn nhảy tới, kèm một tiếng, trường kiếm đã ra khỏi vỏ, một chiều kiếm bay vụt, nhanh như điện. Lớn mật! Hồ ba giận dữ, xoè tay phải ra, nguyên lực hóa thành một bàn tay màu vàng, tóm tới trường kiếm tay phải của lang hàn rung lên năm đạo kiếm khí cùng xuất hiện xoạt 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 sáu kiếm tề chém bàn tay nguyên lực bị cắt chia năm xẻ bảy lang hàn tiến quân thần tốc trường kiếm đâm thẳng yết hầu của hồ ba năm đạo kiếm khí hồ ba kinh ngạc thốt lên một tiếng lại đánh một trường bàn tay nguyên lực nổ ra ngăn trở lang hàn khoái miệng của hắn không khỏi lộ ra nụ cười gằn nói Thực không nghĩ tới thương vân chấn nho nhỏ lại có thiên tài tu ra nam đạo kiếm khí, hơn nữa chỉ là tụ nguyên tầng 5, nhưng sức mạnh có thể so với tầng 9, trị số sức chiến đấu của ngươi nên ở 13 tinh nga. À. Trị số sức chiến đấu là gì? Những người cùng tiến vào kia đều mờ mịt, bọn họ chưa từng nghe qua từ này. Hừ, có điều ở trước mặt ta, trị số sức chiến đấu cao đến đâu cũng vô dụng. Hồ Ba lắc đầu. Tranh lệch cảnh giới quá lớn, nếu như ta ra tay toàn lực, một chiêu liền có thể giết ngươi. Hắn dừng một chút lại nói, "Thiếu gia ta yêu nhân tài, cho ngươi một cơ hội sống sót, chỉ cần ngươi làm thủ hạ của ta, ta không chỉ có thể thang ngươi khỏi chết, còn có thể tặng ngươi thần công vô thượng. Cái này, nếu để cho Lưu Vũ Đồng nghe được, nhất định sẽ cười đến rụng răng. Lăng Hàn là ai? Tiện tay có thể lấy ra một quyển công pháp thiên cấp, ngươi lấy ra công pháp gì mới có thể xưng là thần công vô thượng? Quỳ xuống nhận lấy cái chết, ta có thể cho ngươi thoải mái một chút." Lăng Hàn đối chọi gay gắt nói, Hồ Ba giận dữ, nói: "Tiểu tử, cậy tài khinh người không phải là chuyện tốt đẹp gì, nếu ngươi muốn tìm chết, vậy ta sẽ tác thành ngươi." Hắn chủ động xuất kích, hai tay chuyển động, thế công như thủy triều, sức chiến đấu so với trước tăng một đoạn dài. Có điều, vẫn chỉ là một tinh, đương nhiên một tinh này là của Dũng Tuyển Cảnh. Lang Hàn không sợ, sức chiến đấu của hắn xác thực không thể đạt đến trình độ một tinh của Dũng Tuyển, nhưng phòng ngự của hắn châu bò a, thân thể không mộc để hắn có thể chịu đựng sức mạnh to lớn bất diệt thiên kinh có thể trong nháy mắt khép lại thương thế đủ để chiến một trận hai người đối đầu kiếm khí trùng thiên nguyên lực phân tán không phải chứ hàn thiếu lại lợi hại như vậy có thể đấu với cường giả dũng tuyển cảnh cái này tính là gì mấy ngày trước không phải hàn thiếu đã giết một tên sao nhưng lão nhân kia chỉ vừa đột phá khẳng định không lợi hại như hiện tại mọi người nghị luận sôi nổi đều khiếp sợ thực lực của lăng hàn rõ ràng chỉ là tụ nguyên tầng năm nhưng có thể liều mạng với dũng tuyển cảnh làm cho người ta không cách nào tin nổi có điều dũng tuyển cảnh dù sao cũng là dũng tuyển cảnh qua mấy chiêu khoái miệng của lăng hàn mang theo vết máu da cũng dạn nứt chảy ra máu tươi cái này còn là bởi vì hắn tu thành thân thể khô mộc bằng không ở dưới oanh kích như vậy đã sớm tan thành mây khói chuyện này tất cả mọi người chỉ có khâm phục và sùng bái đây chính là kém một cảnh giới lớn a à, lăng hàn có thể đánh tới cục diện như thế nếu cảnh giới hai người tương đồng Lăng Hàn đánh một chiêu liền có thể miêu sát đối phương. Nhưng tình huống của Lăng Hàn còn lâu mới nát như thế, bất diệt thiên kinh vận chuyển, thương thế của hắn phục hồi cực nhanh, sức chiến đấu không chỉ không suy yếu, trái lại, dưới sự thúc đẩy của cô lang huyết, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đánh lâu như vậy, thế tiến công của đối phương cũng bị hắn nhìn ra thất thất bát bát, hầu như không có bí mật gì để nói. xèo hắn đột nhiên đánh ra một chiêu kiếm, năm đạo kiếm khí ngang dọc, như thần lai chi bút, đến thẳng trước ngực Hồ Ba hồ ba kinh hãi tuy mỗi chiêu mỗi thức của hắn đều tồn tại kẽ hở nhưng cái này há là một tụ nguyên cảnh có thể nhìn thấu nhưng sự thực chính là như vậy chiêu kiếm này của lăng hàn mạnh mẽ đâm qua kẽ hở của hắn dưới tình thế cấp bách hắn chỉ có thể nâng hai tay bảo hộ ở trước ngực phốc một tia máu tươi bán ra trên tay phải của hắn xuất hiện một vết thương máu me đầm đìa hai người giao thủ lăng hàn rốt cục hòa một ván ồ mọi người đều kinh ngạc thốt lên có vẻ cực kỳ hưng phấn Đừng nhìn Hồ Ba chỉ trúng một kiếm, ăn chút thiệt nhỏ, nhưng then chốt ở chỗ, hắn là Dũng Tuyển Cảnh, đường đường cường giả Dũng Tuyển Cảnh, lại bị một võ giả tụ nguyên cảnh thương tổn, cái này bất luận ở nơi nào, cũng có thể cho là một trò cười. Khuôn mặt của Hồ Ba giữ tợn, chiêu kiếm này cũng không sâu, hắn chỉ là chảy một chút máu, không có đại thương gì, nhưng hắn lại hận lăng hàn đến tận xương, chỉ là tiểu dân ở biên hoang, lại dám đả thương hắn, hổ gia thất thiếu gia, nếu chuyện này truyền ra ngoài, để sau này hắn còn có mặt mũi nào ngẩng đầu lên. Hơn nữa, thiên phú của đối phương không khỏi quá đáng sợ đi, nếu để đối phương trưởng thành đến dũng tuyển cảnh, này sẽ mạnh đến đâu. Không thể lưu. Hồ Ba động sát ý, trước đó, tuy hắn cũng muốn giết Lăng Hàn, nhưng chuyện này như nhân loại tiện tay đập chết một con kiến, căn bản không để ở trong lòng. Nhưng hiện tại, hắn là chân chính muốn đưa Lăng Hàn vào chỗ chết, toàn lực ứng phó. Hắn chậm rãi rút kiếm, nói. Ngươi quả thật có chút thực lực, nhưng cũng chỉ có thể chấm dứt ở đây. Bởi vì hắn là dũng tuyển cảnh, có thể sử dụng võ kỹ huyền cấp. Hồ Ba rút kiếm, thân phận của hắn cao quý, chính là tầng cao nhất dưới hoàng tộc của vũ quốc. Nhưng hiện tại lại bị người đả thương, điều này làm cho tôn nghiêm của hắn không thể nào tiếp thu được. Càng muốn xóa bỏ vương giả tương lai này. Nam đạo kiếm khí ở trong vương giả cũng có thể xem như cường giả. Ngày hôm nay ngươi không giết được ta, sau này cũng không giết được ta, chỉ có thể chết ở trong tay ta lăng hàn uy nghiêm đáng sợ nói từ lúc hồ ba giết người ở lăng gia liền ý nghĩa vận mệnh của người này đã định thiên vương lão tử súng cũng không thay đổi được bởi vì đây là người hắn muốn giết hồ ba người tới nơi này làm gì vèo bóng người lóe lên lưu vũ đồng xuất hiện nãy giờ nàng đang suy diễn tầng thứ ba của tam âm huyền công nhưng nghe động tĩnh huyên náo càng lúc càng lớn cuối cùng phát hiện không đúng mới lập tức nhảy ra nàng rất tức giận bởi vì nhìn thấy lăng hàn dính đầy máu để trái tim nàng không khỏi siết chặt sau đó bay lên sát ý mãnh liệt người thương tổn lăng hàn đều không thể tha thứ thế nhưng hồ ba này là hồ gia thất thiếu gia địa vị sấp xỉ nàng hơn nữa thực lực mạnh hơn nàng nàng không thể kích động bằng không có thể sẽ hại chết lăng hàn đây là sự tình nàng càng không muốn nhìn thấy vũ đồng hồ ba lập tức thu hồi sát ý lộ ra nụ cười nói ngươi vừa đi là mấy tháng ta rất lo lắng ngươi vì lẽ đó cố ý tới đón ngươi trở về không cần ngươi quản việc không đâu. Lưu Vũ Đồng lạnh lùng nói, chỉ ra cửa nói. Ngươi có thể cút. Vũ Đồng, ngươi sẽ không coi trọng tiểu tử này chứ. Ánh mắt hồ ba đảo qua, nhìn về phía lăng hàn, không khỏi tràn ngập đố kỵ. Này, tiểu tử này chết chắc rồi. Ngươi dám lên trước một bước thử xem. Lưu Vũ Đồng che ở trước người lăng hàn, khuôn mặt hoàn toàn lạnh lẽo. Hừ, lẽ nào ngươi thật bị hán mê hoặc? Hồ ba tức giận đến phát rồi hắn và lưu vũ đồng đều là con cháu của hoàng đô bát đại hào môn mà vì không để hoàng thất ức hiếp tám gia tộc lớn trong lúc đó thường thường sẽ kết thông ra sau khi lưu vũ đồng thể hiện ra thiên phú võ đạo mạnh mẽ thất đại hào môn khác đều có ý cưới nàng về nhà hồ ba chính là một trong những người theo đuổi đó mà bản thân hắn cũng rất hài lòng bởi vì lưu vũ đồng không chỉ có thiên phú võ đạo kinh người còn là một trong hoàng đô song mỹ nam nhân nào không muốn lấy nàng làm vợ nhưng tuyệt đối không ngờ nàng chỉ ra ngoài một vòng lại bị một dã tiểu tử câu hồn mất. Chỉ là một tên nhà quê. Ta muốn giết hắn, ta muốn giết thằng con hoang này. Hắn giận dữ nói, tung người nhào tới lang hàn. Làm can. Lưu Vũ Đồng tiến lên nghênh tiếp, oanh, khí thế của dũng tuyển cảnh điên cuồng bạo động. Ô, hồ ba thốt lên một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Dũng tuyển cảnh, người đột phá dũng tuyển cảnh. Hắn không thể không kinh ngạc, tuy mọi người đều biết thiên phú võ đạo của Lưu Vũ Đồng kiệt xuất, nhưng làm sao cũng phải sau 20 tuổi mới có thể đột phá dũng tuyển cảnh. Hơn nữa, mấy tháng trước Lưu Vũ Đồng chỉ là tụ nguyên tầng 8, theo lý hiện tại đạt đến tụ nguyên tầng 9 đỉnh cao cũng đã rất khó khăn, muốn đột phá dũng tuyển cảnh, làm sao cũng cần một hai năm lắng động a. À. Sức mạnh có thể dựa vào đan dược mạnh mẽ tăng lên, nhưng khí thế là không giả được, đây tuyệt đối là dũng tuyển cảnh, vừa đột phá không bao lâu. Thiên tài, thực sự là thiên tài. Vũ Đồng, ta trách quan người. Hắn vội vàng nói. Lưu Vũ Đồng có thể ở trong thời gian ngắn như vậy đột phá dũng tuyển cảnh, sao có thời gian nói chuyện yêu đương chứ? Khẳng định là nàng chiếm được kỳ ngộ gì, nên cố gắng vượt cửa ải, bởi vậy mới chỉ trệ ở chỗ này. Cút! Nhưng Lưu Vũ Đồng không để ý tới, song trưởng dương động, nhấc lên thế tiến công khủng bố. Tiêu chí của dũng tuyển cảnh chính là nguyên lực hóa hình, song trưởng của nàng đập tới, ngưng tụ thành một bàn tay nguyên lực, đánh về phía hồ ba chấn. Hồ ba tự giác đối lý, nào còn dám đón đỡ, chỉ không ngừng né tránh một bên xin khoan dung có điều hắn là dũng tuyển tầng một đỉnh cao sức mạnh cao hơn lưu vũ đồng không ít hơn nữa lưu vũ đồng mới vừa đột phá căn bản chưa thông thạo vận dụng lực lượng bản thân hắn tự nhiên ứng đối ung dung càng quan trọng là dũng tuyển cảnh có thể tu luyện võ kỹ huyền cấp nhưng lưu vũ đồng vừa đột phá làm sao có thời giờ tu luyện càng không thể tạo thành uy hiếp với hồ ba vũ đồng xin bớt giận ta đi còn không được sao về hoàng đô ta lại tìm ngươi hồ ba lui bước nhưng trước khi đi lại cho lăng hàn một ánh mắt lạnh lẽo nói tiểu tử ngươi đừng tưởng gần chùa thì hưởng lộc phật vũ đồng không phải là ngươi có thể vọng tưởng bằng không ta cho ngươi chết không toàn thây không chờ lưu vũ đồng có phản ứng gì thân hình hắn nhảy một cái đã đi xa lưu vũ đồng đuổi vài bước liền từ bỏ tốc độ của đối phương nhanh hơn nàng nhiều xin lỗi nàng đi tới bên người lăng hàn áy náy nói để đối phương đến lăng gia giết một trận nàng lại không thể bắt đối phương không cần xin lỗi tên kia là ta lăng hàn hư lạnh nói hiện tại hắn xác thực không có năng lực giết chết hồ ba nhưng chắc chắn sẽ không chờ quá lâu lưu vũ đồng biết tính cách của lăng hàn tuyệt đối là loại nói một không hai vội vàng nói hồ gia là một trong hoàng thành bát đại hào môn thực lực dưới lưu gia chúng ta có cường giả thần thai cảnh tọa chấn ngươi tuyệt đối không thể kích động lăng hàn đã đoán được thân phận của hồ ba sẽ bất phàm bằng không cũng không có tư cách theo đuổi lưu vũ đồng hắn gật gật đầu cười nói, "Ta là loại người kích động kia sao?" Lưu Vũ Đồng không khỏi thay Hồ gia mặc niệm một cái, tuy hiện tại Lăng Hàn còn chỉ là tụ nguyên cảnh, nhưng thiên phú võ đạo của hắn cường đại hơn mình gấp trăm lần, cộng thêm thành tựu trên đan đạo, lần này Hồ gia là chọc thùng trời. Tuy Lăng gia còn bách phế đại hưng, nhưng Lăng Đông Hành vẫn đuổi Lăng Hàn ra khỏi nhà, để hắn lập tức đi Hồ Dương học viện báo danh. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, hắn xác thực không giúp đỡ được gì, vậy thì lên đường a. À? hắn và lưu vũ đồng mang theo lăng tử huyên cùng hổ nữ chỉ là cha mẹ của lăng tử huyên đều bị trình ra sát hại bởi vậy sau khi lăng hàn đến hoàng đô còn phải mướn người đến chăm sóc hai tiểu nha đầu hiện tại hổ nữ đã dần dần thích ứng ăn thịt chín nhưng chỉ có hứng thú với thịt cơm tẻ rau dưa là động cũng không động vào nhưng bây giờ nàng rất dính với lăng hàn rảnh rỗi sẽ như con mèo nhỏ dựa vào hắn gối đầu lên đầu gối của hắn có điều đừng tưởng rằng đây là nàng thu hồi dã tính đối với những người khác nàng vẫn cực kỳ hung ác nhưng bởi vì quan hệ với lăng hàn nàng hơi thân thiết với lưu vũ đồng cùng lăng tử huyên chỉ ít không cắn hai người bọn họ mà lăng hàn kinh ngạc phát hiện giã nha đầu này tựa hồ vĩnh viễn ăn không no cho nàng ăn nhiều hơn nữa cũng có thể ung dung tiêu hóa nhất là sau khi nàng ăn thịt yêu thú tu vi càng tăng vụt rất nhanh nhảy vào luyện thể tầng 4. nàng rõ ràng không có thức tỉnh linh căn cũng chưa từng tu luyện qua công pháp nào điều này làm cho lăng hàn rất kinh ngạc lực lượng không thể vô duyên vô cớ xuất hiện như nguyên lực trong cơ thể võ giả chính là luyện hóa linh khí thiên địa mà sinh nhưng hổ nữ không có tu luyện hiển nhiên không phải thông qua con đường này như vậy khẳng định là bởi vì đồ vật nàng ăn lẽ nào nha đầu này có thể trực tiếp chuyển hóa đồ ăn thành nguyên lực đối với suy đoán này lăng hàn không khỏi kinh hãi đây là năng lực kinh người cỡ nào để chứng minh điểm ấy lăng hàn và lưu vũ đồng một đường san rất yêu thú để hổ nữ ăn thoải mái quả nhiên ăn càng nhiều thực lực của nàng tăng trưởng càng nhanh nhưng cái này cũng có cực hạn bởi vì lượng ăn của nàng trung quy không phải động không đáy ở thời điểm bốn người đến hoàng đô hổ nữ đã là luyện thể tầng 6. cái này không đáng sợ như tốc độ tu luyện của lăng hàn nhưng đã đủ kinh người bởi vì nàng còn chưa thức tỉnh linh căn lăng hàn cảm giác mình kiếm được khối bảo nhiều ngày như vậy hổ nữ miễn cưỡng học được một chút từ ngữ nói nhiều nhất là thịt sau đó là giết còn có lăng hàn chỉ ba từ này gộp lại mới bốn chữ có điều, chỉ ít nàng biết hổ nữ là tên của mình, thời điểm kêu danh tự này, nàng sẽ ngẩng đầu nhìn. Nàng vẫn không thích dùng hai chân bước đi, nhưng lăng hàn có ảnh hưởng rất lớn tới nàng, làm cho nàng trong lúc vô tình mô phỏng theo. Thời điểm bốn người đến Hoàng Đô, dã nha đầu rốt cục miễn cưỡng thích ứng dùng chân bước đi, nhưng khi không có người, vẫn dùng tứ chi chuyển động. Tật xấu không thích mặc quần áo vẫn không thay đổi, quần áo mới không cần mấy ngày sẽ bị nàng xé nát, để lăng hàn và lưu vũ đồng rất đau đầu còn lăng tử huyên thì ước ao bởi vì có thể liên tục đổi quần áo mới bạn đang xem thần đạo đan tôn được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com sẹt giờ ecab phim viết liền không giấu nhé vào thành lại phải giao một lượng bạc phí dụng bốn người chính là bốn lượng bạc đối với lăng hàn mà nói chỉ là chút lòng thành nhưng ngẫm lại mỗi ngày có nhiều người ra ra và vào như vậy gộp lại là một con số kinh người quả nhiên là làm hoàng đế tốt đường này ta mở, đi vào liền lấy tiền, lẽ thẳng khí hùng. Sau khi bốn người tiến vào cửa thành, vừa vạn đã buổi trưa, bọn họ quyết định đi ăn cơm trước, sau đó sẽ đi học viện báo danh. Thịt, thịt, thịt. Hổ nữ đường hoàng gia sáng ngồi xuống, uống một ngụm nước. Lăng Hàn cũng không nhìn thực đơn, nói với tiểu nhị. Chọn vài món ăn ngon, thịt nhất định phải nhiều. Vâng. Tiểu nhị vội vàng đi chuẩn bị. Trong tử lâu không có nhiều khách, nhưng theo từng món ăn đi lên, thời gian cũng gần đến giờ cơm, khách cũng dần dần tăng lên, càng ngày càng náo nhiệt. Hổ nữ không cần đũa, duỗi đôi tay nhỏ nắm cả gà cả vịt, hai ba lần liền có thể ăn sạch, khẩu vị tốt đến kinh người. Cũng không sợ bẩn tay. Lăng Hàn lắc đầu, dạy nàng không biết bao nhiêu lần, nhưng dã nha đầu đều chê dùng đũa phiền phức. Hổ nữ hì hì nở nụ cười, tiếp tục ăn nhiệt tình. So sánh với đó, Lăng Tử Huyên thì nhã nhặn hơn nhiều, cái miệng nhỏ khẽ mở, cười không lộ răng, đã hơi có khí chất đại gia khuê tú. Khuê nữ thật thanh tú. Một tiếng nói già nua vang lên, để Lăng Hàn và Lưu Vũ Đồng đều quay đầu nhìn sang. Đây là một ông lão, nhìn khoảng chừng 60 tuổi, mặc áo gấm, mười ngón tay thì có tám cái đeo nhẫn, có vẻ rất phú quý. Hai mắt của hắn nhìn chằm chằm Hồ nữ và Lăng Tử Huyên, đều sắp muốn hiện quang rồi. Hai vị là cha mẹ của hai tiểu cô nương này sao? Ông lão đi tới hỏi, nhưng ngay lúc đó lại tự giới thiệu mình lão phu trần vận tường trưởng quỹ của hiệu buôn tứ hải lưu vũ đồng lắc đầu lăng hàn nhìn trần vận tường một chút nói chúng ta không phải cha mẹ của các nàng chỉ là người thân lăng tử huyên rất hiểu chuyện cười cười với ông lão kêu một tiếng lão ra ra mà hổ nữ chỉ lo ăn dưới cái nhìn của nàng trời đất bao la ăn thịt lớn nhất tựa hồ trần vận tường rất yêu thích hai tiểu nha đầu này vẫn nói liên tục chọc lăng tử huyên cười không ngậm miệng lại được nhưng hổ nữ chỉ làm như không nghe thấy mới đầu lăng hàn chỉ cho rằng ông lão này rất yêu thích trẻ nhỏ nên không lưu ý chỉ là ánh mắt ông lão càng ngày càng không đúng thật giống như sói nhìn chằm chằm dê hắn cuối cùng phản ứng lại gặp phải lão sắc lang hơn nữa là chuyên gia tay với tiểu cô nương đến ra ra xem chỉ tay giúp ngươi trần vân tường không nhịn được đưa tay chộp tới tay nhỏ của lăng tử huyên lộ ra diện mạo sắc ma thật sự bộp lăng hàn nắm lấy tay hắn ánh mắt lăng lệ nói lão gia hòa cao tuổi rồi, còn không chịu thành thật. Trần Vân Tường không phải võ giả, bị Lăng Hàn chảo như thế, nhất thời đau đến kêu cha gọi mẹ, mãi đến khi bị Lăng Hàn vu một cái, hắn mới rút được tay về, sơ tay nhìn, trên cổ tay của lão thình lình có thêm bốn chỉ ngân, sắp biến thành màu đen. Khuôn mặt hắn cũng có chút đen, trong lòng kiêng kỵ Lăng Hàn, rồi lại không cam lòng từ bỏ hai tiểu nha đầu phấn điêu chạm ngọc này, nói Các nàng không phải con gái của ngươi, không bằng ra giá, giá đi trên mặt lăng hàn hiện lên một đạo sát khí nói lão xác quỷ lại nói thêm một câu ta liền làm thịt ngươi trần vân tường còn muốn tăng giá đánh động lăng hàn nhưng lúc nhìn thấy sát khí trên mặt hắn trong lòng không khỏi run cầm cập không dám gây chuyện tiếp vội vã quay đầu bỏ đi nhưng hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy thầm nói hừ nếu không biết cân nhắc ta liền mời người của thủy phái hỗ trợ đoạt hai tiểu nha đầu này tới hắn lảo đảo rời đi nhất thời khiến khách nhân trong từ lâu cười phá lên. Tiểu ca, lão nhân kia có danh sắc quỷ, hơn nữa chuyên nhìn chằm chằm tiểu cô nương. Nếu không phải từ trước đến giờ hắn chuyên dùng tiền đập, không biết đã bị người đánh chết bao nhiêu lần. Có khách nhận thức lão sắc quỷ này, ở một bên lắc đầu nói. Lăng Hàn cũng không có để ở trong lòng, bản thân tên kia không phải võ giả, như vậy vòng tròn của hắn chỉ là trong chốn phàm nhân, năng lượng có hạn. Nếu như vừa nãy Trần Vận Tường còn không biết phân biệt, hắn tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình tốc độ ăn thịt của hồ nữ cực nhanh giống như sợ có người cướp với nàng thời điểm ba người lăng hàn đã lấp đầy bụng nàng vẫn còn ăn hơn nữa tốc độ không hề chậm chút nào điều này khiến các khách nhân trong từ lâu tấm tắc kêu kỳ lạ làm sao cũng không nghĩ ra cái bụng của tiểu nha đầu kia nhỏ như vậy làm sao chứ đủ chứ mãi đến hơn 2 giờ sau tiểu nha đầu mới hài lòng vỗ cái bụng tiến vào trong lồng ngực lăng hàn rất nhanh liền ngủ say có thể ăn có thể ngủ a à? lăng hàn đứng dậy tính tiền một bữa cơm lại ăn hơn một nghìn lượng bạc ít nhất chín phần mười là ở trong bụng hổ nữ có thể thấy được tiểu nha đầu phá sản cỡ nào may nhờ trước đó lăng hàn giết đám người hàng chiến mã lãng trong túi cũng không thiếu tiền bốn người ra tử lâu tiếp tục đi về phía hồ dương học viện có hai người vẫn theo chúng ta đi một lúc lưu vũ đồng nói với lăng hàn lăng hàn gật đầu nói đã sớm chú ý chỉ không biết là nhìn chằm chằm tiền của chúng ta hay là người nếu như là người trong mắt hắn không khỏi lóe ra một đạo hung quang, không cần nói cũng biết là lão sắc quỷ Trần Vận Tường, đừng trách hắn vô tình. Đến rồi." Lưu Vũ Đồng lại thấp giọng nói, lúc này, mấy người đi vào một ngõ vắng, bốn phía không có một người, đây đương nhiên là Lăng Hàn cố ý. Chỉ thấy hai tên tráng hán đi nhanh lên, lúc tới bên người Lăng Hàn, một ôm lấy Lăng Tử Huyên, một cái khác đưa tay về phía Lăng Hàn, muốn đoạt hồn nữ trong lồng ngực của hắn. Hai tráng hán này cũng không phải võ giả, chỉ là khỏe mạnh hơn thường nhân một chút dù sao trong mười người nhiều lắm chỉ có một người nắm giữ linh căn từ đâu tới nhiều võ giả như vậy lang hàn nở nụ cười không chỉ không chống lại thậm chí còn buông lỏng hai tay để tráng hán kia dễ dàng đoạt hổ nữ tráng hán kia sững sờ cái này làm cho hắn hoàn toàn không nghĩ tới hổ nữ thức tình nàng như dã thú lòng cảnh giác rất cao lúc phát hiện bị một nam nhân xa lạ ôm hai mắt của nàng lập tức lộ ra hung quang tuy hổ nữ vẫn chưa thức tỉnh linh căn nhưng chỉ dựa vào ăn cũng đã bước vào luyện thể tầng 6. Đây là khái niệm gì? Nam tử trưởng thành phổ thông, dù 20, 30 cái gộp lại cũng không thể là đối thủ của nàng. Phát hiện mình bị một người xa lạ ôm, hổ nữ lộ ra hung tính, bốp, một cái hổ trường, vỗ vào trên mặt người kia, phốc, đại hán o đầu, phun ra bảy cái răng cùng một ngụm máu tươi, trực tiếp ngã sầm trên mặt đất. Hổ nữ ở trên không trung vươn mình một cái, đã vững vàng đứng trên mặt đất, chu cái miệng nhỏ, lộ ra hai răng nanh tứ chi phát lực nàng như mãnh hổ ra lồng nhào tới đại hán kia hai tay đặt lên vai của hắn miệng muốn táp tới cổ họng lăng hàn vội ra tay bế giã nha đầu lên hắn không muốn tiểu nha đầu sát nhân vậy cố gắng trước đó của hắn và lưu vũ đồng sẽ ủng phí dù như vậy đại hán kia đã sợ đến tái mét phát ra tiếng kêu thảm thiết nếu không phải tận mắt nhìn thấy chính tai nghe thấy thực sự là không thể tin được một nam nhân thần cao bảy thước cũng sẽ phát sinh thanh âm như tiểu cô nương sợ hãi đại hán khác so với hắn thì may mắn hơn bị lưu vũ đồng đánh ngất đi lại la liền giết ngươi lăng hàn nói đại hán kia vội lấy tay che miệng sáng dấp như tiểu cô nương gặp phải sắc lang lăng hàn để hồ nữ xuống dã nha đầu vẫn còn hung tính không ngừng nghe răng nhìn đại hán kia phát ra tiếng gào trầm thấp đại hán kia sợ đến rít lên nhưng nghĩ tới lăng hàn uy hiếp lại vội vã che miệng ta ta là đệ tử của thủy phái thức thời một chút lập tức thả ta. Đại hán này uy hiếp nói, chỉ là sức lực quá không đủ, vừa nói vừa run cầm cập, sắc mặt trắng bệch. Lăng Hàn quay đầu nhìn về phía Lưu Vũ Đồng, nói. Thủy phái này có lai lịch gì? Một thế lực ngầm của Hoàng Đô, bởi vì có một số việc không thể làm công khai, nên cho dù là tám đại thế gia, có lúc cũng sẽ mượn dùng thế lực này, làm một ít sự tình bần tay. Lưu Vũ Đồng nói, nàng suy nghĩ một chút, lại nói tiếp. Mà trưởng môn của Thủy Phái thật giống như tên dương thiên tề tu vi linh hải cảnh ở trong thế lực thượng tầng của hoàng đô cũng coi như có chút danh tiếng ở võ đạo giới tông phái môn hội bang đẳng cấp xâm nghiêm có thể xưng phái này nhất định phải có cường giả linh hải cảnh tọa chấn lăng hàn nha một tiếng lại nhìn về phía đại hán kia nói ta không quản các ngươi là ai ta hỏi một câu ngươi đáp một câu nếu như ta không hài lòng mỗi lần sẽ chặt một chi của ngươi Ngươi tính xem, có thể để ta không hài lòng mấy lần. Sắc mặt của đại hán kia trắng bệch, vội vàng gật đầu liên tục, kỳ thực không phải hắn sợ lang hàn, mà là hổ nữ, nha đầu kia mang đến cho hắn một cảm giác như một con ác hổ, hoàn toàn không theo đạo lý nào. Cái này ai không sợ? Trần Vân Tường phái ngươi đến. Lăng Hàn hỏi. Vâng, vâng. Chuyện như vậy các ngươi từng giúp hắn làm mấy lần. Đại hán kia có chút do dự, nhưng ánh mắt nhìn thấy hổ nữ, không khỏi run run, vội vàng nói. Cụ thể bao nhiêu lần không nhớ rõ, nhưng 10 lần khẳng định có. Lại có 10 lần. Lăng Hàn hừ một tiếng, vỗ một trường lên ngược đại hán kia, nguyên lực rung động, trực tiếp đánh nát trái tim của người nọ. Vẽ đường cho hư chạy, chết chưa hết tội. Lưu Vũ Đồng quá hiểu tính của hắn, lập tức đâm ra một kiếm, giết đại hán đã hôn mê kia, sau đó thu kiếm vào bao, nói. Lão ta kia liền giao cho ta, ta sẽ để người trong nhà xử lý lăng hàn suy nghĩ một chút liền gật đầu đồng ý hắn biết lưu vũ đồng là suy nghĩ thay hắn dù sao đây là hoàng đô dưới chân thiên tử ngay cả bát đại hào môn làm việc cũng có kiêng rè nếu như hắn vừa đến đã giết người bị hữu tâm nhân nắm lấy nhược điểm có thể sẽ làm hoàng gia tức giận đến thời điểm đó ngay cả chư hòa tâm cùng trương vị sơn cũng không giữ được hắn dù sao vũ quốc là thiên hạ của thích gia không giống hai tiểu tốt trước mắt này chết thì chết căn bản không có ai quan tâm nhưng Trần Vận Tường dù sao cũng là ông chủ một hiệu buôn, ảnh hưởng có thể lớn có thể nhỏ, nhưng Lưu Gia là một trong bát đại hào môn, muốn thu thập một thương nhân này thực sự quá đơn giản. Huống hồ dưới mông Trần Vận Tường lại không sạch sẽ, tùy tiện tìm ít chứng cứ liền có thể hại chết hắn. Lăng Hàn cũng không có đề tiểu nhân vật như vậy ở trong lòng, đương nhiên sẽ không phản đối Lưu Vũ Đồng. Hai người lại đi tiếp, tới Hồ Dương học viện. Hoàng thành thật rất lớn, so với đại nguyên thành trí ít lớn hơn 10 lần, sau một tiếng bốn người lăng hàn rốt cục đi tới hồ dương học viện bọn họ lập tức bị ngăn lại cái này không phải là tùy tiện người nào cũng có thể ra vào ta là lưu vũ đồng lưu vũ đồng lấy ra một khối lệnh bài màu bạc đưa tới trước mặt bốn tên thủ vệ hóa ra là lưu chân truyền một tên thủ vệ tiếp nhận lệnh bài cẩn thận kiểm tra vội vã cung kính đưa trở lại chúng ta không biết kính xin lưu chân truyền thứ tội lưu vũ đồng khoát tay áo một cái hiện tại nàng che mặt người khác không nhận ra nàng cũng bình thường. Nàng chỉ chỉ ba người lang hàn, nói. Đây là bằng hữu của ta, có chuyện quan trọng nhập viện, các người đăng ký cho ta một chút. Vâng. Bốn người kia đều gật đầu. Hồ Dương học viện có quy củ cực nghiêm, đệ tử xác thực có thể dẫn người tiến vào học viện, nhưng không thể qua đêm, đi vào phải đăng ký. Nếu như buổi tối không ra, như vậy tên đệ tử kia sẽ phải chịu phạt nặng. Đăng ký xong xuôi, Lưu Vũ Đồng liền dẫn Lăng Hàn đi tới một tiểu viện nơi này chính là địa phương phụ trách chiêu sinh bởi vì tân niên vừa qua có rất nhiều tân sinh sẽ tới đưa tin lưu vũ đồng đưa lăng hàn tới đây liền dẫn lăng tử huyên rời đi tiểu nha đầu là lăng đông hành và học viện giao dịch được danh ngạch bởi vậy không cần báo danh dọc theo đường đi lăng hàn cũng nghe lưu vũ đồng nói rất nhiều sự tình liên quan tới hồ dương học viện ở đây học sinh tổng cộng chia làm ba đẳng cấp đệ tử bình thường đệ tử chân truyền cùng đệ tử nòng cốt đệ tử bình thường rất đơn giản tiến vào học viện là được mà đệ tử chân truyền liền ít, tổng cộng mới 30, nhưng tài nguyên tu luyện lại gấp 10 lần đệ tử bình thường, khiến tất cả mọi người đỏ mắt. Muốn trở thành đệ tử chân truyền có hai điều kiện. Một, chí ít là tụ nguyên cảnh. Thứ hai, lấy được 30 vị trí đầu, bởi vậy cạnh tranh rất kịch liệt. Có điều lăng hàn là quán quân của đại nguyên luận võ lần này, bởi vậy đi vào liền thành đệ tử chân truyền, nhưng chỉ có một năm. 36 quán quân của các thành đều có thể thu được khen thưởng như vậy. Chuyện này ý nghĩa, đến cuối năm, cần đào thải 36 người. Sau đó, các đệ tử chân truyền xếp hạng từ 21 đến 30, còn phải bị 10 tên đệ tử bình thường mạnh nhất khiêu chiến, thua chỉ có thể rơi về hàng ngũ đệ tử bình thường. Cái này cũng là nguyên nhân tại sao thích vĩnh dạ, Kim vô cực còn muốn quay đầu đi tranh cướp quán quân của đại nguyên luận võ, bởi vì cho dù mạnh như bọn họ, cũng không phải đệ tử chân truyền. Lưu Vũ Đồng là đệ tử chân truyền, nhưng thực lực của nàng không mạnh bằng thích vĩnh dạ, tại sao như vậy? Bởi vì nàng là quý nữ của Lưu Gia, đến học viện phải cho chút mặt mũi, hay là ở thời điểm luận võ cuối năm, nàng còn có thể thu được bảo vật do gia tộc ban tặng, lâm thời tăng lên sức chiến đấu, bởi vậy rất dễ dàng bảo vệ tư cách đệ tử chân truyền. Đương nhiên, loại cửa sau này, mỗi nhà chỉ có một lần, những tộc nhân khác phải nhờ vào thực lực của mình đi liều mạng. Trên đệ tử chân truyền, còn có ba đệ tử nòng cốt. Đệ tử nòng cốt là đối tượng học viện toàn lực bồi dưỡng, bởi vì bọn họ là thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất của Vũ Quốc đại diện cho võ đạo tương lai của vũ quốc là mặt mũi của một quốc gia muốn trở thành đệ tử nòng cốt thực lực dũng tuyển cảnh là tất yếu mấy trăm năm trước một đệ tử nòng cốt mạnh nhất thậm chí đạt đến linh hải cảnh có điều tất cả mọi người khi đạt đến 30 tuổi nhất định phải rời học viện bởi vì sau 30 tuổi là tráng niên hiện tại ba vị đệ tử nòng cốt chính là thích phong vân tam hoàng tử vũ quốc không chỉ thiên phú trác việt còn được hoàng thất hổ dương học viện trọng điểm bồi dưỡng thực lực tự nhiên mạnh mẽ. Năm nay, hắn 27 tuổi, đã đạt đến dũng tuyển tầng 7, là đệ tử mạnh nhất của Hồ Dương Học Viện, cũng được gọi là đệ nhất thiên tài vũ quốc. Người thứ hai tên Triệu Hoan, tộc nhân của Triệu Gia trong bát đại hào môn, nghe nói lúc sinh có thiên địa dị tượng, kim quang soi sáng nửa hoàng thành, suýt chút nữa bị lực lượng hoàng thất bí mật giết chết, cho rằng có thể làm dao động đến ngôi vị hoàng đế của thích gia. Cũng may, hoàng đế lúc ấy thánh minh, không chỉ không gây bất lợi với Triệu Hoan, thậm chí còn bảo vệ hắn vừa sinh liền được phong hầu mở ra tiền lệ của vũ quốc mà sau khi triệu hoan thức tỉnh linh căn cũng thể hiện ra thiên phú võ đạo đáng sợ bây giờ 23 tuổi tu vi dũng tuyển tầng năm kỳ thực cũng không thua kém thích phong vân người thứ ba tên tàn dạ không họ có người nói là một cô nhi được viện trưởng của hồ dương học viện nhạt được ở trên đường từ nhỏ đã mất một cánh tay phải ở võ đạo thiếu một tay hầu như bị phán tử hình không thể có thêm tiền đồ gì nhưng tàn dạ vẫn trở thành đệ tử nòng cốt thiên phú này thật khiến người ta cảm thấy khủng bố tàn dạ 22 tuổi dũng tuyển tầng 3, nhưng có người nói sức chiến đấu trực chỉ thất tinh ngay cả triệu hoan cũng phải kiên kỵ thú vị lăng hàn một bên chờ vị lão sư chiêu sinh kia một bên thầm nghĩ thích phong vân và triệu hoan đều không được hắn để ở trong lòng có điều tàn dạ kia lại khiến hắn có chút hứng thú lẽ nào cũng là một thiên tài nắm giữ linh căn thần cấp bằng không sao tiến cảnh lại nhanh như vậy sức chiến đấu lại cao như vậy. Hừm, ngươi là tân sinh sao? Lão sư chiêu sinh rốt cục tới, ánh mắt hơi quái lại nhìn lăng hàn, bởi vì cho tới bây giờ, đây là lần đầu hắn nhìn thấy có người ôm một tiểu nha đầu đến báo danh. Đúng, lăng hàn lấy ra chứng minh của đại nguyên vương phủ, đưa cho lão sư chiêu sinh, đối phương là một cao thủ dũng tuyển tầng 5, không thể xem thường. Lão sư chiêu sinh tiếp nhận, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, bật thốt lên. Ngươi chính là Lăng Hàn. Lăng Hàn gãi gãi đầu, nói. Ta rất nổi danh sao? Ha 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 ha, người lấy thực lực tụ nguyên tầng 4 đánh bại tụ nguyên tầng 9, hơn nữa sức chiến đấu không kém thích vĩnh dạ. Mấy ngày này, trà trà, viện trưởng đại nhân luôn nói, nếu người tới đưa tin, liền dẫn người đi gặp hắn. Lão sư triều sinh đang nói, đột nhiên, ánh mắt của lão đăm đăm kinh hô. ngươi ngươi đột phá đến tụ nguyên tầng 5. Lão đầu tiên là cả kinh, nhưng nghĩ có lẽ lăng hàn đã sớm đạt đến đỉnh cao tụ nguyên tầng 4, cho nên qua nhiều ngày như vậy tên này liền thuận thế xông lên tụ nguyên tầng 5. nghĩ như thế khiếp sợ của lão liền giảm đi rất nhiều nếu như lão biết được mấy tháng trước lăng hàn còn chỉ là luyện thể tầng 2, phòng chừng sẽ khiếp sợ đến rớt cầm chỉ là bị lão gọi như thế làm hồ nữ tỉnh lại nàng rất không hài lòng nhe răng nhìn lão sư chiêu sinh bộc lộ bộ mặt hung ác đến đây đi ta dẫn ngươi đi gặp viện trưởng đại nhân lão sư chiêu sinh vẫy vẫy tay với lăng hàn mặc dù hiện tại đối phương còn rất nhỏ yếu nhưng qua mấy năm nữa nói không chừng sẽ trở thành đệ tử nòng cốt mạnh nhất thành nhân vật phong vân của vũ quốc lăng hàn gật đầu đi theo lão sư chiêu sinh ra ngoài bọn họ đi tới phía trước một quần thể kiến trúc ở nơi này đều là cao tầng của học viện có điều vị viện trưởng kia lại không có ở trong nhà lão sư chiêu sinh bảo hắn chờ một chút bình thì đi tìm vị viện trưởng không biết đã chạy đi nơi nào kia lăng hàn đợi đến phát chán liền đi dạo bốn phía. Hả? Đột nhiên hắn ngửi thấy một mùi vị quen thuộc, bước chân không tự chủ được chuyển động, một đường tra tìm. Đây là một tiểu viện u nhã, cửa viện khép hờ, cũng không có đóng lại. Lang Hàn đẩy cửa vào, rất nhanh liền nhìn thấy một cô nương đang ngồi khoanh chân ở trong sân, tay trái nâng một lò luyện đan nho nhỏ, tay phải thì hỏa diễm phun trào. Đây là đang luyện chế Tật Phong Đan. Tật Phong Đan có thể ở trong một khoảng thời gian ngắn làm tăng lên tốc độ của võ giả như một đạo tật phong thổi qua, là đan dược rất thực dụng. Có điều, mùi vị này thật giống như không đúng lắm. Lăng Hàn nhíu mũi, lập tức bừng tỉnh, có một vị phụ dược sai rồi, tuy cái này còn có thể luyện thành tật phong đan, nhưng sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả thành đan, hơn nữa tăng xác suất bạo lô. Hắn mở miệng nói, ta khuyên ngươi nên lập tức dừng lại, bằng không chưa đến ba nhịp thở nữa, tất sẽ bạo lô. Cô gái kia căn bản không để ý tới, hiện tại là thời gian then chốt luyện chế tật phong đan, sao có thể phân tâm chỉ là mới đến nhịp thở thứ hai đùng nắp lò bị đánh bay bên trong phun ra một đoàn tạp vật nhỏ vụn tuy nàng đã né tránh được đại bộ phận nhưng trên mặt vẫn trúng một chút bạo lô lúc này cô gái kia mới ngẩng đầu lên nhìn lăng hàn trong ánh mắt mang theo một tia kinh ngạc tên này làm sao biết sẽ bạo lô phải biết lấy lực khống chế của nàng là hoàn toàn không bị nhân tố ngoại giới ảnh hưởng chu lang cốt là vật liệu dễ gây ra bạo nhất hơn nữa đặt ở trong tật phong đan còn sẽ ảnh hưởng chất lượng thành đan, không biết là người ngu ngốc nào nghĩ ra được. Lăng Hàn lắc đầu nói. Lớn mật, dám nhục mạ sư phụ ta. Cô gái kia giận tím mặt, hơi nghiêng người nhảy về phía Lăng Hàn, tay phải đánh ra, trên tay có hỏa diễm thiêu đốt, làm không khí cháy ra tầng tầng gợn sóng. Tụ nguyên tầng 7. Lăng Hàn lướt mắt đã nhìn ra tu vi của đối phương, hơn nữa xem uy lực của một trường này mang đến, sức chiến đấu của nàng còn không đạt đến thất tinh. Kỳ thực cái này cũng bình thường, đan sư đều sẽ đem tinh lực đặt ở luyện đan, nào có thời gian nghiên cứu võ kỹ. Tu vi tụ nguyên tầng 7 của nàng phòng chừng là dựa vào đan dược tăng lên, vì lẽ đó sức chiến đấu yếu ớt cũng có thể lý giải. Nàng vừa đứng lên, Lăng Hàn mới kinh ngạc phát hiện, vóc người của cô gái này thật thon dài, cao gần như hắn, hơn nữa phong thái như tiên, đẹp đến quá mức, không dưới lưu vũ đồng chút nào. Ha ha, lẽ nào ta nói sai sao? Lăng Hàn vừa né vừa nói, hổ nữ ngồi xổm ở một bên, vẻ mặt hưng phấn, hận không thể nhào tới cắn hai cái. Nữ tử hừ một tiếng, vừa không ngừng tiến công vừa nói. Đan phương của tật phong đan này không trọn vẹn, sư phụ ta bỏ ra mấy năm mới bổ sung được, đối với giới đan đạo là công lao cực kỳ to lớn, người lại dám ô nhục sư phụ ta, chẳng lẽ không nên đánh. Nha, tật phong đan cũng thất truyền. Lăng hàn cao mày, chuyện gì thế này, sao nhiều đan phương ở thời đại của hắn đều thất truyền như vậy, hồi thiên đan, tật phong đan, còn có ám nguyệt thảo, lại bị dùng để luyện chế tử nguyên đan, lãng phí đến trình độ giận sôi rồi. Lẽ ra, vạn năm tích lũy, coi như giới đan đạo không có bao nhiêu tiến bộ, cũng không đến nỗi bước lùi như thế chứ. Đột nhiên hắn vung ra một trường, đẩy lui đối phương, cười nói. Chiếu theo những lời này, sư phụ người xác thực cũng có chút tài năng, có điều, nếu như ta có thể luyện ra tật phong đan càng hoàn hảo hơn, vậy thì thế nào? Không thể, người sao có khả năng vượt qua sư phụ ta? nữ tử kia căn bản không tin. Để ta thử một lần, thử xong chúng ta lại đánh. Lăng Hàn nói. Được. Nữ tử đồng ý. Lăng Hàn nhặt lò luyện đan đã rơi xuống đất kia, nói. Người chuẩn bị dược liệu cho ta. Hắn mở miệng, một hơi báo ra hơn 20 loại dược liệu. Cái này đổi lại là người bình thường, khẳng định sẽ không nhớ được. Nhưng nếu cô nương này là một vị đan sư, như vậy ở phương diện này khẳng định có trí nhớ rất tốt, rất nhanh cô đã từ trong nhà mang ra vật liệu lăng hàn cần lăng hàn ngồi trên mặt đất tay phải nâng lò luyện đan oanh trên tay hắn bùng lên một đoàn hỏa diễm khuôn mặt cô nương kia lộ ra vẻ không vui bởi vì lúc đan sư luyện đan biểu hiện đều nghiêm nghị thường chọn dùng tư thế ngồi khoanh chân đây là một loại nghi thức nhưng lăng hàn lại ngồi bệch trên mặt đất quả thực quá ư kỳ cục chỉ là nhìn thấy lăng hàn đã bắt đầu luyện đan nàng cũng chỉ đành nuốt lời trách cứ xuống quấy rối người khác luyện đan càng là tối kỵ của đan sư nàng đương nhiên sẽ không biết luật mà phạm luật nàng rất xem thường phải biết tuy sư phụ nàng không thuộc về thiên dược các nhưng trình độ đan đạo rất cao là đan sư huyền cấp thượng phẩm cấp bậc tương đương người phụ trách cao nhất của thiên dược các ở vũ quốc bây giờ đang làm viện trưởng đan viện của hồ dương học viện nói tới ngô tùng lâm người nào mà không phải cung kính kêu một tiếng đại sư ngay cả hoàng đế vũ quốc cũng phải khách khí tiểu tử này lại dám mắng sư phụ nàng ngớ ngẩn nếu chuyện này chuyển đi khẳng định không tới ba bước sẽ bị người ta đánh cho chết không toàn thây. Một khi lang Hàn luyện đan, biểu hiện lập tức biến đổi, có một luồng khí thế của đại tông sư lưu truyền. Tay trái của hắn phi động, ném từng dược liệu vào trong lò, tay phải không ngừng chuyển động lò luyện đan, hỏa diễm thì lúc hồng lúc thanh lúc bạch, biến hóa cực nhanh, khiến người ta hoa cả mắt. Vẻ mặt xem thường của nữ tử thối lui rất nhanh, sau đó là lộ ra vẻ hoàng sợ. Người thường xem trò vui, trong nghề thấy môn đạo, nàng gọi Lý Tư Thiền, là một thiên tài đan đạo, mới được Ngô Tùng Lâm thu làm đệ tử, nàng rất tự phụ, nhưng so sánh với Lăng Hàn, nàng không thể không thừa nhận, thủ pháp của đối phương lão luyện, thuần thục vừa xa nàng, loại ung dung nước chảy mây trôi kia, thật giống như đã đắm chìm mấy trăm năm ở trên đan đạo, đã đạt đến trình độ nhắm mắt lại cũng có thể điều khiển. Thành tựu như vậy, đừng nói là nàng, dù sư phụ của nàng cũng không bằng. Làm sao có khả năng, làm sao có khả năng? Tên kia ngông nghênh như vậy, làm sao có thành tựu kinh người như thế? Chỉ một lát dược liệu trước mặt lăng hàn đã biến mất toàn bộ mà trên trán của hắn cũng hơi có mồ hôi chảy ra dù sao tật phong đan là đan dược hoàng cấp trung phẩm hơn nữa còn thuộc về loại khó luyện hiện tại hắn có thể luyện chế nhưng bởi vì tu vi hơi yếu nên có vẻ hơi vất vả ồ đồ nhi ngoan cuối cùng ngươi cũng luyện ra tật phong đan đúng lúc này chỉ nghe ngoài cửa truyền tới một thanh âm kinh hỉ một ông lão tướng ngũ đoản đi vào đầy mặt đều là nụ cười trong tay còn mang theo một hộp cơm phía sau hắn còn có một lão giả, hai người đi song song, chỉ cần nhìn cẩn thận, liền có thể phát hiện trước ngực hai người, đều mang ba miếng huy chương màu bạc. Đan sư huyền cấp thượng phẩm Toàn bộ vũ quốc, chỉ có hai đan sư huyền cấp thượng phẩm, một là các chủ phó nguyên thắng của thiên dược các, hai là đan viện viện trưởng Ngô Tùng Lâm của Hồ Dương Học Viện. Chính là hai vị này. Lúc Ngô Tùng Lâm nhìn thấy cô nương kia đang đứng, liền tràn ngập kinh ngạc, tuyệt đối không ngờ, người luyện đan kia lại không phải là đồ đệ của mình ô oh. phó nguyên thắng cũng lộ ra vẻ kinh ngạc hắn biết ngô tùng lâm thu một đồ đệ tốt mới 18 đã trở thành đan sư hoàng cấp trung phẩm mà tật phong đan ở trong đan dược hoàng cấp trung phẩm thuộc về loại rất khó luyện hiện tại lại là một người trẻ tuổi khác đang luyện chế tự nhiên khiến hắn giật mình ngô lão đầu này sẽ không lại thu thêm một thiên tài đan đạo khác làm đệ tử chứ đáng ghét sao nhân tài đều bị lão cướp đi hết nãy giờ hổ nữ tẻ nhạt đến cực điểm đang nằm trên mặt đất ngủ nhưng sau khi ngô tùng lâm đi vào nàng lập tức nhăn mũi nhảy lên hai mắt nhìn chằm chằm hộp cơm trong tay đối phương cầm nhẹ một tiếng lao ra lập tức nhào tới bên hộp cơm kia tay phải của lang hàn chuyển động liên tục trong năm ngón tay còn đồng thời phun ra ba loại hỏa diễm hồng thanh bạch sau đó đột nhiên tắt mất tam nhiệt dẫn đây là phát minh mang tính sáng tạo của hắn ở kiếp trước cách tân luyện đan giới không chỉ có thể tăng lên phẩm chất đan dược thậm chí còn có thể cứu vãn từ đan đã bạo lô trở về Ngô Tùng Lâm và Phó Nguyên Thắng đồng thời kinh ngạc đến ngây người. Con ngươi trừng ra, miệng há thật to, mà hổ nữ liền nhân cơ hội cấp đi hộp cơm của Ngô Tùng Lâm, lập tức mở ra, đắc ý ăn lấy. Chuyện này, lẽ nào là tam nhiệt dẫn đã sớm thất truyền trong truyền thuyết? Trong cùng một lúc bùng nổ ra ba hỏa diễm nhiệt độ không giống nhau, làm tăng hiệu quả thành đan trên diện rộng, thậm chí có thể cứu lại từ đan. Đây là truyền thuyết trong truyền thuyết, Lão Phu vẫn cho rằng đó là thần thoại. Là thật sao? hay chỉ là mô phỏng theo hai lão giả dồn dập nói tràn ngập kinh ngạc hô lăng hàn thở ra một hơi ném lò luyện đan cho lý tư thiền nói may mắn không làm nhục mệnh kiểm nghiệm một chút đi soạt hai lão giả đồng thời đoạt đi thật giống như hai tiểu hai tử bắt đầu tranh đoạt bọn họ đều là cường giả thần thai cảnh ra tay nhanh như chớp giật khiến người ta hoa cả mắt bạn đang xem thần đạo đan tôn được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube.com sẹt phim viết liền không giấu nhé. Lý Tư Thiền trợn mắt ngoác mồm, đây chính là hai vị đan sư đứng đầu vũ quốc A, hiện tại lại như tiểu hài tử, làm cho nàng không thể tin vào hai mắt của mình. Cuối cùng, hai ông lão đều ngừng tay, một cầm lò luyện đan, một cái khác thì mở nắp, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một viên đan dược màu đỏ. Màu sắc này, mùi vị này. Không sai, đây mới thực sự là tật phong đan. Ngô Tùng Lâm lấy một viên, Bỏ vào miệng nếm thử, không khỏi càng kinh sợ, nói: "Đây tuyệt đối là Tật Phong Đan chân chính hơn nữa, hiệu quả đạt đến 12 tinh, không, 13 tinh." "Cái gì?" Phó Nguyên Thắng nhảy dựng lên. Ở giới Đan đạo, nếu như chất lượng thành đan đạt đến tiêu chuẩn thì là 10 tinh, hiệu quả cao thì 11 tinh, 12 tinh, bình thường sẽ không vượt quá 20 tinh, nếu như chất lượng không có đạt đến tiêu chuẩn thì lại lấy vừa đến cửu tinh làm tiêu chuẩn, một tinh trở xuống chính là phế đan hoàn toàn không có tác dụng. T. Lão phu luyện chế đan dược cấp thấp, cũng nhiều lắm là 12 tinh. Phó Nguyên Thắng Kinh Hô. Lý Tư Thiền khó mà tin nổi. Nàng cũng coi như là kỳ tài đan đạo, bằng không sẽ không được Ngô Tùng Lâm thu làm đệ tử chân truyền. Nhưng đan dược nàng luyện chế ra, đa số chỉ là 10 tinh, vừa hợp lệ, có chút là cửu tinh, chút ít là 11 tinh. Mà tật phong đan, ở trong đan dược hoàng cấp trung phẩm, là loại khó luyện chế, Tỉ như nàng, đã luyện một tháng nhưng mỗi lần đều lấy bạo lô kết thúc, có thể thấy được độ khó cao cỡ nào. Đan dược như vậy, chỉ cần có thể luyện chế ra chính là thành công, cho dù ba bốn tinh, lấy ra bán cũng có thị trường rất lớn, 13 tinh, sẽ bị người cướp phá đầu. Tên này không có nói khoác, thật sự luyện ra được tật phong đan, hơn nữa chất lượng thành đan còn cao hơn Ngô Tùng Lâm. Ngô Tùng Lâm luyện chế ra tật phong đan chỉ có 8 tinh, nhiều nhất 9 tinh. Lẽ nào, sư phụ thực sự sai rồi? Thiếu niên, thiếu niên hai mắt của ngô tùng lâm đầy kim quang vẻ mặt này thật giống như hổ nữ thế đồ ăn lập tức lẻn đến trước mặt lăng hàn kéo tay hắn lại nói vừa nãy ngươi dùng là tam nhiệt dẫn ưm uhm. lăng hàn gật đầu ngô tùng lâm và phó nguyên thắng đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh đây chính là thần thoại a một thiếu niên biết sử dụng tam nhiệt dẫn ý vị như thế nào thiếu niên bái lão phu làm sư phụ lão phu bảo đảm ngươi chí ít trở thành đan sư địa cấp ngô tùng lâm lập tức nói nghe lão nói như thế phó nguyên thắng tự nhiên rõ ràng lăng hàn không hề có quan hệ với ngô tùng lâm hắn vội vàng chen tới nói không 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 phải bái lão phu làm sư phụ lão phu là các chủ của thiên dược các ở vũ quốc trong tay có vô số tài nguyên ngươi muốn luyện đan dược nào đều được nói bậy phó gia hỏa ngươi phải biết đây là địa bàn của hồ dương học viện ta ngươi đào góc tưởng lại dám đào đến trên đầu lão phu ngô tùng lâm giận dữ thiếu niên này rõ ràng chính là kỳ tài đan đạo ngàn năm khó gặp chỉ nhìn tật phong đan liền biết được 13 tinh a quả thực cổ kim không có cái gì gọi là đào lên đầu ngươi ngươi ngay cả thiếu niên này tên gì cũng không biết còn dám nói là người của ngươi phó nguyên thắng xì một tiếng xoay đầu lại liền cười tươi như hoa thiếu niên ngươi tên là gì lý tư thiền đã kinh ngạc đến ngây người hai vị này là đan sư mạnh mẽ nhất vũ quốc a bất luận ai nói muốn thu đồ đệ bảo đảm người xếp hàng có thể từ đông môn xếp tới tây môn hoàng đô nhưng hiện tại hai người lại muốn cướp thu lăng hàn làm đồ đệ thậm chí còn suýt chút nữa đánh nhau há có thể không khiến nàng khiếp sợ hơn nữa thậm chí nàng còn có chút ghen tị tại hạ lăng hàn lăng hàn nói là học sinh năm nay mới gia nhập hồ dương học viện có nghe không đây chính là đệ tử của viện ta ngô tùng lâm đắc ý phất tay với phó nguyên thắng ngày hôm nay lão phu không bồi ngư uống rượu ngươi mau mau về thiên dược các của ngươi đi là học sinh của hồ dương học viện ngươi thì đã sao bái lão phu làm sư phụ cũng không có mâu thuẫn gì phó nguyên thắng không để ý chút nào tiếp tục nói với lăng hàn thiếu niên ngươi thấy thế nào đây là đệ tử của lão phu phó lão ngươi muốn tranh với lão phu sao ngô tùng lâm nổi giận đùng đùng tên đồ đệ này ta đã tranh định phó nguyên thắng không cam lòng yếu thế ngươi đây là không muốn để ý mười mấy năm giao tình của chúng ta sao Phi, là người muốn tranh với lão phu trước. Hai ông lão dướn cổ, bộ bộ muốn đánh nhau rồi. Cái kia, sư phụ, các người có thể đồng thời thu hắn làm đồ đệ nha. Lý Tư Thiền chen lời nói. Đúng vậy. Hai ông lão đồng thời ngẩn ra, biện pháp đơn giản như thế, sao bọn họ lại không nghĩ ra chứ? Bọn họ đều nhìn về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn khẽ mỉm cười nói. Ta nghĩ, hai vị còn dạy không được ta. Cái này, khẩu khí thật lớn à. Lý Tư Thiền chấn kinh đến há hốc miệng, Ngô Tùng Lâm và Phó Nguyên Thắng là ai? Hai vị đan sư mạnh nhất vũ quốc, còn dạy không được hắn? Tuy ngươi luyện chế ra Tật Phong Đan 13 tinh, nhưng dù sao Tật Phong Đan cũng chỉ là hoàng cấp trung phẩm mà thôi. Ngô Tùng Lâm và Phó Nguyên Thắng cũng lộ ra vẻ không vui, mặc dù thiếu niên này là thiên tài, nhưng quá kiêu ngạo, người như vậy, có lẽ sẽ hào quang nhất thời, nhưng chắc chắn sẽ không đạt được thành tựu quá lớn. Lăng Hàn cười nói: "Hai vị, chúng ta có thể thảo luận tỉ thí một hồi." lời này hắn là nói cực kỳ khiêm tốn đã từng làm đan đạo đế vương đừng nói hai người này chỉ là đan sư huyền cấp thượng phẩm dù là đan sư địa cấp thượng phẩm ở trước mặt hắn cũng chỉ có đứng khoanh tay cung kính lắng nghe nhưng ngô tùng lâm và phó nguyên thắng lại không biết vẻ không vui càng nặng lăng hàn chỉ làm như không thấy thuận miệng nói đều là một ít thưởng thức trên đan đạo cảnh giới của hắn rơi xuống không thể luyện chế đan dược cấp cao nhưng nói đến tri thức lý luận ai có thể sánh với hắn mới đầu hai vị đan sư còn hững hờ dần dần trở nên thận trọng tình cờ cũng sẽ thảo luận nhưng nói nói một hồi bọn họ đã biến thành bên lĩnh giáo không ngừng hỏi lang hàn một ít vấn đề khó trên đan đạo lý tư thiền ở một bên nhìn đã chấn kinh đến mất cảm giác thiếu niên này rõ ràng còn trẻ hơn mình sao lại có kiến giải kinh người như vậy nếu không nhìn người không nghe tiếng nói của hắn ai cũng cho rằng đây là một lão đan sư nàng cũng nắm giữ thiên phú đan đạo kinh người mới bị ngô tùng lâm thu làm đệ tử hơn nữa tướng mạo tuyệt mỹ cùng lưu vũ đồng xưng là đế đô song mỹ người theo đuổi nàng có thể bao quanh hoàng đô vài vòng nhưng hai người so sánh nàng quả thực như đan đồng còn chưa nhập môn nàng ở một bên lắng nghe trong lòng kính nể lăng hàn càng ngày càng mãnh liệt không khỏi cảm thán thế gian này đúng là có thiên tài nếu không làm sao có khả năng tuổi còn trẻ ở trên đan đạo lại vượt qua sư phụ nàng quả nhiên học không nhìn tuổi người giỏi làm thầy a à. phó nguyên thắng thở dài mới đầu lão hủ còn cho rằng tiểu hữu tự cao tự đại không nghĩ tới tự cao tự đại là lão phu lý giải của tiểu hữu ở trên đan đạo đã vượt xa chúng ta ngày sau tất có thể trở thành đan sư địa cấp thậm chí đan sư thiên cấp nghe tiểu hữu nói lão hủ cảm giác cánh cửa đan sư địa cấp đã mở rộng chỉ cần hiểu rõ hoàn toàn nhất định có thể bước vào ngô tùng lâm cũng than thở lão đứng lên bái lăng hàn một cái nói đa tạ tiểu hữu đa tạ tiểu hữu phó nguyên thắng cũng đứng lên bái lăng hàn lý tư thiền hoàn toàn mất cảm giác bởi vì tính đặc thù của đan sư có thể nói hai vị này là người có địa vị nhất vũ quốc dưới vũ hoàng nhưng hiện tại lại cùng nhau bái một thanh niên đây là đãi ngộ ngay cả vũ hoàng cũng không có hưởng thụ qua nếu như truyền đi phòng chừng sẽ không có ai tin tưởng lăng hàn rất thản nhiên nhận lễ vừa nãy hắn đúng là đang chỉ điểm hai người có lời dạy của hắn hôm nay phòng chừng hai người đều nắm giữ khả năng trở thành đan sư địa cấp nếu không đời này đừng hòng nghĩ tới. Hắn có thể tính là bán sư của hai người, bởi vậy nhận hai người vái chào là tự nhiên. Hàn thiếu, nếu sau này có chuyện gì, có thể tới thiên dược các tìm lão hủ. Phó Nguyên Thắng thận trọng nói, đã không dám lại xưng Lăng Hàn là tiểu hữu. Ngô Tùng Lâm không có nói như vậy, ngược lại Lăng Hàn là đệ tử của Hồ Dương học viện, lão muốn gặp liền có thể gặp bất cứ lúc nào, chắc chắn sẽ không để Lăng Hàn bị ủy khuất gì. Lăng Hàn mỉm cười, hắn cũng không phải loại người vô tư kính dân chỉ điểm hai người cũng là vì vừa ý địa vị của bọn họ cứ như vậy hắn ở hoàng đô có hai chỗ dựa có thể bớt kiêng kỵ phó nguyên thắng cáo từ rời đi hắn đã được rất nhiều kiến giải cần lập tức trở về tiêu hóa triệt để biến thành lĩnh ngộ của mình ngô lão đầu nhanh trả đệ tử cho ta đúng lúc này chỉ thấy một ông lão vọt vào sau lưng là lão sư chiêu sinh không cần phải nói đây chính là liên quang tổ viện trường của hồ dương học viện cái gì đệ tử của ngươi Ngô Tùng Lâm lập tức trừng mắt. Cái này rõ ràng là đệ tử đan viện của chúng ta, lúc nào thành vũ viện của các ngươi. Kỳ thực hồ dương học viện có hai phân viện, là vũ viện cùng đan viện, có điều bởi vì số lượng đan sư quá ít, bởi vậy thời điểm mọi người nói đến hồ dương học viện, chỉ chính là vũ viện. Ở Ngô Tùng Lâm xem ra, Lăng Hàn ở đan đạo có lý giải kinh người như vậy, chỉ thức lý luận còn thâm hậu hơn lão, như vậy khẳng định là nên tiến vào đan viện, chuyên tâm luyện chế đan dược, từng bước một hướng tới đỉnh cao nói bậy sức chiến đấu của tiểu tử này siêu quần đương nhiên là của vũ viện chúng ta ngươi lại để hắn đi học luyện đan quả thực là phung phí của trời liên quang tổ giận dữ đi nhanh tới ngón tay suýt chút nữa chỉ đến lỗ mũi của ngô tùng lâm ngươi mới nói bậy tiểu tử này đối với đan đạo có lý giải quả thực cổ kim chưa từng thấy đi luyện võ mới là lãng phí ngô tùng lâm không chút yếu thế tương tự dùng ngón tay chỉ đến trước mặt liên quang tổ ngô lão đầu ta cảnh cáo ngươi không nên chỉ tay ở trước mặt ta. Liên quang tổ y hiếp nói. Là ngươi làm trước. Ngô Tùng Lâm hừ một tiếng. Ngươi thu tay trước đi. Phi, ngươi thu trước. Ngươi thu trước. Hai ông lão gộp lại đã vượt qua 150 tuổi, lại như hai con trâu hang máu. Lý Tư Thiền tựa vào tường mới có thể đứng vững. Kỳ thực Liên quang tổ và Ngô Tùng Lâm là chi giao nhiều năm, chỉ là tính khí cả hai đều quá thối. Động một chút là chỉ tay vào đối phương, thật giống như có cửu oán vậy ngay cả lão sư chiêu sinh cũng sững sờ hắn biết lăng hàn rất bất phàm sức chiến đấu siêu quần nhưng có thể dẫn tới hai vị viện trưởng tranh đoạt vẫn khiến hắn không cách nào nghĩ đến t sau này tiểu tử kia ở hồ dương học viện không phải có thể nghênh ngang mà đi sao không 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 có hai vị viện trưởng bào bọc thậm chí có thể nghênh ngang đi khắp hoàng thành phải biết hai vị này không chỉ là cường giả thần thai cảnh hơn nữa đều là viện trưởng học viện dạy vô số người địa vị có thể nói được cực kỳ tôn sùng mà ngô tùng lâm còn có danh hiệu Đan sư huyền cấp thượng phẩm, ngay cả Vũ Hoàng thấy cũng phải khách khí, xưng một tiếng Ngô đại sư. Lão sư Triều Sinh đã hâm mộ đỏ mắt. "Được, lão phu không chấp nhặt với ngươi, có điều tiểu tử này là đệ tử của Vũ viện ta, ta phải dẫn đi." Liên Quang tổ một phát bắt được cánh tay Lăng Hàn. Nói bậy, đây là tương lai của Đan viện ta, là hy vọng ngày sau của toàn bộ giới Đan đạo, hà có thể để ngươi lãng phí." Ngô Tùng Lâm nắm lấy một cánh tay khác của Lăng Hàn. Buông tay, người mới buông tay hai ông lão đều lôi kéo muốn kéo lăng hàn về phía mình nhưng lại không dám dùng sức miễn cho kéo lăng hàn thành hai nửa không thể làm gì khác hơn là trừng mắt nhìn lẫn nhau vù vù thở dốc hai vị này đều là nhân vật dậm chân một cái liền có thể làm cho vũ quốc run ba cái a nhưng hiện tại bởi vì tranh đoạt một người trẻ tuổi mà suýt chút nữa đánh nhau cái này ai dám tin tưởng lý tư thiền cũng đỏ mặt hai ông lão này thực là già mà không đứng đắn đã lớn tuổi như vậy còn đấu khí giống như tiểu hài tử." Hồ nữ thiệu một tiếng, ăn rất thoải mái. "Hàn thiếu, ngươi nói xem, là theo lão gia hỏa này học võ, hay gia nhập đan viện chúng ta, cùng nghiên cứu đan đạo vô thượng?" Ngô Tùng Lâm nói, hắn không muốn để vị thiên tài đan đạo này đi nhầm đường lạc lối. "Không phải sợ hắn, cứ việc nói thật, có phải là muốn học võ không?" Liên Quang Tổ cũng vội vàng nói, dưới sự kích động nên không có chú ý, Ngô Tùng Lâm xưng hô là Hàn thiếu. "Hàn thiếu?" chỉ cần ngươi ra nhập đan viện, lão phu lập tức cho ngươi một ngàn điểm cống hiến. Ngô Tùng Lâm mở ra bảng giá. Cái gì? Lý Tư Thiền và lão sư Triều Sinh đều kinh ngạc đến ngây người, một ngàn điểm cống hiến. Ở trong hồ dương học viện, điểm cống hiến có thể đổi được rất nhiều thứ, công pháp, võ kỹ, đan dừa cùng với thiên tài địa bảo quý giá, nhưng rất khó thu được điểm cống hiến. Ví dụ thiên tài như Lưu Vũ Đồng, nhiều năm như vậy, điểm cống hiến thu được cũng chưa chắc có hơn một ngàn. Này này này, ngô lão đầu ngươi không thể sằng bậy như thế điểm cống hiến là có quy định nghiêm chỉnh ngươi cũng không thể ngoại lệ liên quang tổ liền vội vàng nói khà khà lão phu là hạng người như vậy sao ngô tùng lâm đắc ý nói hàn thiếu vừa bù đắp tật phong đan cống hiến như vậy chẳng lẽ còn không xứng một ngàn điểm cái gì liên quang tổ kinh ngạc thốt lên không phải ngươi đã sớm bổ sung tật phong đan sao đan phương lão phu bổ sung chỉ có thể đạt đến tám tinh nhưng vị tiểu hữu này luyện chế ra, lại đạt đến 13 tinh. Ngô Tùng Lâm nói rất kiêu ngạo, thật giống như người tiên phong là lão vậy. Liên Quang Tổ không khỏi có một tia thoái nhượng, nhưng lập tức nghĩ đến Thiên Phú Võ Đạo của Lăng Hàn, 17 tuổi tụ nguyên tầng 4, không, tầng 5, hơn nữa ở thời điểm tụ nguyên tầng 4 liền đánh thắng Thích Vĩnh Dạ. Thiên tài võ đạo như vậy, không học võ thì học cái gì? Nhưng vấn đề là, Lăng Hàn không có công hiến gì cho Vũ Viện, hắn không thể cho điểm a. Hắn gấp đến độ đổ mồ hôi lạnh nhưng vào lúc này lăng hẳn lại mở miệng nói ta học cả hai hắn là đan đạo đế vương chỉ cần tùy tiện nói chút đan phương thất truyền liền có thể thu được lượng lớn điểm cống hiến cơ hội này hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua mà đời này hắn không có dự định lại đi đan lộ trọng tâm đương nhiên ở võ đạo hai ông lão đều hoài nghi nhìn hắn bởi vì bất kể là võ đạo hay đan đạo đều là bác đại tinh thâm cho dù dùng cả đời cũng không thể đi tới đỉnh cao huống chi là chú ý cả hai ta là thiên tài không thành vấn đề." Lăng Hàn tràn đầy tự tin nói. Lý Tư Thiền nhất thời chu miệng nhỏ, vị điểm vô liêm sỉ của Lăng Hàn dọa sợ, nào có người khoa trương mình như thế, nhưng ngẫm lại biểu hiện trước kia của Lăng Hàn, ngay cả hai vị đan sư huyền cấp thượng phẩm cũng không ngại học hỏi kẻ dưới, tựa hồ ở trên đan đạo hẳn là không thành vấn đề. "Thật không thành vấn đề?" Hai ông lão đồng thời hỏi. "Tuyệt đối không có vấn đề." Lăng Hàn cười nói. "Cũng được." Hai ông lão đồng thời gật đầu. Dù sao bọn họ cũng là bằng hữu nhiều năm, tuy trước đó tranh chấp không thể phân định, nhưng đều không muốn tổn thương hòa khí. Việc này ngược lại là một biện pháp giải quyết vấn đề. Ê, đây là lệnh bài của đan viện ta, sau này cầm lệnh bài liền có thể đi vào đan viện. Ngô Tùng Lâm đưa cho Lăng Hàn một tấm thiết bài. Ngô Lão Đầu, ngày hôm nay tiểu tử này mới đến học viện đưa tin, Lão Phu trước tiên dẫn hắn đi vũ viện báo danh, sắp xếp nơi ở. Liên Quang Tổ nói xong, liền kéo Lăng Hàn bỏ chạy sau khi liên quang tổ lôi lăng hàn chạy thật xa lúc này mới ngừng lại trừng mắt nhìn lão sư chiêu sinh sao ngươi để tiểu tử này chạy đến chỗ của ngô lão đầu hà lão sư chiêu sinh rất vô tội hắn sao biết lăng hàn thích chạy như thế chỉ một lát liền chạy mất tâm. nhưng hắn không dám tranh luận với viện trưởng đại nhân không thể làm gì khác hơn là cúi đầu nhận sai cũng may liên quang tổ chỉ là phát tiết khó chịu một hồi mà thôi ngược lại không phải có ý trách hắn hảo tiểu tử mới tụ nguyên tầng 4 liền đánh bại thích vĩnh dạ, chỉ số sức chiến đấu gần như được 12 đi, dòng dã vượt qua cảnh giới tám tinh, ngay cả tiểu tử tàn dạ kia cũng không sánh được. Hai mắt của liên quang tổ tỏa ánh sáng, lầm bầm nói. Một thiên tài võ đạo như vậy, sao có thể lãng phí thời gian ở trên luyện đan chứ? Nếu như lời này để Ngô Tùng Lâm nghe được, lấy hiểu biết của lão đối với liên quang tổ, nhất định sẽ đoán được ông lão này muốn chơi âm mưu. Người an bài cho hắn một nơi hẻo lánh, còn có, an bài cho hắn một lão sư không có đệ tử ngàn vạn lần không thể để cho ngô lão đầu tìm tới quả nhiên xấu bụng lão sư chiêu sinh không khỏi chảy mồ hôi lạnh có chút do dự gật đầu vị này là viện trưởng đại nhân lời của hắn đương nhiên không thể không nghe nhưng ngô tùng lâm cũng là đan viện viện trưởng hơn nữa còn là đan sư huyền cấp thượng phẩm địa vị ở vũ quốc gần như chỉ dưới vũ hoàng nếu như ngô tùng lâm trách cứ hắn chịu được sao liên quang tổ tự nhiên cũng ý thức được nói người làm xong chuyện này liền nghỉ phép nửa năm, lương tháng phát như thường. Lão sư Triều Sinh vừa nghe, nhất thời đại hỉ, cái này, vừa có thể tránh gió, lại có thể cầm tiền lương, tự nhiên không thể tốt hơn. Tìm lão sư nào tốt đây? Chờ sau khi liên quang tổ rời đi, lão sư Triều Sinh cố gắng nghĩ. A, à, ta nghĩ ra rồi. Hắn lộ ra nụ cười. Lão Mạc a. Lão Mạc. Lăng Hàn một tay ôm hổ nữ, một tay khác mang theo hành lý đơn giản. Lão sư Triều Sinh nói, Lão Mạc gọi Mạc Cao, trước đây cũng là thiên tài của vũ viện chúng ta, chỉ là sau đó không biết chúng ta gì, nói muốn sáng tạo một bộ kiếm pháp đệ nhất thiên hạ, kết quả tu vi vẫn chỉ trệ không tiến, nếu không phải viện trưởng mến tài, thu hắn ở lại học viện làm lão sư, ai? Có điều viện trưởng sẽ tự mình dạy ngươi, ngươi không cần lưu ý tu vi của lão Mạc. Lăng Hàn bị lão sư chiêu sinh, mang tới một địa phương hẻo lánh, nơi này chỉ có mấy tiểu viện, hơi rách dưới, ven đường cỏ dại cao đến eo, phòng trừng đã rất lâu không có ai ở nơi này. Oanh oanh oanh, lão sư triều sinh đi tới gõ cửa. Cách một hồi lâu, bên trong mới chuyển tới một âm thanh, nói. Ai? Lão Mạc, là ta. Lão sư triều sinh nói, xem ra hai người rất quen thuộc. Cửa mở, một nam tử vóc người tầm trung đi ra, không quá bốn mươi, nhưng dâu mọc tua tủa lôi thôi lếch thếch, nhìn qua như người sáu mươi, bảy mươi tuổi. Có chuyện gì? Không có chuyện gì ta liền đi luyện kiếm. Nam tử này nói, hắn hiển nhiên chính là Mạc Cao. Đưa học sinh đến cho ngươi. Lão sư Triều Sinh chỉ lăng Hàn nói. Hắn gọi Lăng Hàn, được rồi, người đã đưa tới cho ngươi, ta đi đây. Hắn như bị lửa thiêu mông, nói chạy liền chạy, sợ bị Ngô Tùng Lâm bắt gặp, như vậy hắn liền xong. Lăng Hàn nhìn Mạc Cao, Mạc Cao cũng nhìn Lăng Hàn, trong khoảng thời gian ngắn, hai người đều không có mở miệng. Một lát sau, Mạc Cao mới gật đầu, nói nếu ta là lão sư nơi này liền không thể từ chối nhiệm vụ học viện giao sau này ngươi cùng ta luyện kiếm a được lăng hàn cũng không sao cả tiểu viện chung quanh đều không có người ở ngươi tùy tiện tìm một cái ở đi mặc cao xoay người đi trở về cửa này không khóa sau này tự ngươi đi vào nhưng thời điểm ta đang luyện kiếm nghiêm cấm quấy rối lăng hàn tỉnh queo mang hổ nữ đi chọn nơi ở khỏi phải nói tiểu viện nơi này đều rách dưới cho bụi tích tụ hắn chọn một tiểu viện hơi tốt một chút, bắt đầu tổng vệ sinh. Hổ nữ cũng giúp đỡ, nhưng nàng tự nhiên không giúp được gì, bay nhảy đến cho bụi đầy trời, khuôn mặt nhỏ bé cũng thành mặt mèo, khiến lăng hàn không khỏi cười to. Bận rộn nửa ngày, chí ít cũng thu thập ra một gian sạch sẽ, lăng hàn lại không có lập tức đi tìm lưu vũ đồng, tin tưởng nàng sẽ chăm sóc lăng tử huyên thật tốt. Có ai không? Ngoài cửa truyền đến âm thanh, lăng hàn đi ra nhìn, là một thiếu niên chừng 10 tuổi, đẩy một chiếc xe nhỏ, bên trong chứa một túi gạo còn có chút thịt khô rau dưa thịt 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 hai mắt của hổ nữ lập tức tỏa sáng tung người nhào tới dọa thiếu niên kia đặt mông ngồi trên mặt đất đây là đưa lương xem ra sau này cơm cũng phải tự mình nấu lăng hàn cười cợt đi tới kéo thiếu niên lên nói những đồ ăn này dùng cho mấy ngày mười ngày thiếu niên nói sau mười ngày ta lại đưa lương thực tới lăng hàn lắc đầu nói không đủ một ngày còn tạm được một ngày thiếu niên sợ hết hồn nhìn nhìn lăng hàn làm sao cũng không thấy đối phương có sức ăn lớn như vậy không có chuyện gì người cứ việc đưa tới tiền không thành vấn đề lăng hàn cười nói học viện không có quy định mỗi ngày ăn bao nhiêu chỉ là các ngươi thật sự ăn hết được sao thiếu niên không thể tin được lăng hàn cũng không giải thích kỳ thực ăn nhiều không phải hắn mà là hổ nữ sau đó thiếu niên rời đồ ăn trên xe xuống nhanh chóng đẩy xe rời đi hổ nữ lập tức vòng quanh bên người lăng hàn dáng vẻ vội vã không nhịn nổi đừng nóng vội còn chưa tới buổi tối lăng hàn cười nói hổ nữ không thích chu cái miệng nhỏ không ngừng nhe răng nhìn lăng hàn lăng hàn cười ha ha nói ngày hôm nay không nấu cơm chúng ta vào thành đi dạo mua một ít chăn mền quần áo cũng phải chuẩn bị thêm vài bộ đi dạo xong liền ăn cơm thịt 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 nghe được từ ăn tiểu nha đầu lập tức nhảy lên cảm giác không vui được quét đi sạch sành xanh lăng hàn mang theo tiểu nha đầu đi ra ngoài hắn đã xin phép liên quang tổ sau này tiểu nha đầu có thể ở chung với hắn bằng không nếu để cho nàng ở ngoài học viện hắn thật không biết ai có thể chăm sóc nàng được hắn nắm tay hổ nữ để tiểu nha đầu thích ứng chuyện dùng hai chân bước đi mà không phải bò trên mặt đất nhanh đi xem chu vô cửu khiêu chiến nam cung cực vẫn chưa ra khỏi học viện đã nghe có học sinh hấp tấp cho biết có vẻ cực kỳ hưng phấn. Lăng Hàn động tâm, đi theo đoàn người. Người càng ngày càng nhiều, đều đang bàn luận trận chiến giữa Chu Vô Cửu và Nam Cung Cực, để Lăng Hàn hiểu rõ tin tức của hai người. Chu Vô Cửu và Nam Cung Cực đều là đệ tử bình thường của Vũ Viện, nhưng thực lực của Nam Cung Cực xếp thứ 10, là cao thủ cuối năm có tư cách xung kích đệ tử chân truyền. Chu Vô Cửu thì kém hơn một chút, nhưng thực lực ở trong đệ tử bình thường cũng có thể xếp thứ 20, tương đối khá sao chu vô cử dám liều chết với nam cung cực hết cách rồi ai bảo lúc trước nam cung sư huynh trong khi lịch luyện vì bảo mệnh cho mình mà vứt bỏ chu quyên sư tỷ phải biết chu quyên sư tỷ là người yêu của chu vô cử người nói hắn có thể không phát rồ sao ta nghe nói kỳ thực chu quyên sư tỷ là bị nam cung sư huynh hại chết trúng một kiếm của hắn mới rơi vào mặt sau bị ép liều chết với ngân quang thú tranh thủ thời gian đào mạng cho nam cung sư huynh Suy Lời này có thể nói lung tung sao? Cẩn thận Nam cung Cực tìm ngươi phiền phức, người ta là ngũ thiếu gia của Nam cung gia, tam ca của hắn Nam cung Hành là đệ tử chân truyền, tu vi dũng tuyển tầng 3. Có Điều Chu vô cử cũng thực si tình, biết Nam cung gia không dễ trêu, nhưng hàng năm đều sẽ tìm Nam cung Cực huyết chiến, năm ngoái bị đánh trọng thương, suýt chút nữa mất mạng, không nghĩ tới năm nay hắn lại tìm Nam cung Cực khiêu chiến. Đáng tiếc, thiên phú của Chu vô cử không tính cao, linh căn chỉ là địa cấp hạ phẩm hơn nữa trong nhà bần cùng không có tài nguyên bồi dưỡng chênh lệch với nam cung cực chỉ có thể càng ngày càng lớn bên cạnh có người nói tới ân oán giữa chu vô cửu và nam cung cực lăng hàn nghe vào tai không khỏi có chút hiếu kỳ với chu vô cửu kia đoàn người đi tới luyện võ trường của học viện chỉ thấy giữa trường đã có một người đứng những người khác đều rất tự giác không đặt chân đi vào ở hồ dương học viện luận bàn là cho phép chỉ cần song phương đồng ý liền có thể giao chiến ở trong sân luyện võ trên nguyên tắc là tận lực hạ thủ lưu tình, nhưng thật không dừng được cũng sẽ không chịu trừng phạt quá lớn. Dù sao đao kiếm không có mắt, nhưng nếu như cố ý hại người, học viện sẽ xử phạt nghiêm khắc. Tỷ như một phương đã chịu thua, hoặc hôn mê, hoặc triệt để mất đi sức chiến đấu, nhưng một phương khác vẫn tiếp tục công kích, vậy thì thuộc về hành vi nghiêm cấm. Lăng Hàn nhìn người trong luyện võ trường, dáng dấp khoảng 25 tuổi, vác trường kiếm, vóc người thon dài, tướng mạo không thể nói đẹp trai, nhưng hai mắt rất ác liệt người bình thường phòng chừng không dám nhìn thẳng. Sao Nam Cung cực còn chưa tới? Người ta là bị khiêu chiến, nhất định sẽ tới. Lại nói, đây là lần thứ mấy chu vô cửu khiêu chiến Nam Cung cực rồi. Chắc lần thứ năm. Cũng chính là đã bốn năm. Nghị lực của tên này thực đáng sợ, mỗi lần đều bị trọng thương, thiếu một chút sẽ chết. Nhưng trước sau cắn răng vượt qua, khiến người ta không thể không phục. Mọi người nghị luận, đều biểu thị đồng tình cùng kính nể với chu vô cửu. Ồ! khoái miệng của lăng hàn hơi tươi cười thầm nói thật không nghĩ tới lại gặp phải người nắm giữ thể chất đặc thù trên người hắn có ngân quang yếu ớt hơn nữa người khác nói hắn bốn lần trọng thương mà không chết có thể khôi phục rất nhanh người này hẳn là ngân nguyệt tộc đi ngân nguyệt tộc trời sinh nắm giữ ngân nguyệt thể đây là một loại thể chất có sức khôi phục mạnh mẽ bản thân có thể nói là một loại thánh đan chữa thương cũng vì như thế người của chủng tộc này rất ít ỏi bị người săn giết luyện thành đan dược vốn tưởng rằng mười ngàn năm đi qua chủng tộc này đã tuyệt tích không nghĩ tới hôm nay lại có thể gặp phải cũng được nể mặt mũi của ngân nguyệt vương ta liền giúp hắn một tay vạn năm trước lăng hàn vì hái thuốc mà tiến vào lãnh địa của ngân nguyệt tộc được tộc trưởng của ngân nguyệt tộc là ngân nguyệt vương nhiệt tình khoản đãi chỉ là sau đó không lâu ngân nguyệt tộc liền bị diệt tộc lúc đó cảnh giới của lăng hàn còn quá thấp căn bản vô lực cứu viện chờ khi hắn bước vào thiên nhân cảnh những hung đồ kia đã chết già đây là một tiếc nuối của Lăng hàn ha 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 chu vô cửu ngươi muốn thất bại bao nhiêu lần mới hiểu ngươi vĩnh viễn không thể là đối thủ của ta một thanh niên đi nhanh tới trên người tỏa ra khí thế mạnh mẽ tụ nguyên tầng 9, hơn nữa còn là đỉnh cao nếu như không có thực lực như vậy sao ngồi được 10 vị trí đầu trong đệ tử bình thường bạn đang xem thần đạo đan tôn được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com sẹt phim viết liền không giấu nhé so sánh với nhau chu vô cử liền thua kém rất nhiều chỉ có tụ nguyên tầng 7. nhưng mọi người đều biết cảnh giới không có nghĩa là sức chiến đấu chu vô cử có thể đứng vào 20 vị trí đầu nói rõ sức chiến đấu của hắn vượt xa cảnh giới ít nói nhảm ra chiêu đi chu vô cử lập tức rút kiếm đánh một kiếm quyết nam cung cực đầy ngạo khí hắn đồng dạng đánh kiếm quyết chuyện này ý nghĩa song phương đều đồng ý cuộc chiến đấu này xèo chu vô cửu xông ra ngoài một chiều kiếm xẹt qua hàn quang lấp lóe nam cung cực không để ý chút nào hắn là cao thủ mười vị trí đầu so sánh với đó chu vô cửu tính là gì leng keng leng keng hai người giao chiến kịch liệt hiển nhiên nam cung cực chiếm cứ thượng phong tuyệt đối vô cùng dễ dàng trong miệng còn trào phúng đả kích tinh thần của chu vô cửu nhưng trên thực tế hắn rất kiêng kỵ chu vô cửu bốn trận chiến trước mỗi lần hắn đều hạ từ thủ tuy không chết tại chỗ nhưng chỉ cần kéo hai ba ngày tuyệt đối sẽ quải điệu nghĩ rằng lấy ra thế của chu vô cửu là không thể mua được thánh dược chữa thương cực phẩm nhưng người này lại bất tử hơn nữa không có di chứng liên tục bốn lần như thế nam cung cực tự nhiên kiêng kỵ trong lòng hắn có quỷ mà chu vô cửu là người duy nhất có quan hệ với chu quyên chỉ cần chu vô cửu một ngày bất tử hắn liền một ngày bất an chuyện này có khả năng làm hắn không thể đột phá dũng tuyển cảnh bởi vậy, ngày hôm nay hắn cũng quyết tàn nhẫn, nhất định phải giết chết Chu Vô Cửu tại chỗ. Bại cùng giết, đây là hai việc khác nhau, độ khó hoàn toàn khác nhau, bởi vậy hắn muốn đánh chết Chu Vô Cửu, cần chế tạo một bức ngoặt, một đòn mất mạng, sau đó có thể nói không dừng tay kịp. Hai người tái chiến một hồi, Nam Cung cực ỷ vào thực lực mạnh hơn, cuối cùng tìm được một cơ hội tuyệt hảo, đâm ra một chiêu kiếm, tản ra ba đạo hàn quang, đâm thẳng tới trái tim của Chu Vô Cửu. Đây không phải kiếm khí mà là hắn xuất kiếm quá nhanh sản sinh hai đạo tàn ảnh võ kỹ địa cấp thượng phẩm vũ ảnh kiếm pháp hắn tiêu hao hết điểm cống hiến mới đổi được võ kỹ này chính là vì trận chiến ngày hôm nay đánh chết chu vô cửu đi chết đi hắn thầm nói thúc đẩy một thức mạnh nhất trong vũ ảnh kiếm pháp triển khai công kích vô tình vèo chu vô cửu cũng xuất kiếm đánh ra hai đạo ánh sáng lạnh lẽo lẽ nào hắn cũng dùng khoái kiếm không phải kiếm khí người xung quanh đều kinh ngạc thốt lên đây là kiếm khí tiêu chí của vương giả phốc phốc hai tia huyết hoa đồng thời bán ra chiêu kiếm của nam cung cực đâm vào bụng dưới của chu vô cửu mà chu vô cửu đánh ra kiếm khí cũng tước qua yết hầu của nam cung cực lưu lại một vết máu ánh mắt của nam cung cực không khỏi hiện ra hàn quang lập tức rút kiếm đâm tới hắn muốn giết đối thủ này soạt lại có một đạo hàn quang xẹt qua lăng hàn ra tay vung kiếm đón nhận keng nam cung cực bị một chiêu kiếm đẩy lui hắn giận dữ nhìn lăng hàn nói ngươi là người phương nào lại dám quản việc không đâu ngươi có biết nhúng tay quyết chiến là chuyện cực kỳ nghiêm trọng không lăng hàn cười nhạt nói hắn đã mất đi sức tái chiến trận quyết đấu này đã kết thúc có điều nếu ngươi muốn luận bàn với ta ta không ngại giáo huấn ngươi một hồi nam cung cực rất tức giận chu vô cửu lại tu ra một đạo kiếm khí có phong thái vương giả sau này nói không chắc sẽ trở thành họa lớn của hắn mà hôm nay hắn vốn muốn triệt để giải quyết đối thủ không nghĩ tới lại bị lăng hàn chặn ngang tiểu tử ngươi quản việc không đâu có nghĩ tới hậu quả chưa hắn uy hiếp nói hiện tại đã không còn cơ hội giết chu vô cửu để trong lòng hắn tràn ngập lửa giận hoặc là buông tay chiến một trận hoặc là cút ít kêu kêu chít chít đi lăng hàn khinh thường nói nam cung cực giận dữ nhưng vẫn vùng tay lên nghênh ngang rời đi trước đối đầu với lăng hàn một kiếm để hắn biết thực lực của đối phương không kém mình mà từ trước đến giờ hắn làm việc cẩn thận không đánh trận chiến không có chuẩn bị nên đã không giết được chu vô cửu hắn liền rời đi nhưng lấy tính cách làm người của hắn chuyện này tuyệt đối còn chưa kết thúc hắn sẽ thăm dò nội tình của lang hàn rõ ràng trước rồi quyết định làm thế nào tên này là ai a lại dám đối nghịch với nam cung cực hẳn là học sinh mới của năm nay nhìn khí tức của hắn chỉ là tụ nguyên tầng năm lại có thể dọa lui nam cung cực thực đáng ngạc nhiên có điều, Nam cung gia không dễ trêu, Nam cung hành càng là đệ tử chân truyền của học viện. Tính toán một chút, vẫn không nên dính líu quan hệ với hắn, miễn cho rước họa vào thân. Mọi người nghị luận sôi nổi, cũng rời luyện võ trường rất nhanh. Chu Vô Cửu chậm rãi bỏ lên, thể chất của ngân nguyệt tộc thật không phải thổi, bị thương như vậy chỉ một hồi liền khôi phục, đương nhiên, so với Bất Diệt Thiên Kinh là hoàn toàn không có cửa. Một là cấp độ của Bất Diệt Thiên Kinh quá cao, hai là thực lực của Chu Vô Cửu quá yếu căn bản không có cách phát huy ra uy lực thực sự của thể chất. Tại sao lại giúp ta? Chu vô cử mở miệng nói. Người không sợ chọc Nam Cung ra sao? Gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ, không được sao? Lăng Hàn cười nói. Ta không tin bây giờ còn có người ngây thơ như vậy. Chu vô cửu lắc đầu. Có điều, ta xuất thân bẩn hàn, ngươi sẽ không vớt được chỗ tốt gì ở trên người ta, ta khuyên ngươi không nên uổng phí khí lực. Đã như vậy, lăng hàn suy nghĩ một chút ngươi liền làm thủ hạ của ta đi hôm nay giúp đỡ ngày khác ta sẽ hoàn lại chu vô cử xoay người rời đi hiển nhiên không đáp ứng làm thủ hạ của lăng hàn có thể tiến vào hồ dương học viện làm sao cũng có thể xưng tụng một tiếng thiên tài sao sẽ tình nguyện thua kém người khác lăng hàn cũng không đuổi theo chỉ chậm rãi nói ngươi không muốn báo thù sao tốc độ của chu vô cửu chậm lại ta có thể dạy ngươi lăng hàn tiếp tục nói trong vòng nửa năm nhất định có thể để ngươi vượt qua nam cung cực để ngươi tự tay báo thủ chu vô cử đột nhiên xoay người lại nói thật chứ ngươi cũng nói rồi ngươi xuất thân bần hàn ta lừa ngươi có ích lợi gì Lăng hàn cười nói chu vô cử do dự một chút nói được ta đáp ứng làm tùy tùng của ngươi nếu như ngươi không thể để ta ở nửa năm sau vượt qua nam cung cực cái này coi như trả nhân tình cho ngươi nếu như có thể sau này cái mạng của ta liền bán cho ngươi tên này ngược lại rất trọng tình trọng nghĩa chỉ là làm tùy tùng cho lăng hàn kỳ thực cũng không có oan ức hắn ngược lại là một thiên đại tạo hóa nếu không phải lăng hàn có một đoạn giao tình với ngân nguyệt phương chắc chắn sẽ không rảnh rỗi như vậy ưm uhm. lăng hàn gật đầu nói ta truyền cho ngươi một môn công pháp sau này ngươi liền sửa tu thuật này hắn hạ thấp giọng truyền thụ chu vô cử một môn công pháp tên là ngân nguyệt quyết không sai môn công pháp này chính là chế tạo riêng cho người của ngân nguyệt tộc năm xưa ngân nguyệt tộc bị diệt sau khi tu vi của lăng hàn đại thành cũng từng tìm kiếm người may mắn còn sống sót của ngân nguyệt tộc người là không tìm được nhưng lại được công pháp chấn tộc của ngân nguyệt tộc chính là ngân nguyệt quyết này trí nhớ của hán siêu quần lúc đó chỉ đọc một lần liền ghi vào trong lòng bằng không hiện tại cũng không bỏ ra nổi ngân nguyệt quyết phối người ngân nguyệt tộc có thể để chu vô cửu hoàn toàn phát huy uy lực của thể chất Chí ít có thể tăng lên một tinh sức chiến đấu mà cấp bậc của Ngân Nguyệt Quyết cũng đạt đến địa cấp thượng phẩm đủ để Chu Vô Cửu truy bằng Nam Cung cực rất nhanh Ngân Nguyệt Thể kiếm khí hai người này cộng lại nếu như Chu Vô Cửu vẫn chưa thể chiến thắng Nam Cung cực đó chính là hắn quá phế Chu Vô Cửu không biết đây là công pháp địa cấp thượng phẩm cũng không biết cái này có thể để thể chất của hắn hoàn toàn phát huy sau khi hỏi rõ họ tên cùng chỗ ở của Lang Hàn hắn liền ngơ ngơ ngác ngác rời đi dù sao cũng bị thương cần phải điều trị thịt thịt hổ nữ bất mãn lôi kéo tay áo của lăng hàn được 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 đi ăn thịt lăng hàn cười nói lăng hàn lăng huynh chỉ nghe xa xa chuyển đến tiếng kêu lăng hàn nhìn lại hóa ra là đám bạn cũ ở đại nguyên thành thích vĩnh dạ kim vô cực lý đông nguyệt lăng huynh đến thật muộn ngày hôm nay nhất định phải tự phạt ba chén bách lý đằng vân nói ba chén sao đủ chí ít mười chén lý đông nguyệt cũng tham gia trò vui thịt 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 hổ nữ nhảy nhót tưng bừng Lăng hàn cười ha ha nói đi ngày hôm nay ta mời khách không say không về không say không về bọn người thích vĩnh dạ cười nói năm lớn một nhỏ ra học viện tìm tửu lâu cạn chén nhưng rất nhanh bốn người thích vĩnh dạ phiền muộn phát hiện các món ăn lên chỉ cần có thịt như vậy trong nháy mắt sẽ bị hổ nữ tiêu diệt có thể nói gió cuốn mây tan bọn họ cũng gia nhập vào trong đoàn cấp thực, nhưng nhắc đến ăn, ai cấp qua hổ nữ. Tiểu nha đầu lại không cần đũa, bị nàng quơ qua, ai còn xuống tay được. Cái bụng của nha đầu này là động không đáy sao. Bốn người thích vĩnh dạ đều hiếu kỳ, chỉ là ngay cả thích vĩnh dạ cũng không nhận ra tiểu nha đầu này là dã nha đầu ở giác đấu trường. Dù sao lúc trước hổ nữ đầu tóc rối bời, cả người bẩn thỉu, nào giống hiện tại, tuy vẫn rất dã, nhưng tinh xảo như búp bê sứ thực sự ước ao lang huynh vừa vào học viện là đệ tử chân truyền có thể được vô số tài nguyên tu luyện lý đông nguyệt cảm khái nói thích vĩnh dạ gật đầu nói đệ tử chân truyền và đệ tử bình thường tranh lệch thực sự quá lớn mới đầu ta và phong viêm tranh lệch cũng không tính lớn nhưng hiện tại ai tứ vương tử người tốt xấu còn có đại nguyên vương phủ ở phía sau chống đỡ so với chúng ta còn tốt hơn nhiều kim vô cực lập tức nói phải Tài nguyên của Đại Nguyên Vương phủ còn nhiều hơn bốn thế lực lớn của chúng ta gộp lại. Ngươi cũng khóc than, vậy chúng ta còn sống thế nào? Bách Lý Đẳng Vân cũng nói. Lăng Hàn nghe nói ngươi và Phong Lạc có chút ân oán, hiện tại hắn cũng tiến vào học viện, phải cẩn thận hắn mời Phong Viêm ra đối phó ngươi. Đột nhiên thích Vĩnh Dạ nói. Phong Viêm. Lăng Hàn nhếch lên một nụ cười nói. Hiện tại hắn lợi hại bao nhiêu, cụ thể mạnh bao nhiêu, ai cũng không rõ ràng, nhưng lần trước thời điểm hắn về học viện đã là dũng tuyển cảnh tầng 4, mà có người nhìn thấy hắn ra tay nắm giữ bốn đạo đau khí thích vĩnh dạ nghiêm mặt nói dũng tuyển tầng 4, cảnh giới còn cao hơn tàn dạ chỉ là đệ tử nòng cốt thay đổi cũng như đệ tử chân truyền cuối năm mới có thể tiến hành khiêu chiến đến quyết định ai trên ai dưới phong viêm hẳn là vừa đột phá hơn nữa cảnh giới cũng không có nghĩa là sức chiến đấu sức chiến đấu của tàn dạ cao tới thất tinh vì lẽ đó vào tháng trước hắn cũng không có khiêu chiến với tàn dạ hoặc Triệu Hoan, thích Phong Vân. Đúng rồi, trước khi ta tới nhận được tin tức, buổi tối Linh Bảo Các sẽ tiến hành một cuộc bán đấu giá, có hứng thú đi xem không?" Đột nhiên Kim Vô Cực nói. "Linh Bảo Các?" Lăng Hàn kỳ quái hỏi. Phòng đấu giá ở Hoàng Đô, lão bản sau màn rất thần bí, không có ai biết thân phận của hắn, thậm chí là nam hay nữ cũng không rõ ràng, có điều, lai lịch khẳng định rất lớn, bởi vì từ xưa tới nay, chưa từng có ai dám nháo sự ở Linh Bảo Các. Kim vô cực nói. Không phải là không có người nháo sự, mà là người nháo sự đều chết hết, vì lẽ đó không còn người dám gây sự. Thích Vĩnh Dạ nói, hắn cũng coi như là người của Hoàng gia, bởi vậy biết nhiều hơn Kim vô cực. Thú vị, vậy đi xem xem. Lăng Hàn cười nói, nếu như có thể ở trong phòng đấu giá, mua được mấy vật liệu phối chế bổ linh đan khác, như vậy chữa trị linh căn của Lăng Đông Hành liền ngay trong tầm tay. Chờ hắn vào dũng tuyển cành liền có thể tu luyện thần thức, thần thức càng mạnh mẽ, Đẳng cấp đan dừa có thể luyện chế sẽ càng cao, bất quá nhiệt độ hỏa diễm là một vấn đề, giới hạn ở tu vi, coi như năng lực khống hỏa của hắn cao minh đến đâu, nhưng nhiệt độ là có hạn mức tối đa. Tuổi thọ của phụ thân có hạn, không kéo nổi. Hắn thầm nói. Hoặc là mời người luyện chế thay, hoặc là ta có thể dung hợp thiên địa dị hỏa, dựa vào dị hỏa trợ giúp, tăng nhiệt độ lên. Có điều, dị hỏa quá hiếm thấy, ngay cả đời trước cũng không có được, nhưng mười ngàn năm đi qua, có lẽ sẽ có khả năng chuyển biến tốt dị hỏa là thiên địa tự nhiên hình thành linh hỏa đối với võ giả mà nói luyện hóa dị hỏa có thể tăng cao tu vi hoặc tu ra thể chất đặc biệt đối với đan sư mà nói dung hợp dị hỏa có thể tăng lên năng lực đan đạo năm xưa có một đan sư yên lặng vô danh ở dưới tình huống ngẫu nhiên dung hợp một đoàn dị hỏa kết quả trở thành đại đan sư nổi danh thiên hạ lăng hàn muốn ở trong ngắn hạn luyện ra bổ linh đan như vậy dung hợp dị hỏa hầu như là lựa chọn duy nhất đan sư mạnh nhất vũ quốc chỉ là huyền cấp thượng phẩm căn bản không có tư cách luyện chế đan dược địa cấp bọn họ cũng ăn gần đủ rồi liền tính tiền đi tới linh bảo các tham gia buổi đấu giá bởi vì cách không xa nên bọn họ không có gọi xe ngựa hơn 20 phút sau liền đến linh bảo các đây là một địa phương chuyên môn bán bảo vật bảo vật như thế nào binh khí công pháp võ kỹ đan dược vật liệu chỉ cần là đồ vật giá trị cao ở đây đều có bán mà mỗi tháng nơi này sẽ tiến hành một lần đấu giá bán ra một ít bảo vật giá trị càng cao hi hữu mà cách mấy tháng hay một năm thì tiến hành một buổi đấu giá cỡ lớn có người nói ngay cả hoàng thất tám lại thế ra cũng sẽ động tâm buổi đấu giá hôm nay chỉ là ngày cử hành cố định của tháng này bởi vậy người tham dự cũng không có quá nhiều cường giả, nhưng vẫn rất nhiều dù sao cũng là một tháng một lần sẽ có rất nhiều bảo vật quý hiếm a à. bọn họ đang muốn đi vào cổng lại thấy có hai người trẻ tuổi kề vai mà đến nhìn dáng dấp quan hệ vô cùng tốt ồ là ngươi một người trong đó nhìn thấy lăng hàn sắc mặt không khỏi phát lạnh đưa tay chỉ qua nói ha 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 tiểu tử thúi không nghĩ tới đi ta vẫn tiến vào hồ dương học viện hơn nữa ta còn đột phá tụ nguyên cảnh rất vừa vặn tên này lại chính là phong lạc có điều hắn nhảy vào tụ nguyên cảnh cũng có chút ngoài dự đoán của mọi người lấy tư chất của hắn vốn không thể nhảy vào tụ nguyên cảnh nhanh như vậy có điều ở trong mắt lăng hàn này tự nhiên là tiểu nhân vật, hoàn toàn không có để ở trong lòng." Hắn lạnh nhạt nói. "Rời ngón tay của ngươi đi, bằng không ta không ngại chặt nó." Trên mặt Phong Lạc lộ ra vẻ giận dữ, nhưng nghĩ tới thực lực của Lăng Hàn, trong lòng kinh sợ, ngón tay không khỏi rụt trở lại, nhưng miệng lại nói. "Ngươi đoạt xanh gạch của ta thì lại làm sao, ca ca của ta vẫn có thể đưa ta vào học viện, Lăng Hàn, ta cho ngươi biết, cuộc sống sau này của ngươi, đừng nghĩ dễ chịu, ta sẽ hại chết ngươi." Phong Viêm thật có thủ đoạn a. À, lại có thể lấy được một tiêu chuẩn vào hồ dương học viện chỉ sợ hắn giống lăng đông hành cũng là giao dịch với học viện nếu không mặc ngươi thiên tài đến cỡ nào cũng không thể để học viện coi trọng đến cho ngươi một cái danh ngạch lăng hàn bật cười nói ngu xuẩn dám uy hiếp ta như thế xưa nay đều không có kết quả tốt khẩu khí thật lớn người trẻ tuổi bên cạnh phong lạc mở miệng nói trên mặt đều là vẻ ngạo mạn so với phong lạc còn hơn mấy phần lỗ mũi hận không thể hướng lên trời ta ở hoàng đô cũng đã gặp không ít người hung hăng nhưng loại người như ngươi chà chà vẫn là lần đầu khà khà lăng hàn ngươi biết vị này là ai không phong lạc đắc ý nói vị này là vi hà nhạc tân tú của hồ dương học viện tương lai tất có thể trở thành đan sư huyền cấp nguyên lai hắn chính là vi hà nhạc kim thái cực kinh ngạc thốt lên hắn rất lợi hại sao bách lý đằng vân hỏi không phải chỉ là tụ nguyên tầng một sao tụ nguyên tầng một dù yêu nghiệt như lang hàn không bằng đối đầu tụ nguyên tầng 9, khẳng định là bị chấn áp hắn mới vào hồ dương học viện không biết còn có đan viện nên có chút không hiểu ra sao người này rất có thiên phú đan đạo đã là đan sư hoàng cấp hạ phẩm có người nói ngay cả viện trưởng đan viện cũng có ý thu hắn làm đồ đệ kim thái cực nghiêm nghị nói thấy bách lý đằng vân cùng lý đông nguyệt đều không rõ hắn lại giải thích nói kỳ thực hồ dương học viện chia làm hai bộ phân một là vũ viện một là đan viện viện trưởng đan viện là đan sư huyền cấp thượng phẩm. Hí! Lúc này, Bách Lý Đằng Vân và Lý Đông Nguyệt mới hoàn toàn hiểu rõ bối cảnh của Vi Hà Nhạc, đan sư huyền cấp thượng phẩm A, ngay cả chư hòa tâm, Trương Vị Sơn nhìn thấy cũng phải cung kính, xưng một tiếng đại sư. Ha 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 ha! Vi Hà Nhạc cười to, vừa nãy hắn vẫn không nói gì, chính là muốn cho bọn họ hiểu rõ gốc gác của mình, như vậy hắn mới có thể trang bức. Hắn khinh bỉ nhìn mọi người, nói, ta không quan tâm các ngươi có ân án gì với phong thiếu, nhưng nếu ngày hôm nay ta thấy, liền điều giải thay các ngươi. hắn dừng một chút, điểm nhiên nói với lang hàn. quỳ xuống, liếm sạch giày cho phong thiếu. phong lạc đắc ý, ngày hôm nay có vi hà nhạc thay hắn ra mặt. nếu như lang hàn không cúi đầu, chính là chống đối vi hà nhạc. vi hà nhạc là ai? đan sư hoàng cấp hạ phẩm, có khả năng được ngô tùng lâm thu làm đệ tử, tiền đồ vô hạn. chỉ cần người có đầu óc, tuyệt đối sẽ không chống đối vi hà nhạc ngày hôm nay hắn muốn đòi lại cả gốc lẫn lãi quỳ xuống liếm giày đây là khuất nhục bực nào nếu như vi hà nhạc là dũng tuyền cành hay đan sư huyền cấp vậy hắn có thể có tư cách như vậy nhưng chỉ là một đan sư hoàng cấp hạ phẩm tụ nguyên tầng một khẩu khí sao dám lớn như thế người xuất thân từ hoàng đô cảm giác ưu việt thật trùng thiên thật quá mức kim vô cực lập tức quát lên vi hà nhạc hiện tại ngươi chỉ là đan sư hoàng cấp hạ phẩm khẩu khí cũng lớn quá rồi đó người dám đối nghịch ta vi hà nhạc cười gàn có vẻ cực kỳ tự tin hiện tại hắn xác thực chỉ là đan sư hoàng cấp hạ phẩm nhưng tiền đồ vô lượng bằng không tại sao phong lạc sẽ hết sức kết giao hắn đương nhiên hắn xưng huynh gọi đệ với phong lạc cũng là bởi vì phong viêm bằng không chỉ là tụ nguyên cảnh tầng một như thế nào sẽ vào pháp nhãn của hắn hắn ở đan đạo có tiềm lực kinh người mà phong viêm ở võ đạo có khả năng thành vương thế giới này dù sao cũng là cường giả vi tôn đan sư lại châu bò cũng cần cường giả võ đạo giúp đỡ kim vô cực có loại kích động muốn đánh người đối phương chỉ là tụ nguyên tầng một hơn nữa nhìn dáng vẻ là dùng đan dược tăng lên hắn một tay liền có thể chấn áp mà đan sư hoàng cấp hạ phẩm càng không đáng nhắc đến hắn căn bản sẽ không cầu đến vấn đề là người ta có thể được ngô tùng lâm thu làm đệ tử vị kia là đan sư huyền cấp thượng phẩm a lúc trước sau lưng lăng hàn chỉ đứng hai vị đan sư huyền cấp hạ phẩm liền để đại nguyên thành dồn dập bán nhân tình cho hắn uống chi là ngô tùng lâm sắc mặt của kim vô cực âm trầm nhưng không mở miệng kiêu ngạo cái gì chứ bách lý đằng vẫn trẻ tuổi nóng tính lại nghĩ đến mình là người của đại nguyên thành coi như sau này phi hà nhạc thật thành đan sư huyền cấp cũng không có quan hệ gì tới hắn đương nhiên sẽ không kính nể Vi hà nhạc lộ ra vẻ không vui nói người đây là khiêu khích ta sao đúng thì sao ngươi dám đánh với ta một trận sao bách lý đằng vân ngạo nghễ nói vi thiếu đúng lúc này lại có ba người đi tới trên người tàn mát ra khí tức cực kỳ mạnh mẽ đều đạt đến tụ nguyên tầng 9. hóa ra là các ngươi vi hà nhạc nhìn sang trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt có vẻ hơi qua loa vi thiếu gặp phải phiền phức sao một người cười nói hắn bận võ phục màu xanh vóc người thon dài vi hà nhạc lộ ra nụ cười khinh thường chỉ tay bách lý đẳng vân nói tên này nói muốn khiêu chiến ta ha 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 Tiểu tử ngốc từ đâu tới Lại dám khiêu chiến với Vi Thiếu Nam tử mặc áo xanh cười to Ngoác ngoác ngón tay với Bách Lý Đằng Vân Nói Đến 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 Ta làm đối thủ của ngươi Lúc nào Bách Lý Đằng Vân bị khích như vậy Đang muốn đáp ứng Lại bị Thích Vĩnh Dạ kéo lại Chỉ nghe Thích Vĩnh Dạ nói Văn Hải Hưng Từ khi nào ngươi trở nên không có tiền đồ như thế Cao thủ xếp hạng ở 100 vị trí đầu Lại muốn bắt nạt một tiểu sư đệ vừa nhập môn Hóa ra là Vĩnh Dạ Vương nam tử mặc áo xanh phảng phất như vừa nhìn thấy thích vĩnh dạ ngừng đầu nói chẳng trách dám đối phó vi thiếu tứ vương tử của đại nguyên thành quả nhiên cao tay lời này bề ngoài là khen ngợi thích vĩnh dạ nhưng thực tế là kéo cửu hận vẻ mặt của vi hà nhạc âm trầm nói nguyên lai là hoàng thân quốc thích không trách hung hăng như thế hắn tử nhỏ đã thể hiện ra thiên phú đan đạo trác tuyệt bạn cùng lứa tuổi ai không nể mặt muốn kết giao đan sư tương lai như hắn Văn Hải Hương nói tự nhiên để hắn sản sinh cảm giác không thích mãnh liệt với thích vĩnh dạ. Lăng Hàn, người có quỳ hay không? Phong Lạc Sen vào nói, hắn hận nhất là Lăng Hàn, mà thích vĩnh dạ là đại nguyên thành tứ vương tử, tương lai có khả năng kế thừa vương vị, hắn đương nhiên không muốn đắc tội đối phương. Hóa ra là đệ đệ của Phong Viêm Sư Huynh. Mấy người Văn Hải Hương biết thân phận của Phong Lạc, lập tức lộ ra nụ cười, tuy bọn họ xem thường Phong Lạc, nhưng Phong Viêm quá mạnh, có người nói có thực lực xung kích đệ tử nòng cốt một người lập tức nhìn về phía lăng hàn nói tiểu tử thân ngọc hiên ta ngày hôm nay ở đây nói rõ nếu như ngươi không thể để phong lạc sư đệ thỏa mãn vậy ngươi cũng chỉ có thể nằm về học viện mễ trung quang ta cũng thế người thứ ba nói phong lạc vô cùng đắc ý cười to nói lăng hàn ngươi cường hoành cho ta a ngươi là thứ gì lại dám sĩ diện ở trước mặt ta hết lần này tới lần khác nhục nhã ta thiếu ra ta là ai một đầu ngón tay còn quý hơn ngươi gấp vạn lần bốn người vi hà nhạc đều cười gàn chỉ là một tân sinh ở nơi khác bọn họ đương nhiên sẽ không để trong mắt bọn họ kiêng kỵ chỉ có truyền nhân dòng chính của hoàng đô bát đại gia tộc mà thôi nơi cửa bốn tên thủ vệ của linh bảo các thợ ơ lạnh nhạt chỉ cần không gây sự ở trong linh bảo các thì trời sập xuống bọn họ cũng sẽ không quản còn không mau quỳ phong lạc hét lớn quỳ con mẹ ngươi lăng hàn ra tay phóng về phía phong lạc lớn mật văn hải hưng mễ trung quang thân Ngọc Hiên đồng thời ra tay, bọn họ đều là tụ nguyên tầng 9, hơn nữa sức chiến đấu cực mạnh, mỗi một cái đều không yếu hơn thích vĩnh dạ, ba người đồng loạt ra tay, thanh thế kinh người. Cút! Lăng Hàn chân đạp xuất vân bộ, trốn khỏi sự vây công của ba tên. Ba người Văn Hải Hưng giật mình, bọn họ thấy Lăng Hàn chỉ là tụ nguyên tầng 5, căn bản không để trong lòng, ai có thể nghĩ tới, tốc độ của đối phương nhanh như vậy, bộ pháp lại quỷ dị như thế. Bởi vậy, bọn họ đều không dùng toàn lực, bị lăng hàn dễ dàng đột phá trùng vây lăng hàn đã xuất hiện ở trước mặt phong lạc đưa tay tóm tới người dám vì hà nhạc hoành thân tre ở trước mặt phong lạc hắn tự tin mình là đan sư hoàng cấp hạ phẩm lại là đồ đệ tương lai của đan viện viện trưởng nghĩ rằng lăng hàn sẽ không dám động hắn một sợi lông đùng chỉ là ý nghĩ của hắn vẫn chưa chuyển qua liền bị lăng hàn tát bay ra ngoài sát tên này thật sự dám đánh mình đùng lại tát phong lạc một cái đập hắn bay ra đất vẫn không chờ đối phương đứng dậy, hắn liền đạp lên mặt Phong Lạc. Khốn nạn, ngươi lại dám giẫm ta, ngươi sống thiếu kiên nhẫn sao? Cà, cà ta nhất định sẽ giết ngươi, nhất định sẽ. Phong Lạc vừa kêu thảm thiết, vừa uy hiếp lăng hàn. Cũng chỉ có hắn mới dám uy hiếp như thế. Hoàng đô là nơi nào? Giết người là trọng tội à? Một bên khác, Vi Hà nhà cũng giận dữ, hắn lại bị người tát bay, quá làm càn, quá đáng ghét, hắn tuyệt đối không tha cho gia hỏa này. Ồ, Vi sư đệ đúng lúc này vừa vặn có một đôi nam nữ trẻ tuổi đi tới cô gái kia thấy rõ vi hà nhạc không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc lý sư tỷ vi hà nhạc vội vã bỏ lên hai tay buông xuống có vẻ cực kỳ cung kính cô gái này chính là lý tư thiền ở trước mặt người khác vi hà nhạc có thể bày ra thái độ cao cao tại thượng nhưng ở trước mặt lý tư thiền hắn lại như bé ngoan bởi vì thiên phú của đối phương vừa xa hắn ngô tùng lâm chỉ thưởng thức thiên phú của hắn mà thôi thế nhưng lý tư thiền là Ngô Tùng Lâm cực kỳ yêu mến. Dù cho hắn thật thành đệ tử của Ngô Tùng Lâm, ở trước mặt Lý Tư Thiền cũng phải cung kính. Nam tử đồng hành với Lý Tư Thiền lộ ra vẻ giận dữ, nói Ai to gan như vậy, dám vô lễ với đan sư? Là Hạ Tuấn Thần, thích vĩnh dạ cao mày. Đệ tử chân truyền, Dũng tuyển tầng 2. Hắn nói cũng không nhỏ, là đang cố ý nhắc nhở Lăng Hàn. Vì Hà Nhạc lộ ra nụ cười, có một vị cao thủ dũng tuyển tầng hai tọa chấn, Lăng Hàn lợi hại đến đâu, có thể lật trời hay sao? Hắn nói. Hạ ca, tiểu tử này quá kiêu ngạo. Trước ức hiếp đệ đệ của phong viêm, sư huynh phong lạc, ta chỉ là nhìn không được, nói vài câu công đạo, liền bị hắn tát bay. Há, ta ngược lại muốn xem xem, ai như bức như thế. Hạ Tuấn Thần lạnh lùng nói. Lăng Hàn. Đến lúc này Lý Tư Thiền mới nhìn thấy Lăng Hàn, không nhịn được đi lên trước vài bước nói. Hiện tại ngươi ở đâu, ta tìm ngươi khắp nơi. Hí. Hai người có quan hệ gì? Nghe được Lý Tư Thiền nói, mọi người không khỏi hiếu kỳ, chẳng lẽ, lẽ nào? Sắc mặt của Hạ Tuấn Thần trở nên âm trầm, hắn là người theo đuổi Lý Tư Thiền, hiện tại tình nhân trong mộng lại nói ám muội như vậy, để hắn khó chịu giống như ăn con rồi. Không 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 phải, là sư phụ ta tìm ngươi. Lý Tư Thiền cũng ý thức được mình nói lỡ, vội sửa lại. "Hả? Sư phụ ngươi tìm ta làm gì?" Lăng Hàn rất tùy ý nói. "Sư phụ muốn mời ngươi uống trà." Phốc, tất cả mọi người đều phun ra ngoài sư phụ của lý tư thiền là ai ngô tùng lâm a à. ngô tùng lâm là ai đan sư huyền cấp thượng phẩm đan viện viện trưởng dậm chân một cái có thể làm cho vũ quốc dung ba lần vị đại nhân vật này lại muốn mời lăng hàn uống trà t có mấy người có thể uống trà với ngô tùng lâm gia chủ của bát đại hào môn các chủ thiên dược các, vũ viện viện trưởng chỉ có bấy nhiêu đó a à. nhưng lăng hàn một tiểu nhân vật mới vừa tiến vào hồ dương học viện lẽ nào có thể ngang hàng với những đại nhân vật kia không dành lăng hàn từ tốn nói phốc nhất thời tất cả mọi người phun ra ngoài lần thứ hai lộ ra vẻ mặt không thể tin được ngô tùng lâm mời uống trà e là gia chủ của bát đại hào môn cũng không dám nói không dành tiểu tử này quá trâu bò hơn nữa còn từ chối thẳng thắn gọn gàng như vậy bốn người thích vĩnh dạ bách lý đằng vân mừng rỡ trái tim thịt 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 kinh hoàng biết mình đặt cửa đúng rồi chỉ là bọn hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới vừa mới tiến vào hồ dương học viện lăng hàn đã có giao tình với đan sư huyền cấp thượng phẩm hơn nữa còn là loại cực sâu nếu để cho bọn họ biết một vị đan sư huyền cấp khác của vũ quốc các chủ thiên dược các cũng gọi lăng hàn là hàn thiếu vẻ mặt của những người này sẽ như thế nào thả ra ta tên khốn kiếp lại dám dẫm ta bổn thiếu tuyệt không tha ngươi phong lạc còn oa kêu to hắn bị lăng hàn dẫm mặt căn bản không nghe được lời của người khác có điều coi như hắn nghe lấy kiến thức của hắn cũng không thể biết ba chữ ngô tùng lâm đại biểu cho cái gì thái độ của tất cả mọi người phát sinh biến hóa lăng hàn là người ngay cả ngô tùng lâm cũng muốn mời uống trà ai dám gây với hắn phong viêm xác thực rất có tiền đồ nhưng lớn qua một vị đan sư huyền cấp thượng phẩm sao vì hà nhạc càng không cần phải nói hiện tại hắn ngay cả đồ đệ của ngô tùng lâm cũng không phải thật không tiện có chỗ đắc tội kính xin lăng sư đệ thông cảm ngày khác kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Liên tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh Di các phim để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người.